Tống Thư Hàng gật đầu nói, tự nhiên có bộ phận này nguyên nhân. Thương Hải thư sinh dùng sức nắm tay hắn đoán đúng. Nhưng là bá Tống tiền bối, ngài một mình tiến về cửu u thế giới, có thể bị nguy hiểm hay không? Diệu Thanh đạo cô hỏi. Tống Thư Hàng cười an ủi, yên tâm đi, cửu u thế giới ta cũng không phải lần thứ nhất đi. Đừng quên, ta còn từng tại cửu u thế giới hiển thánh qua. Bá Tống tiền bối, ta sẽ đem ngài cái này sự tích ghi chép lại. Thương Hải thư sinh bảo đảm nói. Cái này sự tích, nhất định phải viết lên đến Tống Thiên Đạo truyện ký bên trong, trở thành vinh quang thiên chương tại chư thiên vạn giới trường sinh giả đại lão tranh đoạt thiên đạo thời điểm, bá Tống tiền bối lại còn tâm hệ hiện thế sinh linh. Tại tranh đoạt thiên đạo thời khắc mấu chốt, dứt khoát đứng dậy đi cửu u, vì chúng sinh mà chiến. Loại này cao thượng phẩm chất, liền như là hằng tinh đồng dạng lóa mắt. Đây chính là bá Tống tiền bối, nhân loại kiêu ngạo. Tống Thư Hàng. Bá Tống tiền bối, ngài cần thông qua cửu u cùng hiện thế thông đạo sao? Nếu như cần, ta lập tức liền vì ngài đăng ký xin. Diệu Thanh đạo cô nhắc nhở. Lấy bá Tống tiền bối thực lực, tự nhiên có thể cưỡng ép phá vỡ không gian, tiến về cửu u, nhưng cái này tóm lại sẽ tiêu hao đại lượng không cần thiết linh lực. Không cần, ta có mình thông đạo có thể tiến về cửu u thế giới. Tống Thư Hàng khoát tay áo, sau đó, hắn lại chỉ hướng trên mặt đất cái kia bị Vương Lâm đạo nhân siêu hồn về sau, lâm vào hôn mê vô cực ma tông đệ tử, nói, các người đem cái này vô cực ma tông đệ tử mang đi, nói không chừng còn có thể từ trong miệng hắn đạt được một chút tin tức hữu dụng. Giao cho chúng ta xử lý đi, Thương Hải thư sinh bảo đảm nói. Tống Thư Hàng mỉm cười, chờ ta từ cửu u sau khi trở về, sẽ liên lạc lại các ngươi. Diệu Thanh đạo cô, chúng ta tùy thời chờ đợi bá Tống tiền bối liên hệ. Cái kia gặp lại, Tống Thư Hàng hướng phía thư sinh cùng đạo cô phất phất tay. Trước khi đến cửu u thế giới trước, hắn lại lấy điện thoại cầm tay ra cho Tống Mụ Mụ phát cái tin, nói cho Tống Mụ Mụ mình muốn dẫn Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử rời đi một chuyến, nói không chừng phải mấy ngày sau mới có thể trở về nhà. Tống Mụ Mụ rất nhanh hồi phục, biểu thị đã thu được tin tức, đồng thời Tống Mụ Mụ tại hồi phục tin nhắn cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, để Tống Thư Hàng tại xuất hành lúc làm tốt phòng bị mới tiểu sinh mệnh xuất thế biện pháp. Tống Thư Hàng. Kỳ thật Tống Mụ Mụ lo lắng hoàn toàn không cần thiết, mặc dù Tống Thư Hàng bây giờ còn chưa có tấn thăng bát phẩm huyền thánh, nhưng theo thân thể của hắn không ngừng cường hóa, cách tuyệt dục đã chỉ có một tờ chi cách. Dù cho còn không có triệt để tuyệt dục, nhưng nghĩ sinh dục đã rất khó khăn. Trên thực tế, đừng nói là Tống Thư Hàng, liền xem như bình thường thất phẩm tôn giả nghĩ sinh dục đời sau, đều phi thường không dễ. Cần các loại gia tăng mang thai tỷ lệ thủ đoạn, cũng trải qua nhiều năm cố gắng, mới có thể mang thai. Tống Thư Hàng đưa tay vạch một cái, cười hắc hắc, trả lời, mẹ, ta bụng tiểu gia hỏa nghĩ ra còn sống sớm đâu, vừa mang thai, ít nhất cũng phải 10 tháng hoài thai, nàng mới có thể xuất thế. Cho nên không cần lo lắng, trước mắt không cần dùng phòng bị nàng sinh non thủ đoạn. Hắn đương nhiên biết mụ mụ trước đó tin nhắn bên trong nội tại ý là cái gì. Nhưng hắn chính là nghĩ bì một chút, chính là muốn dùng dạng này hồi phục đến trả lời mụ mụ. Bì một chút vui vẻ, sẽ lên nghiệt. Đi, A Thập Lục, Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng không đợi Tống Mụ Mụ đáp lại, liền thu hồi điện thoại, đưa tay mở ra hạch tâm thế giới lối vào. Sau lưng, Tô Thị A Thập Lục dùng sức kéo lấy Bạch Long tỷ tỷ, một đầu chui vào hạch tâm thế giới tu sĩ nhãn lực tốt bao nhiêu cũng không cần nhiều lời, nàng lơ đãng một mắt. Vừa hay nhìn thấy trước đó Tống Mụ Mụ hồi phục. Bạch Long tỉ tỉ liếc mắt, nàng bắt đầu nghiêm túc suy tư lên trước đó sở ngốc mau ý kiến. Muốn hay không để Tống Thư Hàng ở trên người nàng soát cái tà thuật biến dị tăng phát thuật, đưa nàng thân thể biến thành đoàn lông. Nếu không lại bị A Thập Lục như thế lôi kéo xuống dưới, nàng cảm giác chính mình sẽ bị kéo béo, dẫn đến dáng người biến dạng. Vũ Nhu Tử sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, bên người linh điệp bay múa, che chở nàng tiến vào hạch tâm thế giới. Hai vị tiểu hữu, mấy ngày nay làm phiền các ngươi đem Văn Châu thành phố cùng phụ cận thành thị tà vọng địa điểm toàn bộ cho ta thu thập lại. Chờ ta trở lại về sau, ta muốn một hơi đem tất cả tà vọng diệt đi, lấy trừ hậu hoạn. Tống Thư Hàng dặn dò, sau đó hai tay của hắn thả lỏng phía sau, xoáy khí bước vào hạch tâm thế giới, biến mất không thấy gì nữa. Thương Hải thư sinh cùng Diệu Thanh đạo cô kính trọng đưa mắt nhìn bá Tống tiền bối rời đi. Hận không thể cùng bá Tống tiền bối cùng một chỗ, giết vào cửu u thế giới, chảm diệt xung kích hiện thế thông đạo tà ma,
vì chúng sinh yên ổn mà chiến. Thương Hải thư sinh dùng sức nắm tay, hận chính mình không đủ cường đại. Bá Tống tiền bối rời đi mấy ngày nay, chúng ta muốn chiếu khán tốt Tống gia lão tổ cùng Triệu gia lão tổ tiên tử. Ngàn vạn không thể để cho tà vọng ảnh hưởng đến bọn hắn chất lượng sinh hoạt. Diệu Thanh đạo cô nói bổ sung. Bá Tống tiền bối vì chúng sinh đi tiền tuyến thời điểm, bọn hắn không cách nào giúp một tay, không cách nào theo Bá Tống tiền bối cùng một chỗ chinh chiến cửu u. Cho nên, chỉ ít bọn hắn ở hậu phương muốn yên lặng ủng hộ tiền bối, để hắn không có nỗi lo về sau. Thư sinh cùng đạo cô đối Tống Thư Hàng biến mất địa phương kính nể hành lễ một cái, mang theo hôn mê vô cực ma tông đệ tử biến mất không thấy gì nữa. Hạch tâm thế giới bên trong. Tống Thư Hàng đem lần này săn giết tất cả tà vọng toàn bộ chuyển giao cho Biệt Tuyết Tiên Cơ cùng Sở Sở, lại đem vừa rồi từ Vương Lâm đạo nhân cái kia lấy được vô cực ma tông bồi dưỡng tà vọng tư liệu chuyển giao cho Biệt Tuyết Tiên Cơ. Những tài liệu này, đều có thể dùng để phong phú Biệt Tuyết Tiên Cơ đối tà vọng lý giải, tranh thủ sớm ngày đem tà vọng biến thành nguyên liệu nấu ăn, mang lên tu sĩ giới bàn ăn. Tống Thư Hàng cùng Biệt Tuyết Tiên Cơ mục tiêu chính là để hoang dại tà vọng biến thành tu chân giới cấp một bảo hộ quái dị, cũng để tà vọng tiến vào khoa học nuôi dưỡng kỳ, dây chuyền sản xuất bồi dưỡng tà vọng, làm cho cả chư thiên vạn giới sinh linh đều có thể thích tà vọng. Vì ủng hộ Biệt Tuyết Tiên Cơ thí nghiệm, Tống Thư Hàng để Hạch Tâm tiểu trợ thủ ở một bên phối hợp Biệt Tuyết Tiên Cơ, Hạch Tâm thế giới nuôi dưỡng linh thú, ma thú, loại thực linh thực, tiên hào nguyên liệu nấu ăn, hoạt tuyền nước suối, còn có từ Côn Vương cái kia thu hoạch một chút dùng ăn tính bảo vật, đều có thể cung cấp cho Biệt Tuyết Tiên Cơ sở thí nghiệm dùng. Giao phó xong Biệt Tuyết Tiên Cơ về sau, Tống Thư Hàng mở ra Tà Liên thế giới lối vào, mang theo Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử cùng một chỗ bước vào. Tà Liên thế giới. Tống Thư Hàng vừa mới hiện thân lúc, liền có một con ẩn hình tiểu hamster nhảy đến trên mặt hắn, đối hắn lộ tại mặt nạ bên ngoài cái cằm ngay cả đâm vài kiếm. Đinh 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 liên tiếp hỏa hoa nổ lên. Đừng làm rộn, hamster hào. Tống Thư Hàng tiện tay chảo một cái, đem hamster hào nắm trong tay, mang bọn ta đi gặp Bạch Tiền Bối đi, trễ hắn vạn nhất ngủ sâu liền không dễ làm. Bạch Tiền Bối một giấc có thể sẽ ngủ ngàn năm, thậm chí càng lâu. Nếu quả như thật ngủ say, ngàn năm trôi qua, kia cái gì đều lạnh. Da mặt của ngươi càng cứng rắn hơn, hamster hào lãnh khốc nói. Y dài, ô ô khí linh tiểu tiên tử nhìn thấy cùng nàng không xê xích bao nhiêu hamster hào về sau, vui vẻ kêu lên. Đây là ta nghịch kình quyền sáo khí linh, về sau hamster hào ngươi có thể cùng nàng hảo hảo chơi đùa. Ngươi chiều kia thiên ngoại phi ma rất có ý tứ, muốn hay không cân nhắc dậy một chút ta khí linh tiểu tiên tử. Năng lực học tập của nàng có thể mạnh, Tống Thư Hàng kiêu ngạo giới thiệu nói. Khí linh tiểu tiên tử ánh mắt nhìn chằm chằm hamster người thổi kèn bên trong cây tăm kiếm, hai mắt lập lòe tỏa sáng. Hamster hào, đừng làm rộn, quyền sáo khí linh học kiếm pháp gì. Mặt khác, ta chủ thượng cho ngươi mượn cái kia chiếc chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa, trước trả ta. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đem phi toa tế ra, trả lại cho hamster hào, lại nói. Mượn các tiền bối đồ vật về sau, trả lại trở về luôn cảm giác là lạ. Hamster hào. Đi thôi, ta đem bia đá đạo hữu cũng mang tới. Tống Thư Hàng đem bia đá đạo hữu lấy ra nói. Bia đá đạo hữu nói, vừa vặn, lần này ta muốn để ta chủ đem ta trên bia mộ chữ đổi thành bá tống chi mộ, cứ như vậy nổi tiếng sẽ cao hơn. Kẹt kẹt, hamster hào đồng ý nói. Bá tống chi mộ nghe. Nhưng so sánh Tống Thư Hàng chi mộ mang cảm giác nhiều bởi vì nó đều quen thuộc xưng Tống Thư Hàng vì bá Tống Hào, gọi hắn tên thật Tống Thư Hàng lúc, nghe ngược lại có chút khó chịu. Được, một hồi ta để Bạch Tiền Bối đổi cái chữ. Tống Thư Hàng vui vẻ nói. Hamster Hào. Bá Tống Hào đại não còn không có từ đứng máy trạng thái bên trong khôi phục. Đổi hắn mộ bia danh tự, vì cái gì hắn muốn vui vẻ thành dạng này. Bởi vì bá tống đạo hữu vừa vặn cần vì chính hắn đóng một tòa đại mộ. Bia đá đạo hữu nhìn ra hamster hào nội tâm nghi hoặc, lên tiếng trả lời. Hamster hào, vì chính mình tạo mộ làm gì, hắn chán sống vị, muốn chết lên một lần. Ha ha, đến lúc đó hamster hào ngươi có muốn hay không tại ta đại mộ bên cạnh chồng cái tiểu mộ. Tống Thư Hàng trêu ghẹo nói. Cút, hamster hào cả giận nói. Đang khi nói chuyện. Mấy người đi tới Bạch Tiền Bối nghỉ ngơi địa phương. Lúc này Bạch Tiền Bối nằm tại một cây phong ấn trụ bên trong, trên dưới nổi trôi. Tống Thư Hàng.
đây là béo cầu đại lão phong ấn trụ, nhưng phong ấn trụ không phải dùng để phong ấn thiên đạo di thuế cầu sao? Vì cái gì bạch tiền bối sẽ chứa ở cái này phong ấn trụ bên trong? Người tới rồi, Thư Hàng. Bạch tiền bối còn buồn ngủ, hắn ngắm nhìn Tống Thư Hàng, a, à, người cái này trạng thái. Bạch tiền bối thân thể, xoay chuyển tới, nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, ngay cả hai mắt đều biến thanh tỉnh rất nhiều. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, thế nào? Người gần nhất đang nghiên cứu thế nào hai cái khác biệt cá thể cùng một chỗ chứng đạo bất hủ, tấn thăng thiên đạo đầu đề. Bạch tiền bối vui mừng hỏi, đây là hắn lần trước cho Tống Thư Hàng bố trí bài tập. Đây là thiên đạo bạch lưu lại ám hiệu tin tức, khác biệt cá thể cùng một chỗ chứng đạo bất hủ là phá cục chìa khóa. Lúc ấy bạch tiền bối liền cho Tống Thư Hàng lưu lại bài tập, để hắn có rảnh liền hảo hảo suy nghĩ hạ vấn đề này. Tống Thư Hàng lúng túng nói, ha ha, cái kia. Kỳ thật, bạch tiền bối, ta có. Bạch tiền bối. Bên cạnh hamster Hào trợn mắt hốc mồm, nói, bá Tống Hào, có là có ý gì? Mặt chữ bên trên ý tứ, Tống Thư Hàng cởi mở cười một tiếng, đưa tay chỉ bụng của mình. Hamster Hào lập tức xa vào đến thật sâu trong trầm tư. Trừ Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục bên ngoài, béo cầu sắt thép xào huyệt bên trong đại bộ phận thành viên đều xa vào đến trầm mặc. Bởi vì trong lúc nhất thời không biết muốn làm sao miêu tả trong bọn họ tâm phức tạp tâm tình. Sau một lúc lâu, Hamster Hào tỉnh táo phân tích nói, cho nên, cho tới nay chúng ta đều hiểu lầm ngươi rồi. Kỳ thật, ngươi là Thư Hàng tiên tử. Đừng làm rộn. Mặc dù ngoài ý muốn mang thai, nhưng ta giới tính lại không thay đổi. Tống Thư Hàng trả lời. Tinh tinh tướng quân đột nhiên nhãn tình sáng lên, nói, ta hiểu được, bá Tống Hào ngươi là loại kia phân liệt sinh sản loại hình sinh vật, có thể tiến hành vô tính sinh sản. Ta là thuần nhân loại, Tống Thư Hàng nói. Mặt trời nhỏ T233 Hào thanh âm vang lên, cho nên bá Tống Hào, ngươi là thế nào có? Việc này nói rất dài dòng, là cái phức tạp cố sự. Chủ yếu nồi, còn cùng béo cầu đại lão. Nói đúng ra là cùng thiên đạo cầu có quan hệ. Tống Thư Hàng bình tĩnh cùng mọi người phân tích ra. Cho nên là béo cầu chúa tể hài tử. Mỹ nhân mặt thất thải thụ yêu thụ thụ kinh ngạc nói. Trước đừng đánh đoạn ta, để ta hảo hảo đem sự tình giảng xong. Tống Thư Hàng khoát tay áo, bắt đầu từ đầu tới đuôi giảng thuật bắt đầu. Từ hắn tại mấy tháng trước tiếp xúc đến tóc vàng máy móc thiếu nữ đưa nàng đâm chết. Để nàng tiến vào phục sinh trạng thái, đến hắn thu hạch tâm lò phản ứng trở thành chính mình tiểu đan điền, lại đến năm nay tại Nho Gia lúc gặp gỡ Côn Vương cùng thiên đạo di thuế cầu cùng thiên đạo cầu chuẩn bị ở sau. Cuối cùng, tại hắn mang thai ngưng thì cộng phôi thai ngưng thì tác dụng dưới, tóc vàng máy móc thiếu nữ trở thành phôi thai hạt giống, bởi vì một chút căn bản là không có cách giải thích nguyên lý, cái này mai phôi thai hạt giống bị Tống Thư Hàng hạch tâm lò phản ứng tiểu đan điền tiếp nhận, tại Tống Thư Hàng thể nội bắt đầu sinh trưởng. Giản lược đem toàn bộ sự tình giảng thuật một lần về sau, Tống Thư Hàng uống một hớp thấm giọng nói, chính là như vậy, ta ngoài ý muốn có. Đây là liên tiếp trùng hợp đưa đến kỳ tích, bất quá, trên tổng thể đến nói, ta cái này cùng mang thai vẫn là có khác biệt. Dù sao ta đây là tiểu đan điền bên trong có thêm một cái phôi thai, thật muốn phân loại, ta hẳn là một cái thay thế cá thể. Bạch tiền bối. Tiểu hamster nhiễm chân cổ ma. Mặt trời nhỏ T233 Hào. Mỹ nhân mặt thụ thụ, cho nên, ngươi lần này tới tìm ta chủ, có phải là còn muốn mời ta chủ giải quyết cái này phôi thai vấn đề? Thụ thụ ngươi giảng đúng, ta đang có ý này. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Nhưng trên thực tế hắn khi tiến vào cửu u thế giới thời điểm, đầy trong đầu đều là từ bạch tiền bối nơi đó thu hoạch được bộ phận cửu u chúa tể quyền hạn về sau, đi chấp hành một chút tao thao tác khái niệm, một trận triệt để đem chính mình mang thai sự tình quên mất. Nếu không phải mỹ nhân mặt thụ thụ nhấc lên, hắn đều quên hướng vạn năng bạch tiền bối xin giúp đỡ. Thật có lỗi, Thư Hàng, bạch tiền bối thụ chớ có thể giúp nói, ta mặc dù cơ hồ cái gì cũng biết, nhưng ta thật sẽ không sinh con, cho nên ngươi có vấn đề này ta cũng không có giải quyết phương án. Thật không được, ngươi liền chậm rãi đem đứa nhỏ này bồi dưỡng thành hình, lại tới tìm ta làm sinh mổ giải phẫu, ta giúp ngươi đưa nàng lấy ra. Mà lại, bạch tiền bối nghĩ càng xâm nhập thêm. Thiên đạo bạch thông qua các loại thủ đoạn lưu cho hắn mật ngữ bên trong, biểu đạt qua phá cục mấu chốt chính là khác biệt cá thể chứng đạo bất hủ. Cái kia Tống Thư Hàng hiện tại trạng thái, có phải là rất phù hợp yêu cầu? Tống Thư Hàng bản thể là một cái hoàn chỉnh cá thể,
mà bụng hắn bên trong đang dựng dục thiếu nữ tóc vàng cũng là một cái độc lập cá thể. Kể từ đó, có phải là liền phù hợp hai cái khác biệt cá thể chứng đạo bất hủ khả năng? Đương nhiên, cái này giả thiết bên trong cũng có cái không hoàn mỹ địa phương, đó chính là phôi thai thiếu nữ tóc vàng thực lực vấn đề. Từ trước mắt cảm ứng trạng thái đến xem, cái này phôi thai cảnh giới cũng không cao, trên tổng thể ước chừng chỉ trở tại nhân loại tu sĩ nhất phẩm cảnh giới trình độ. Nếu như cái này phôi thai thực lực không cách nào nhanh chóng tăng lên lời nói. Coi như tiến vào khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo khâu, nàng cũng sẽ không chịu nổi bất hủ chi lực, trực tiếp bạo thể. Cho nên, điểm ấy còn cần mới hảo hảo nghiên cứu mới là. Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Nhất định phải hảo hảo nghiên cứu, nếu như thủ đoạn này thật có thể đi, chờ Tống Thư Hàng sinh xong trong bụng thiếu nữ phôi thai về sau, có thể nghĩ biện pháp để hắn dùng cùng loại thủ đoạn, lại mang một cái càng có tiềm lực khác biệt cá thể đi tranh đoạt bất hủ chi chiến. Lúc này, Tống Thư Hàng hỏi, Bạch Tiền Bối, liền không thể trước đem nàng từ trong cơ thể ta lấy ra, đem gửi lại lấy nàng hạch tâm lò phản ứng phóng tới hòm giữ nhiệt bên trong, nhân công đối nàng tiến hành bồi dưỡng. Ta không có tương quan phương diện tri thức, ta nhiều nhất thay ngươi làm sinh mổ giải phẫu. Bạch Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng. Mặt khác, Thư Hàng, người sau đó phải chuẩn bị thứ 6 lần người độ kiếp cùng nhân tiền hiển thánh đi. Bạch Tiền Bối lại nói. Mang thai trạng thái Tống Thư Hàng, tiến hành thứ 6 lần độ kiếp cùng hiển thánh, vừa vặn có thể sớm diễn toán một lần khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo cái này đầu đề. Lúc mang thai Tống Thư Hàng độ kiếp, đến cùng sẽ bị tính vì là một người. Vẫn là hai người. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, cảnh giới phương diện ta đã sớm ở vào tùy thời có thể độ kiếp trạng thái. Nhưng bởi vì thiên đạo đột nhiên sụp đổ nguyên nhân, dẫn đến ta lần trước độ kiếp không có hoàn toàn thành công. Cho nên thứ 6 lần độ kiếp, ta muốn chuẩn bị cẩn thận một chút, một hơi thông qua. Trừ cái đó ra, ta gần nhất một mực tại cân nhắc bát phẩm huyền thánh tuyệt dục vấn đề. Mặc dù nói chỉ cần tìm được cùng sinh mệnh có quan hệ đại đạo trường sinh giả, liền có khả năng giải quyết bát phẩm huyền thánh tuyệt dục vấn đề, nhưng để phòng vạn nhất, thừa dịp còn không có tiến vào bát phẩm trước, trước tiên nghĩ một chút việc này. Bạch Tiền Bối, sau đó thì sao? Ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào vấn đề này? Loại sự tình này tại vật lý bên trên không vội vàng được, tình cảm cần thời gian đến bồi dưỡng, không thể đường dễ vượt qua. Bất quá coi như ta tại chứng đạo bát phẩm trước còn không cách nào giải quyết vấn đề này, cũng không quan hệ. Đến lúc đó, ta còn có thể thử một chút có thể hay không đem bát phẩm huyền thánh tuyệt dục cái vấn đề khó khăn này chuyển đổi thành ta chấp niệm, sau đó đem tiến một bước đưa nó bồi dưỡng thành tâm ma của ta. Tống Thư Hàng nói đến đây, không cẩn thận nuốt ngụm nước miếng, nếu như thành công. Đến lúc đó chờ ta vượt qua bát phẩm thiên kiếp, liền đem tâm ma rút ra, cho mọi người xử lý tiệc ăn mừng. Sở các chủ ngốc mao. Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Tiền Bối tại phòng ấn trụ trung thượng chìm xuống phù, nói, tuyệt dục vấn đề chính ngươi xử lý, bất quá liên quan ngươi một lần cuối cùng chứng đạo bát phẩm huyền thánh phương diện này, ta có thể cho ngươi một cái đề nghị. Bạch Tiền Bối thỉnh giảng. Tống Thư Hàng ngồi ngay ngắn. Trước mặt của ngươi năm lần độ kiếp hiển thánh, đều có điểm đặc sắc. Cái kia một lần cuối cùng, chúng ta tranh thủ đưa nó làm hoàn mỹ, không nên để lại hạ tiếc nuối. Bạch Tiền Bối nói, cho nên chúng ta có thể phía sau màn thao tác một chút. Lợi dụng hiện thế cái kia nhỏ ma tông. Vô cực ma tông, Tống Thư Hàng hỏi. Đúng, chính là trước người báo cáo nhanh cho ta cái kia tiểu ma tông. Bạch Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng trước đó 5 lần độ kiếp, mỗi lần đều có sáng tạo cái mới. Từ lần thứ nhất thành đoàn độ kiếp, đến lần thứ hai cửu u hiển thánh, tiếp theo là lần thứ ba hắc long thế giới khóa vực siêu không gian giảng pháp, lại đến lần thứ tư cùng A thập lục trở lại quá khứ quá thời gian ở giữa giảng pháp, cuối cùng là trước đó hồi năm kết thúc thiên đạo giảng pháp. Vô luận là nhân số, địa điểm, dị không gian, thời gian, thậm chí là thiên đạo, đều không thể ngăn cản Tống Thư Hàng giảng pháp. Vậy kế tiếp hồi 6 giảng pháp, cũng không thể để chư thiên vạn giới tu sĩ thất vọng. Ta rút lấy liên quan tới ma hải thế giới tư liệu. Theo ta suy tính, kia là cái phi thường đặc thù thế giới, so cửu u thế giới càng hỗn độn, không có bất kỳ cái gì trật tự có thể nói, cùng hiện thế đối lập, pháp tắc cũng cùng hiện thế có rất lớn khác biệt. Nếu có thể ở cửu u thế giới mở ra một bộ phận ma hải thế giới, nói không chừng còn có thể dẫn dắt ra thái cổ thời đại khí tức. Cho nên, người có muốn hay không khiêu chiến một chút? Tại ma hải thế giới bên trong đi tiến hành chính mình một lần cuối cùng độ kiếp.
Bạch tiền bối đề nghị. Cùng hiện thế hoàn toàn đối lập, cái kia tại độ kiếp cùng hiển thánh phương diệt, quy tắc sẽ giống nhau sao? Tống Thư Hàng suy tư hỏi. Bạch tiền bối thân thể chậm rãi nổi lên, nói, ta mô phỏng qua ma hải thế giới khung, hạch tâm nhất quy tắc khẳng định đều như thế, tại thái cổ thời kỳ, ma hải thế giới cùng hiện thế đều là từ thiên đạo một người chấp trường, không có cửu u chúa tể tồn tại. Cái kia cấu thành thế giới cơ sở nhất quy tắc khẳng định giống nhau. Tại cụ thể hiển hiện bên trên, mới có tương phản đặc thù. Tỷ như, tại hiển thánh giảng pháp kết thúc về sau, khả năng ngươi lấy được không phải công đức chi lực, mà là tương phản lực lượng nào đó, đến thúc đẩy sinh trưởng trong lòng tâm ma, nhượng độ kiếp người biến càng thêm cuồng bạo. Tống Thư Hàng, tâm ma cường độ có thể hay không mất khống chế. Hắn nghĩ bồi dưỡng mình tâm ma, chủ yếu là vì rút ra khi nguyên liệu nấu ăn, cùng thử một chút dưỡng tâm ma vui vẻ cảm giác. Nhưng hắn cũng không hy vọng tâm ma cường độ vượt qua khống chế, miễn cho chơi với lửa có ngày chết cháy. Chung quy đến nói, hắn tại tìm đường chết cảnh giới bên trên vẫn còn so sánh không lên Vân Tước Tử cùng Tam Lãng. Tại mấu chốt tìm đường chết khâu bên trong, hắn vẫn là sẽ chân tay co cóng, không có một hơi tìm đường chết đến cùng dũng khí, cũng không có cuồng đao Tam Lãng tiền bối loại kia tinh chuẩn nắm chắc tại kề cận cái chết vừa đi vừa về dò xét chân trực giác cùng kinh nghiệm phong phú. Không có tu sĩ có thể bảo chứng mình có thể hoàn toàn khống chế tâm ma, liền xem như đạo tâm cường đại hơn nữa, cuối cùng vẫn là sẽ có ý chí mềm yếu thời điểm. Bất quá, như người loại này trạng thái, tại đối mặt tâm ma lúc, cũng không cần lo lắng sẽ chơi thoát. Bạch tiền bối quét Tống Thư Hàng một chút. Tống Thư Hàng lập tức lĩnh ngộ tới, công đức chi lực. Đúng, Bạch tiền bối gật đầu nói, Tống Thư Hàng công đức chi lực là trọn vẹn 5 lần nhân tiền hiển thánh, huyền thánh giảng pháp tích lũy. Như cắt rau hẹ đồng dạng, liên tiếp thu hoạch được 5 lần chư thiên vạn giới người tu luyện công đức phản hồi về sau, Tống Thư Hàng công đức chi lực đủ để khinh thường quần hùng. Khổng lồ như thế công đức chi lực, để Tống Thư Hàng tại đối mặt tâm ma lúc, đã đứng ở thế bất bại. Mà lại, người cũng là thời điểm kinh lịch một đợt tâm ma kiếp, tích lũy một chút kinh nghiệm. Bạch tiền bối nói bổ sung. Tống Thư Hàng đem Bạch tiền bối giảng nội dung, từ đầu tới đuôi gỡ một lần, nói cách khác. Chúng ta trước lợi dụng vô cực ma tông, tại cửu u thế giới cái nào đó khu vực mở một khối nhỏ ma quốc ra. Sau đó chúng ta đón thêm tay cái này một khối ma quốc, lợi dụng nó tính chất đặc thù, để ta trong đó độ kiếp, chính thức xung kích bát phẩm cảnh giới. Tống Thư Hàng vốn chỉ là nghĩ đến lợi dụng bạch tiền bối cửu u chúa tể quyền hạn, để muốn thừa dịp cửu u thế giới vô chủ, tại cửu u thế giới hoàn nguyên ra một khối ma quốc vô cực ma tông đệ tử. Nếm thử tuyệt vọng tư vị các ngươi coi là cửu u thế giới đã không có chúa tể à nha. Nhưng kỳ thật cửu u thế giới còn có ta rõ ràng tiền bối tại trấn Tràng Tử, ăn phân A, vô cực ma tông. Không nghĩ tới bạch tiền bối mưu kế càng sâu một tầng, cửu u chúa tể không hổ là cửu u chúa tể, ấn bạch tiền bối kế hoạch, là muốn vào một bước nghiền ép vô cực ma tông đệ tử, lợi dụng cửu u chúa tể quyền hạn, âm thầm dẫn đạo vô cực ma tông nỗ lực to lớn đại giới, tại cửu u thế giới mở ma quốc. Mà khi ma quốc thành công mở, tại vô cực ma tông các đệ tử ma sinh đạt tới đỉnh phong sát na, lấy cửu u chúa tể quyền hạn cưỡng ép tiếp nhận khối kia ma quốc, đem vô cực ma tông từ đỉnh phong đám mây đánh vào phàm trần. Thậm chí là đánh vào không đáy vực sâu. Bạch tiền bối gật đầu đáp, không sai, chính là cái này mạch suy nghĩ thao tác. Tống tiền bối, người quả thực là ma quỷ A, Vũ Nhu tử đáy lòng yên lặng vì vô cực ma tông đệ tử mặc niệm không. Không 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 một giây. Sau đó liền tiến vào vui sướng hình thức. Tống Thư Hàng. Bất quá ta chủ, như vô cực ma tông thật mở ra ma quốc về sau, có thể hay không ảnh hưởng chúng ta cửu u thế giới ổn định. Mặt trời nhỏ T233 hào hỏi. Án lấy bạch tiền bối miêu tả, ma quốc tựa hồ là không nhận cửu u chúa tể trưởng khống nguyên thủy thế giới. Nếu như tại cửu u vô chủ, bị bọn hắn nắm lấy cơ hội mở ra ma quốc, cái kia đời tiếp theo cửu u chúa tể tiền nhiệm về sau. Có thể sẽ đau đầu một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ, cửu u thế giới còn có ta cái này mạnh nhất hộ không chịu di rời cắm dễ đâu. Bạch tiền bối mỉm cười nói. Tại cửu u thế giới có chủ điều kiện tiên quyết, hoàn toàn trước tiên có thể dự tuyển một khối khu vực, trước đối khối khu vực này tiến hành một phen cày cấy, trải tốt các loại chuẩn bị. Sau đó lại đem vô cực ma tông nhóm muốn mở hoàn nguyên ma hải thế giới định vị đến phiến khu vực này cửu u chúa tể tại cửu u thế giới. Chính là có thể muốn làm gì thì làm. Tống Thư Hàng, kể từ đó,
Tại giai đoạn trước chúng ta không những không cần đả kích vô cực ma tông kế hoạch lớn, ngược lại có thể thức thời tại cửu thế giới cho bọn hắn khai thông một chút tiện lợi, để bọn hắn thuận lợi tại cửu thế giới đặc biệt vị trí mở ra một khối ma hải thế giới đến. Không đúng, Tống tiền bối. Chúng ta không chỉ có không thể cho vô cực ma tông khai thông tiện lợi, mà lại tại hiện thế phương diện đối vô cực ma tông kế hoạch lớn đả kích cũng không thể ngừng. Vũ Nhu Tử đột nhiên lên tiếng nói. Tô Thị A Thập Lục gật đầu nói, ta ý nghĩ giống như Vũ Nhu Tử, chúng ta đối vô cực ma tông kế hoạch lớn đả kích không thể ngừng, muốn để bọn hắn kế hoạch lớn một đường va va chạm chạm, kinh lịch các loại gặp trắc trở sau rốt cục thành công tại cửu thế giới mở ma quốc. Cứ như vậy, mới sẽ không để vô cực ma tông thành viên sinh lòng hoài nghi. Ma tông đệ tử trời sinh tính đa nghi, nếu như kế hoạch lớn tiến hành quá mức thuận lợi, bọn hắn ngược lại sẽ sinh lòng cảnh giác. Cho nên, cho bọn hắn đả kích cùng gặp trắc trở không thể ngừng, chỉ cần có thể cam đoan bọn hắn tại cuối cùng, có thể thành công mở ma quốc là được. Đạt được quá thuận lợi đồ vật, không có cảm giác thành tựu. Chỉ có kinh lịch rất nhiều kiếp nạn về sau, khổ tận cam lai, rốt cục có được đồ vật, mới có tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Không trải qua mưa gió, lại có thể nào nhìn thấy cầu vồng. Mặc dù cái này cầu vồng là nhân tạo, nhưng nó cũng là cầu vồng nha. Vô cực ma tông, bí cảnh, ma đế cung. Chỗ này ma đế cung mới là vô cực ma tông chân chính tông môn sở tại, hắn không trực tiếp tồn tại ở hiện thế, mà ở vào một chỗ từ viễn cổ thời đại liền lưu truyền xuống ma đế pháp bảo bí cảnh bên trong, tổng diện tích tiếp cận một tòa trung đẳng thành thị. Hiện thế bên trong các nơi vô cực ma tông cũng chỉ là phân tổng hoặc là nhỏ hơn phân đà, chỉ có chỗ này ma đế cung mới thật sự là vô cực ma tông hạch tâm, tất cả vô cực ma tông truyền thừa đều cất giữ nơi này. Hắn ẩn tàng cực sâu, căn bản không có chính thức xuất hiện trước mặt người khác. Lúc này, tại ma đế cung già Lê Ma Điện, một tôn cao đạt 100 mét hư ảnh phù hiện ở chỗ này ma điện bên trong, tại trong ma điện chậm rãi bồi hồi. Ở bên cạnh hắn có như thực chất ma diễm đang thiêu đốt. Những thứ này ma diễm bên trong tràn ngập tuyệt vọng tiếng rên rỉ. Thỉnh thoảng sẽ có ma diễm từ nơi này 100 mét hư ảnh trên người rơi xuống, rơi vào già Lê Ma Điện mặt đất. Nhưng lại sẽ bị ma điện sàn nhà hấp thu, biến mất vô tung vô ảnh. Vừa đi vừa về bồi hồi số quyển về sau, vị này 100 mét cao lớn cự nhân tiến vào ma điện vương tọa chỗ, chậm rãi ngồi xuống. Đang dưới trướng thời điểm, hắn vô cùng to lớn thân ảnh bắt đầu thu nhỏ, thu liếm. Cuối cùng hóa thành cao hơn 3 mét cường tráng hình thể. Một lát sau, ma điện hạ phương bắt đầu có lần lượt từng bóng người bắt đầu hiển hiện. Những thứ này thân ảnh cùng cự nhân một dạng đều là hư ảo hình chiếu, bọn hắn bản thể cũng không tại chỗ này ma điện, mà là phân tán ở các nơi trên thế giới, hoặc là ở vào vô cực ma tông các nơi phân bộ bên trong. Bọn hắn lấy hình chiếu phương thức, lấy cùng loại viễn trình video tham dự phương thức, xuất hiện tại ma đế cung bên trong. Nhóm đầu tiên xuất hiện đều là vô cực ma tông thế hệ này chân chính người cầm quyền, thực lực chí ít đều tại lục phẩm trở lên, thậm chí còn có thất phẩm tôn giả tọa chấn. Nhưng cho dù là bộ phận này vô cực ma tông đương đại người cầm quyền, cũng có hơn phân nửa không biết ma đế cung chân chính tồn tại ở phương nào nơi nào, bọn hắn chỉ có thể thông qua loại này hình chiếu pháp thuật phương thức, đổ bộ ma đế cung. Đợi bộ phận này vô cực ma tông đương đại người cầm quyền nhóm hiện thân, cũng tại trên vị trí của mình ngồi xuống về sau, nhóm thứ hai hình chiếu thân hình bắt đầu hiển hiện. Cái này nhóm thứ hai hình chiếu đến ma đế cung, tất cả đều là ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới phía trên cường giả, là thế hệ này vô cực ma tông trụ cột vững vàng. Nhóm này ngũ phẩm linh hoàng nhóm, lại án lấy bản thân kim đan linh văn số lượng khác biệt, bắt đầu án lấy bài vị nhập tọa. Kim đan linh văn càng nhiều ngũ phẩm linh hoàng, vị trí liền càng đến gần nhóm đầu tiên hình chiếu khu vực. Công tử Hải cùng chính năng thân ảnh, liền ở vào ngũ phẩm linh hoàng chỗ ngồi phía trước nhất một khu vực như vậy. Bát Long Văn công tử Hải, một thân tư chất đủ để khinh thường ma tông quần hùng, mặc dù không phải tư chất ngút trời cửu Long Văn, nhưng ở ma tông truyền thống bên trong, Bát Long Văn đồng dạng tiền đồ vô lượng, hà chỉ ma đế chính là đại biểu, cửu Long Văn có được chứng đạo trường sinh tư chất, Bát Long Văn đồng dạng có tiềm lực này. Mà tại công tử Hải bên người chính năng, thì ngưng tụ ra thất Long Văn Kim Đan, điều này đại biểu lấy hắn tương lai có cơ hội tấn thăng bát phẩm huyền thánh, thậm chí có cơ hội trùng kích kiếp tiên cảnh giới. Bát Long Văn cùng thất Long Văn, để công tử Hải cùng chính năng tại vô cực ma tông bên trong có được một chút nho nhỏ quyền nói chuyện. Có quyền nói chuyện, ở sau đó vô cực ma tông kế hoạch lớn bên trong,
bọn hắn mới có thể chiếm cứ đến lợi ích lớn hơn nữa, từ đó nhất phi trùng thiên. Công tử Hải trên mặt tự tin mỉm cười, nhẹ nhàng mở ra trong tay quạt xếp, hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Ầm ầm, trên vương tọa Vô Cực Ma Tông tông chủ nhẹ nhàng vung tay lên, cả tòa ma đế cung vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang, bắt đầu khép kín, chui vào hư không, cắt ra cùng hiện thế kết nối. Như vậy, giới này Vô Cực Ma Tông kế hoạch lớn hội nghị, mở ra. Tông chủ thanh âm khàn khàn, tràn đầy tự tính, phi thường thích hợp đi hát tình ca. Phía dưới, tất cả Vô Cực Ma Tông thành viên, ngồi thẳng thân thể. Sau đó chính là kế hoạch tiến điện, kế hoạch an bài, cùng kế hoạch lớn sau khi thành công lợi ích chia cắt. Ở phương diện này, ở đây mỗi một cái Vô Cực Ma Tông thành viên cũng sẽ không khiêm nhượng ở cái này kế hoạch lớn bên trong nhiều chiếm một điểm tài nguyên, tương lai mình liền có thể đi ra càng xa. Đầu tiên, hồi báo một chút chúng ta tại hiện thế cùng cửu u thế giới kế hoạch tiến triển. Ma Tông Tông chủ chậm rãi gõ vương tỏa tay vịn, trầm giọng nói. Sau một khắc, có một vị Ma Tông tôn giả gật đầu, nói, chúng ta tại hiện thế kế hoạch tiến triển, mặc dù có chỗ trở ngại, nhưng từ kết quả đến xem kế hoạch trước mắt phi thường thành công, hiệu quả so với chúng ta trong tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn. Đoạn thời gian trước tuyển nhận đại lượng tán tu, đều đã trải qua có đất dụng võ. Chúng ta đã thành công để phần lớn tà vọng hoàn thành biến dị, cũng ở thế giới từng cái tọa độ an trí xong tà vọng. Nhiều nhất tiếp qua 3 ngày thời gian, tà vọng số lượng cùng khối lượng liền có thể đạt tới yêu cầu của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể nhất cử đem tất cả tà vọng hiến tế, liên kết thành trận. Bọn hắn chỉ cần dẫn đạo tà vọng biến dị cùng sinh sôi, lại về sau tà vọng bất kể là sống hay chết, liền không trọng yếu. Cho dù chết, tà vọng biến dị sau xào huyệt sẽ còn tồn tại, vẫn như cũ sẽ trở thành kế hoạch lớn một vòng. Đến lúc đó, đại trận kích hoạt, có thể trực tiếp thẩm thấu đến cửu u thế giới bên trong, cũng đem bọn hắn gần ngàn năm đến chữa trị ma đế ma thần trụ đưa vào đến cửu u bên trong. Phối hợp cửu u thế giới bên trong đồng bộ kế hoạch, liền có thể nhất cử tại cửu u thế giới cắm ra một cái ma quốc hình thức ban đầu tới. Thừa dịp cửu u thế giới tân chúa tể chưa từng xuất hiện trước, bọn hắn đến mau chóng đem ma quốc phạm vi cửu u thế giới hoàn nguyên vì trong truyền thuyết ma hải thế giới. Kể từ đó, kế hoạch thứ nhất bước coi như thành công. Công tử Hải nhẹ nhàng lay động quạt xếp những thứ này ma đế ma thần trụ, có một phần nhỏ truyền thuyết là năm đó một vị nào đó ma đế sở lưu truyền xuống bảo vật. Còn có một bộ phận lớn là Vô Cực Ma Tông bao năm qua bỏ ra hiện bát phẩm huyền thánh cường giả, án lấy ma đế ma thần trụ từng cây chế tạo phảng phẩm. Mặt khác, gần nhất công tử Hải trả hết nộp 10 cái ma đế ma thần trụ, đây là hắn thông qua hà chỉ ma đế truyền thừa lấy được thu hoạch. Cái này 10 cái ma thần trụ nộp lên về sau, nhượng hắn tại Vô Cực Ma Tông quyền lên tiếng càng tiến một bước. Lúc này, lại có một tôn ma tông tôn giả lên tiếng nói, chúng ta phái nhập cửu u thế giới các đệ tử, đồng dạng kế hoạch thuận lợi. Bọn hắn thành công tại cửu u thế giới tìm được hơn 20 chỗ thích hợp chúng ta mở ma quốc tọa độ. Mặt khác, chúng ta còn thành công dẫn dắt đến một số cửu u tà ma trùng kích hiện thế thông đạo, vì hiện thế chế tạo một chút phiền toái, để cho chúng ta kế hoạch lớn có thể thuận lợi hơn tiến triển. Sắp hiện ra thế lực hấp dẫn chuyển rời đến cửu u, dương đông kích tây. Trên vương tòa tông chủ chậm rãi gật đầu, 20 cái tọa độ chỗ, toàn bộ vùi sâu vào tín tiêu. 3 ngày sau, hiến tế tà vọng, tiến hành kế hoạch lớn thứ nhất bước. Đến lúc đó, từ ma thần trụ bên trong ma đế ý chí, tại 20 cái tọa độ chỗ lựa chọn ma quốc vị trí. Xuống lần nữa một bước, dẫn phát kiếp tiên tử kiếp. Tốt nhất có thể mượn kiếp tiên tử kiếp dẫn dắt ra một số cổ kiếp tiên đại mộ, đem bên trong kiếp tiên sa đọa ma thân cho móc ra, dung nhập ma quốc, hóa thành ma quốc chiến lực. Tất cả Vô Cực Ma Tông đệ tử tất cả đều kích động lên, nhiều năm như vậy chờ đợi, 3 ngày sau liền đem chứng kiến thành quả. Mặt khác, liên quan tới bá tống huyền thánh tình báo, là ai đang phụ trách thu thập? Tông chủ lại lên tiếng hỏi. Bá tống huyền thánh trước mắt còn tại hỏa tinh, hắn đã liên tiếp khiêu chiến 3 vị thần bí tồn tại, cũng đem đối thủ từng cái tin phục. Một vị Vô Cực Ma Tông trưởng lão trả lời. Công tử Hải Đông đưa quạt xếp tay có chút cứng đờ, tông chủ lúc này đem bá tống huyền thánh khiêng ra tới. Sợ là nghĩ đến muốn giảm bớt hắn tại kế hoạch lớn bên trong lợi ích. Bá tống huyền thánh truy cầu là bất hủ đại đạo, hắn cùng chúng ta ở giữa truy cầu khác biệt, chỉ muốn bá tống huyền thánh thật sự theo chính hắn nói, sẽ tại hỏa tinh bên trên khiêu chiến địch nhân 7 ngày lời mà nói chúng ta liền có đầy đủ thời gian hoàn thành kế hoạch lớn.
tông chủ chậm rãi gõ vương tọa tay vịn, chậm rãi nói. Hắn cũng không có lên tiếng gõ công tử Hải, mà là rất mau đem chủ đề chuyển rời đến kế tiếp chủ đề. Bao quát bước kế tiếp kế hoạch áp dụng, cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, cùng nhất làm vô cực ma tông thành viên mong đợi đại lợi vẽ cuối cùng lợi ích phân phối vấn đề. Đầu năm nay, không lợi ích lời nói ai cũng không muốn làm việc. Ma tông cũng không phải một cái phân rõ phải trái nghĩ địa phương, ở chỗ này lợi ích trên hết. Đại hội thương thảo sau khi kết thúc, tông chủ một lần nữa mở ra ma đế cung, tất cả vô cực ma tông thành viên hình chiếu, bắt đầu một cái tiếp một cái rời đi. Đợi tất cả thành viên toàn bộ sau khi biến mất, tông chủ lần nữa quan bế ma đế cung. Hắn từ trên vương tọa đứng lên, thân hình bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt lại khôi phục vì trăm mét cự nhân hư ảo hình thể. Liền trên người hắn khí thế cũng tại liên tiếp tăng lên, biến vô cùng kinh khủng. Còn có 3 ngày, tông chủ lẩm bẩm nói. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình thể nội, tại bên ngoài thân tầng kia ma diễm tản ra về sau, tông chủ nơi ngực, có một cái nho ra khí tức khủng bố phong ấn hiển hiện. Cái này kiên cường không thôi phong ấn bên trên, ẩn ẩn tản ra sâu sâu nho ra thánh nhân khí tức. Ngực buồn bực, ngủ không được, cái này chết tiệt trạng thái rốt cục phải kết thúc. Tông chủ nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của mình. Đợi cửu u thế giới ma quốc mở về sau, mượn nhờ nguyên thủy ma hải thế giới lực lượng, nho ra thánh nhân phong ấn chỉ có một con đường chết. Đến lúc đó, chỉnh hợp ma hải thế giới về sau, thực lực của hắn ngược lại còn có thể cao hơn một tầng lầu, đem đạt tới liền chính hắn đều không thể tính ra trình độ kinh khủng. Tông chủ ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Gần nhất thanh danh nổi lên bá tống huyền thánh, rất có mấy phần năm đó nho ra thánh nhân khí thế. Trấn áp chư thiên, treo lên đánh vạn giới, danh tiếng nhất thời không hai. Bất quá, đáng tiếc vị này bá tống nhất định không cách nào trở thành nho gia thánh nhân thứ hai. Chờ hắn từ cửu u thế giới về mở về sau, liền sẽ đem vị này bá tống đạp ở lòng bàn chân, thông qua loại phương thức này nói cho chư thiên vạn giới, hắn tuyệt đại ma đế ngạc trở về. Hắn là ma tông trong lịch sử thiên tài nhất ma đế, hắn thăng cấp kinh lịch gần với sâu sâu nho gia thánh nhân. Hắn ngưng tụ cửu Long Văn, cũng tại lần trước thiên đạo cuộc chiến trung kỳ, chứng đạo trường sinh, bước ra chính mình đạo. Đáng tiếc hắn năm đó nhuệ khí quá thịnh, tại thiên đạo cuộc chiến thời kỳ cuối đi khiêu chiến nho gia thánh nhân. Kết quả bị sâu sâu nho gia thánh nhân đè xuống đất ma sát, còn bị hạ cái làm hắn ngực buồn bực, cảnh giới bị áp chế một cách cưỡng ép sâu sâu phong ấn. Cái này ngàn vạn năm đến hắn một mực đang khổ cực lợi dụng mài nước phương thức phá giải thánh nhân phong ấn. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bây giờ, hắn mặc dù có thể tại phong ấn trạng thái dưới lâm thời bộc phát ra bản thân chân thực cảnh giới lực lượng, nhưng chỉ có thể duy trì 3 phút. 3 phút, thực sự quá ngắn. 3 ngày sau, ma thần trụ làm tiên phong, đinh nhập cửu u thế giới. Tà vọng đại trận lực lượng, sẽ đem ta ma đế cung đưa vào cửu u thế giới, đánh vào mở ra tới ma hải thế giới bên trong. Nhẫn nại nữa 3 ngày. Vị này vô cực ma tông tông chủ ma đế ngạc không ngừng án lấy lồng ngực của mình. Hắn không ngừng mà nói với chính mình, không muốn nôn nóng. Ngàn vạn năm đều đến đây, hắn không kém vài ngày như vậy thời gian. Càng là đến cuối cùng trước mắt lúc, hắn liền càng cần hảo hảo suy nghĩ kế hoạch của mình, có cái gì thiếu thốn, cần bổ lộ chỗ. Ta lúc bộc phát ở giữa chỉ có 3 phút, cái này 3 phút nhất định phải bóp dây đi sử dụng. Tại đem ma đế cùng đánh vào cửu u về sau. Lại sử dụng lúc bộc phát ở giữa, nhất cử đem ma quốc hình thức ban đầu ổn định lại. Ma đế ngạc thầm nghĩ trong lòng. Lặp đi lặp lại suy nghĩ xong kế hoạch của mình, xác định không có lỗ thủng về sau, hắn bắt đầu nhẹ nhàng hừ một ca khúc, tâm tình vui vẻ. Một bên khác, cửu u thế giới. Chuẩn bị xong chưa, bạch tiền bối từ phòng ấn trụ bên trong bò lên đi ra, ngồi ở tống thư hàng đối diện, nghiêm túc hỏi. Không có vấn đề, bạch tiền bối. Ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tống Thư Hàng lúc này kích hoạt lên bản thân tứ đại tôi thể thần công. Biến dị cương thủ đem hắn độ thành kim loại sắc, thể lỏng kim thân quyết càng làm cho thân thể của hắn trở nên như là béo cầu đại lão. Nho ra kim cương thân cùng thánh viên long thần thần công phối hợp, đỉnh đầu số lượng đã vượt qua một cái liền thánh viên nhóm tay nâng nho ra kinh thư, một mặt nghiêm túc. Đối mặt chủ nhân trước bạch tiền bối, cầm đầu cái kia đại thánh viên ngẩng đầu ưỡn ngực. Tranh thủ đem bản thân tốt nhất một mặt hiện ra cho chủ nhân. Hắn sau lưng đám kia thánh viên tiểu đệ đương nhiên không thể yếu đi đại ca khí thế, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, như là tiếp nhận duyệt binh tinh anh.
Trước đem bia đá cho ta. Bạch tiền bối kêu. Không cần Tống Thư Hàng động tác, bia đá đạo hữu đã vui sướng nhảy đến bạch tiền bối trong tay, lên tiếng nói, chúa tể bạch chủ, một hồi ngài thuận tiện đem ta trên tấm bia danh tự sửa lại, đổi thành bá tống chi mộ như thế nào. Bá tống cái tên này nổi tiếng cao hơn, mà lại, Tống Thư Hàng cái tên này là tên thật, dễ dàng bị vu thuật hệ cường giả lợi dụng. Bạch tiền bối nhẹ gật đầu. Hắn duỗi tay tại bia đá trên người đạo hữu một vòng, đem Tống Thư Hàng chi mộ đổi thành bá tống chi mộ. Tiếp lấy hắn lại bắt đầu tại bia đá trên người đạo hữu vẽ lên mới phù văn cùng luyện khí trận pháp. Bên cạnh Tinh Tinh tướng quân, chuột hamster hào, mỹ nhân mặt thụ thụ liên tục không ngừng vận chuyển một số vật liệu luyện khí tới. Tống Thư Hàng thấy thế, hỏi, bạch tiền bối ngươi là muốn luyện chế lại một lần bia đá đạo hữu? Chỉ là cường hóa một chút hắn, nếu như không cường hóa lời mà nói lấy hắn hiện tại chất liệu không chịu nổi cửu u chúa tể quyền hạn lực lượng. Bạch tiền bối thuận miệng nói. Ngay sau đó, mặt trời nhỏ T233 hào hiển hiện, trên người nó thiêu đốt lên hừng hực chân hỏa, có thể cung cấp bạch tiền bối luyện khí sử dụng. Bạch tiền bối đem bia đá cùng luyện khí vật liệu từng cái ném vào đến mặt trời nhỏ T233 hào trong lò lửa, bắt đầu tế luyện. Xử lý xong bia đá đạo hữu về sau, hắn lại hướng Tống Thư Hàng vẫy vẫy tay. Tống Thư Hàng giải khai quần áo trên người, đem cơ bắp hoa văn rõ ràng phần lưng lộ ra. Bạch tiền bối muốn cho hắn cửu u chúa tể bộ phận quyền hạn, cần hắn cùng bia đá đạo hữu đồng bộ. Muốn xăm cái gì? Bạch tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng vô ý thức nói, Tinh Trung, không nên, ta không cao thượng như vậy phẩm chất. Nếu không xăm cái husky trên đầu đi, chuột hamster tà vọng đề nghị. Tống Thư Hàng lắc đầu, sau đó lộ ra bản thân kim đan mã QA nói, bạch tiền bối, liền xăm cái này đi. Bạch tiền bối liếc một cái nói, đi, lấy cái này đồ án trình độ phức tạp, có thể dung nạp ta càng nhiều lực lượng. Đến lúc đó như gặp gỡ ngoài ý muốn. Người phối hợp bia đá liền có thể tại 3 phút đồng hồ bên trong, thi triển ta một phần lực lượng, dùng để xử lý các loại ngoài ý muốn. 3 phút chân nam nhân, đủ, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Kim đan mã QA đồ án xăm người không phải một cái tốt nhất xăm người lựa chọn, nhưng đối với giai đoạn hiện nay Tống Thư Hàng tới nói, hắn xem như cái tương đối thích hợp lựa chọn. Đem kim đan mã QA xăm đến lưng bên trên về sau, tương lai Tống Thư Hàng cùng đại địch chiến đấu thời điểm. Chiến đến kịch liệt nhất chỗ, hắn có thể lựa chọn bảo áo tăng cường khí thế tại bảo áo đồng thời, thuận tiện đem trên lưng mình kim đan mã QA lộ ra tới. Nếu như địch quân đại lão nhất thời vô ý, dùng tinh thần lực hướng cái này kim đan mã QA bên trên nhẹ nhàng như vậy quét qua. Loại kia đợi hắn, chính là Tống Thư Hàng kéo sổ đen đi bi cự nhân thế giới rác rưởi tin tức quán não công kích thủ đoạn. Công lúc bất ngờ, quán hắn đại não, làm cho đối phương sọ não chướng đau nhức. Từ đó lộ ra sơ hở. Chỉ cần có sơ hở, dựa vào Tống Thư Hàng cái kia một thân vật trang sức cùng các loại tao thao tác, bất kể là mạnh đối vẫn là lựa chọn túng lui, đều có thể trong nháy mắt hoàn thành. Ngồi xuống, kim đan mã QA đồ án tương đối phức tạp, thừa dịp ta hiện tại hoàn toàn thanh tỉnh, tranh thủ nhanh lên đưa nó xăm tốt. Bạch tiền bối ngáp một cái, lên tiếng nói. Hắn buồn ngủ càng ngày càng đậm, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến bên người các sủng vật. Tỉ như chuột hamster hào, liền bắt đầu không ngừng dùng móng vuốt rửa mặt, bắt đầu hiện khốn. Tống Thư Hàng gật đầu tại bạch tiền bối trước mặt ngồi xuống, đưa lưng về phía hắn, đem bản thân phần lưng cơ bắp trạng thái chỉnh thuận, thuận tiện bạch tiền bối xăm người. Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử, cùng chuột hamster hào, xấu hổ, Tinh Tinh tướng quân chờ ngồi thành một vòng, vây xem bạch chúa tể vì bá tống xăm người một màn. Tại bạch tiền bối lấy châm. Chuẩn bị bắt đầu vì Tống Thư Hàng xăm người trước đó, Vũ Nhu Tử nhấc tay hỏi, đúng rồi, bạch tiền bối, ngài thay Tống tiền bối xăm người lúc, ta có thể lấy bên cạnh lặng lẽ chụp ảnh sao? Bạch tiền bối bóp châm tay phải có chút dừng lại, hắn quay đầu đối Vũ Nhu Tử khẽ mỉm cười nói, có thể. Nụ cười này, đẹp mắt đến không cách nào hình dung. Liên bạch long tỷ tỷ đẳng cấp này tồn tại, nhịp tim đều phảng phất dừng lại một cái sát na. Chớ nói chi là bên cạnh vây quanh cái kia một vòng sủng vật. Bạch tiền bối người thật là dễ nhìn. Vũ Nhu Tử giơ điện thoại, không chút do dự chính là một chuỗi chụp hình, cái này làm cho người động tâm mỉm cười, tuyệt đối là cái tốt tài liệu. Bạch tiền bối duy trì mỉm cười mê người, quay người lại nắm vuốt châm dài đối Tống Thư Hàng phần lưng hung hăng một đâm. Dù là Tống Thư Hàng tứ đại tôi thể thần công hộ thể,
cũng ngăn không được châm này thấu đâm. Tống Thư Hàng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đau đến trực tiếp kêu thành tiếng. Bạch tiền bối kim đâm ở trên người hắn lúc, một loại ẩn chứa cửu u chúa tể pháp tác lực lượng, xuyên thấu qua hắn tôi thể thần công, đâm vào cơ bắp, đau tận xương cốt. Nho nhỏ một châm mang tới thống khổ, lại so lúc trước béo cầu đại lão phân thân chính diện bạo trùy hắn còn khốc liệt hơn. Từ Tống Thư Hàng thống khổ kho số liệu đổi mới cho tới hôm nay đẳng cấp về sau, loại này lập tức liền để hắn nhịn không được gào thảm thống khổ, đã cực kỳ hiếm có, nằm ngoài dự đoán của hắn. Thối thể công pháp đừng tán đi, cắn chặt răng duy trì lấy ngươi tứ đại công pháp, nếu không sau một khắc ngươi trực tiếp sẽ bạo thể. Bạch tiền bối thanh âm như gió xuân che mặt, nói, đây mới là thứ nhất châm, muốn hoàn thành ngươi chương này kim đan mã QA, ít nhất phải mấy vạn châm mới có thể làm đến. Tống Thư Hàng nghe vậy, run rẩy lấy ra một khối cửu phẩm linh thạch, nhét vào trong miệng cắn tốt. Thống khổ như vậy vẫn còn có mấy vạn lần chờ đợi hắn, Tống Thư Hàng đột nhiên bắt đầu hối hận tự mình lựa chọn kim đan mã QA đồ án đến xăm người lựa chọn. Bên cạnh, Vũ Nhu Tử lấy ra một cái máy ảnh bộ đồ trang trên điện thoại di động, nhẹ nhàng tại Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối bên người di động, từ từng cái góc độ quay chụp Bạch Tiền Bối vì Tống Tiền Bối xăm người một màn. Thu thập tốt đủ nhiều tài liệu về sau, Vũ Nhu Tử hài lòng trở về, từ mấy trăm ảnh chụp bên trong tuyển chọn ra góc độ đẹp nhất ảnh chụp, đưa chúng nó gửi đi đến Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Ảnh chụp bên trong Tống Thư Hàng sắc mặt trắng bệch, cái trán tràn đầy thống khổ mồ hôi lạnh. Mà phía sau thay hắn xăm người Bạch Tiền Bối mang trên mặt như mộc xuân phong mỉm cười. Bắc Hà tán nhân cái thứ nhất nổi lên, a, à, Bạch Tiền Bối thay Thư Hàng tiểu hữu xăm người. Đây là cái gì thời điểm ảnh chụp? Vừa rồi. Lệ Chi tiên tử, Bỉ Tâm biểu tâm Hoàng Sơn mụ mụ, Bạch Tiền Bối vậy ta. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Hắn yên lặng mở ra quần viên liệt biểu, lôi ra Bá Diệt Thánh Quân, điểm đi vào cẩn thận xác định là Tống Thư Hàng tài khoản không sai về sau, duỗi tay liền cho Tống Thư Hàng tới cái 24 giờ cấm ngôn phần món ăn. Lệ Chi tiên tử gọi hắn Hoàng Sơn mụ mụ, nghĩ như thế nào đều là Tống Thư Hàng sai. Hệ thống nhắc nhở, Bá Diệt Thánh Quân bị quần chủ Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu cấm ngôn 24 giờ. Khi này đầu hệ thống nhắc nhở vang lên lúc, Đông Phương Lục tiên tử, Diệt Phượng công tử, Giang Tử Yên cùng một đám muốn học lại Lệ Chi tiên tử phát biểu quần thành viên, trong nháy mắt tỉnh táo lại, khống chế được bản thân dục dịch ngón tay. Lúc này khiêu chiến Hoàng Sơn tiền bối nhẫn nại cực hạn, không thể nghi ngờ là rất không lý trí lựa chọn. Bất quá, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong cái gì đều thiếu, chính là không thiếu đầu sắt thành viên. Đông Phương Tĩnh Tuyết, Bỉ Tâm biểu tâm Hoàng Sơn mụ mụ, Bạch Tiền Bối vậy ta. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Đậu Đậu ngẩn người, hắn yên lặng đứng dậy, đem hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn đưa cho Hoàng Sơn đại ngốc hắn gần nhất chán ăn cái đồ chơi này, liền nhai cũng lười nhai, vẫn là trả cho Hoàng Sơn đại ngốc bản thân cắn đi. Hoàng Sơn tôn giả một tay tiếp nhận dược hoàn, một cái tay khác không chút do dự cho Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử tới một giờ cấm ngôn. Tại phía xa địa cầu một chỗ khác Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử bị cấm ngôn về sau, tức thỏa mãn, lại tiếc nuối. Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, a. À. Đợi đã, Bạch Tiền Bối không phải tại làm một cái rất trọng yếu thí nghiệm, bận đến đều không thời gian đi ra nói chuyện phiếm sao. Vì cái gì hắn còn có thời gian thay Tống Thư Hàng xăm người. Linh Điệp đảo áp lực đại, Vũ Nhu Tử. Là một cái khác Bạch Tiền Bối. Vũ Nhu Tử trả lời. Đồng thời, nàng lại thuận tay đem bản thân trước đó không lâu làm tốt Bạch Tiền Bối Mỹ Nhân Ngư biểu lộ bao tâm ma bản thượng truyền. Thượng truyền hoàn tất về sau, Vũ Nhu Tử hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng lại đưa tay sờ lên phần lưng của mình xăm người nhìn rất có ý tứ, một hồi Tống Tiền Bối xăm xong sau lưng, muốn hay không mời Bạch Tiền Bối cho nàng cũng xăm một cái. Cũng không biết Bạch Tiền Bối có hay không không đau nhức xăm người thủ đoạn. Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu Bạch Hạc. Một lát sau, Bạch Hạc chân quân sửa lại quần biệt danh, đổi thành kiếp sau nguyện vì Tống gia nhân Bạch Hạc. Nếu như có kiếp sau, hắn hy vọng mình có thể chuyển thế thành Tống Thư Hàng. Lại điên rồi một cái, Diệt Phượng công tử nói. Bắc Hà tán nhân nhẹ nhàng nhấp miệng thiên trà, tại trên bàn phím đánh xuống hồi phục, Bạch Chúa tề tại vì Tống Thư Hàng xăm cái gì đồ án. Linh Điệp đảo áp lực đại, Vũ Nhu Tử, xăm tốt sau lại cho chúng ta phát cái đồ án. Hắn thuần thục bắt đầu nói sang chuyện khác,
miễn cho quần bên trong thành viên ở cái này chủ đề bên trên tiếp tục trò chuyện xuống dưới, không cẩn thận liền làm đại tử. Đã hoàn thành, ta đem ảnh chụp phát cho đại gia. Vũ Nhu Tử nói, tại quần bên trong các tiền bối nói chuyện phiếm thời gian bên trong, Bạch tiền bối đã hoàn thành xăm người đồ án. Bá Tống Hào, thượng quyền hạn. Lúc này, một chương hoàn chỉnh kim đan mã QR đồ án phủ hiện ở Tống Thư Hàng phần lưng. Tại mã QR đồ án trung ương, thì là công đức xà mỹ nhân đồ án bởi vì nàng là Tống Thư Hàng công đức võng lạc trung tâm. Trên thực tế nhìn kỹ có thể nhìn thấy, tại công đức xà mỹ nhân cuối đuôi bộ vị còn có một cái thu nhỏ hình Tống Thư Hàng. Cả cái đồ án nội dung hẳn là bị công đức xà mỹ nhân thủ hộ lấy Tống Thư Hàng, nhưng bởi vì đồ án bên trong Tống Thư Hàng quá nhỏ, rất dễ dàng bị người xem nhẹ. Vũ Nhu Tử điều chỉnh góc độ, cho Tống Thư Hàng phần lưng chụp mấy bức ảnh chụp đặc tả, phát đến Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Ảnh chụp rất nhanh tại quần bên trong giảm sóc đi ra. Bắc Hà Tán Nhân, giọng nói Tê Thư Hàng tiểu hữu hắn đem mã QR đồ án xăm đến lưng lên. Cái này thao tác đơn giản đáng sợ. Bắc Hà Tán Nhân thuận Tống Thư Hàng mạch suy nghĩ đi suy tư, hắn đã có thể dự cảm đến tương lai trong chiến đấu bạo áo, chính là Tống Thư Hàng cơ bản thao tác. Đánh lấy, liền có thể muốn bạo áo. A, à, tấm thứ ba hình có ý tứ. Đậu đậu mắt sắc, thấy được điểm sáng. Trên Vũ Nhu Tử truyền tấm thứ ba ảnh chụp bên trong, Tống Thư Hàng phần lưng kim đan mã QR công đức xà mỹ nhân đồ án, vừa vặn cùng hắn phần eo anh em hồ lô đồ án hô ứng lẫn nhau. Hai cái đồ án, xuất từ hai vị bạch tiền bối chi thủ, hô ứng lẫn nhau, tuyệt không thể tả. Lại nói, một vị khác bạch tiền bối vì cái gì đột nhiên muốn cho Tống Thư Hàng xăm người. Đông Phương Lục Tiên Tử hiếu kỳ nói. Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng, xăm người tác dụng tạm thời giữ bí mật, một hồi để Tống tiền bối bản thân đến trả lời đại gia đi. Dứt lời, Vũ Nhu Tử lại cúi đầu nhìn lấy chính mình hai chân vị trí nếu như muốn xăm người lời mà nói nàng muốn tại mắt cá chân vị trí xăm bên trên một cái đồ án. Tốt, giải quyết, Thư Hàng. Người đến kích hoạt cái này xăm người thử một chút. Bạch tiền bối phủi tay, bắt đầu phối hợp vì Tống Thư Hàng thượng quyền hạn. Mặt trời nhỏ T233 hào đồng dạng nhẹ nhàng phun một cái, đem hoàn toàn mới bia đá đạo hữu phun ra. Mơ hồ rực rỡ hẳn lên bia đá đạo hữu vững vàng rơi vào Tống Thư Hàng bên người, lúc này hắn rốt cục siêu việt chất liệu hạn chế, từ cửu phẩm kiếp tiên pháp khí tăng lên tới trường sinh giả thần binh cấp bậc. Lại thêm bản thân nó tính đặc thù. Chỉ muốn cho hắn cung cấp đầy đủ linh thạch cùng bảo vật, liền xem như đạo khí nó đều có thể chính diện đối, linh thạch không hết, tuyệt đối không túng. Lần này thăng cấp về sau, hắn rốt cục có lực lượng bồi bá Tống đạo hữu cùng một chỗ đối lượt chư thiên vạn giới đại lão, mà không cần giống mấy lần trước như vậy chột dạ. Tống Thư Hàng duỗi tay, bắt lấy bia đá đạo hữu, cũng kích hoạt phần lưng xăm người. Xăm người đồ án cùng bia đá trên người đạo hữu mới trận văn cộng minh. Nhân bia hợp nhất trạng thái, bia đá đạo hữu kêu lên. Tống Thư Hàng tiện tay chính là một phát dưỡng đao thuật tăng lên mình và bia đá đạo hữu ở giữa đồng bộ xuất, bia đao hợp nhất. Lần này, giữa song phương cảm giác giữa lẫn nhau càng có ăn ý, phối hợp thiên y vô phùng. Bia Tống Thư Hàng đao, bia đá đạo hữu hợp nhất về sau, bạch tiền bối vì bọn họ chuẩn bị cái kia một bộ phận cửu u chúa tể quyền hạn, bắt đầu kích hoạt. Tống Thư Hàng ý thức cùng bia đá đạo hữu ý thức. Bắt đầu cất cao, tăng lên loại cảm giác này, tựa như Tống Thư Hàng lần thứ 5 hiển thánh giảng pháp, thiên đạo sụp đổ sau một khắc này. Khi đó Tống Thư Hàng ý thức cũng là dạng này vô hạn cất cao, cuối cùng tiếp xúc đến siêu việt trường sinh giả có thể tiếp xúc đến thuộc về thiên đạo pháp tắc. Dù là chỉ là một cái sát na, đều đủ để làm Tống Thư Hàng được lợi cả đời. Mà bây giờ, bia đá đạo hữu cùng ý thức của hắn, đồng dạng bị kéo đến siêu việt trường sinh giả cấp bậc. Tiếp xúc đến cửu u chúa tể cấp quyền hạn pháp tắc cấp độ. Tống Thư Hàng hai mắt biến mê ly lên, có một tầng thuần túy pháp tắc lực lượng, đem hắn cùng bia đá đạo hữu bao vây lại. Thành công không, ta chủ, chuột hamster hào hỏi. Bạch tiền bối ngáp một cái, thành công, đón lấy đến các ngươi nhìn lấy hắn, quá trình này cần chút thời gian. Cửu u chúa tể quyền hạn quản lý, dù là chỉ là một phần nhỏ, cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Bạch tiền bối dứt lời, vuốt mắt mở ra phòng ấn trụ đại môn. Vũ Nhu Tử gặp bạch tiền bối muốn chìm vào giấc ngủ, vội vàng cả gan hỏi, bạch tiền bối, người có thể hay không cho ta cũng xăm cái thân. Bạch tiền bối quay đầu, đối Vũ Nhu Tử vẫy vẫy tay.
Vũ Nhu Tử hai mắt sáng lên, nàng vui sướng chạy chậm đến Bạch Tiền Bối trước người. Bạch Tiền Bối cười đưa thay sờ sờ Vũ Nhu Tử đầu, nói, không được. Vũ Nhu Tử. Sau một khắc, Bạch Tiền Bối bấm tay, nhẹ nhàng gảy tại Vũ Nhu Tử cái trán. Phanh. Vũ Nhu Tử cả người bị đẩy lùi ra ngoài. Xấu hổ sớm đã có chuẩn bị, tại Vũ Nhu Tử bị Bạch chủ nhân bắn bay thời điểm, liền đem bản thân co lại thành u chữ một đoàn. Vũ Nhu Tử thân thể đụng vào đến xấu hổ thân thể mềm mại bên trên. Đau nhức đau nhức đau nhức, Vũ Nhu Tử sờ lên bản thân đỏ rừng rực cái trán. Bạch Tiền Bối duỗi lưng một cái, chui vào đến phòng ấn trụ bên trong, cũng đem phòng ấn trụ hàn chết, không khiến người ta lại quấy rầy hắn. Thời gian trôi qua, hai ngày sau. Tại ngày này nói sụp đổ, thiên địa biến hóa đặc thù thời kỳ, mỗi một phút, chư thiên vạn giới đều đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Bất kể là cái nào hệ thống tu luyện giả, đều đang vì mình tương lai mà liều mạng đấu. Từ có gánh chịu thiên mệnh chi tư trường sinh giả nhóm, xuống đến phổ thông phàm nhân, đều tại vì tương lai mà cố gắng. Cửu U thế giới, nguyên béo cầu đại lão xào huyệt bên trong. Tô Thị A Thập Lục hai tay chống cằm, cố gắng duy trì thanh tỉnh, chằm chằm vào bị pháp tắc lực lượng bao khỏa Tống Thư Hàng cùng bia đá đạo hữu. Bạch Long tỉ tỉ vòng tại cổ nàng bên trên, uể oải không còn khí lực. Cái trán bị đánh đỏ Vũ Nhu Tử, không biết lúc nào gối lên Tô Thị A Thập Lục hai chân, ngủ ngon ngọt. Không chỉ có là Vũ Nhu Tử, bên cạnh chuột hamster hào, xấu hổ, mỹ nhân mặt thụ yêu, tinh tinh tướng quân, toàn bộ rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Bạch Tiền Bối buồn ngủ phảng phất có được truyền nhiễm tính, chỉ muốn tại hắn phòng ấn trụ trong phạm vi nhất định sinh mệnh, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Còn chưa tốt sao, Bạch Long tỉ tỉ mơ hồ mở to mắt, hỏi. Xem ra cũng nhanh, Tô Thị A Thập Lục phỏng đoán nói. Nàng nhìn thấy Tống Thư Hàng cùng bia đá đạo hữu bên người pháp tắc phòng đang tại làm nhạt. Bạch Long tỉ tỉ ngáp một cái nói, ngươi ngủ trước một hồi đi, ta thay ngươi nhìn một hồi. Bạch chúa tể ý chí chi lực quá bá đạo, cái này buồn ngủ rất khó chống cự. Bạch Long tỷ tỷ không cần lo lắng, ta còn có thể lại chống đỡ một hồi. Tô Thị A Thập Lục đáp, trong cơ thể nàng linh quỷ tiên tử cũng trong bóng tối hiệp trợ nàng, thỉnh thoảng truyền lại một trận thanh lương khí tức tới, để cho nàng có thể bảo trì thanh tỉnh. Tô Thị A Thập Lục duỗi nhẹ tay chọc nhẹ đâm Vũ Nhu Tử cái trán bị đánh đỏ địa phương đều hai ngày, lại còn không rút đi. Tê trong lúc ngủ mơ Vũ Nhu Tử hút miệng hơi lạnh, dùng sức lắc lư đầu, khuôn mặt nhỏ tại A Thập Lục trên đùi ma động. A Thập Lục vội vàng nhẹ nhàng vừa đi vừa về vuốt ve Vũ Nhu Tử nhu thuận tóc dài, trấn an tâm tình của nàng. Ông! Lúc này, Tống Thư Hàng cùng bia đá đạo hữu bên người pháp tắc lực lượng, rốt cục triệt để tản ra. Tống Thư Hàng mê mắt hai mắt khôi phục thanh tỉnh. Hắn nắm bia đá đạo hữu, ý thức nhẹ nhàng khẽ động. Sau một khắc, từ bia đá đạo hữu trên người bắn ra hư ảo bảng điều khiển. Cửu U chúa tể quyền hạn giới diệt bộ phận. 1. Tuyên bố nhiệm vụ công năng. Nhắc nhở, người có thể căn cứ từ mình ý chí, tại cửu U thế giới tuyên bố nhiệm vụ, điều động cửu U tà ma hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, người có thể ban cho tà ma phần thưởng nhất định. 2. Ban thưởng công năng, người có thể đối hoàn thành nhiệm vụ tà ma hoặc là ngươi nhìn chúng tà ma, tiến hành quyền hạn bên trong ban thưởng. Bao quát thọ nguyên, công lực, bảo vật, tại cửu U thế giới danh vọng. 3. Trừng phạt công năng, người có thể đối vi phạm mệnh lệnh cửu U tà ma, theo đẳng cấp tiến hành trừng phạt. 4. Giám sát công năng, người có thể trong nháy mắt nắm giữ cả cái cửu U thế giới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh tin tức, mỗi ngày có thể sử dụng 10 lần. 5. Một hàng dài bảng điều khiển, diệu hoa Tống Thư Hàng con mắt. Cửu U chúa tể, muốn làm gì thì làm. Bạch Tiền Bối lười cho Tống Thư Hàng giới thiệu cửu U chúa tể quyền hạn, cũng không có tinh lực tay nắm tay dạy hắn chúa tể quyền hạn các loại điều khiển. Sở dĩ, tại buồn ngủ trong mông lung, Bạch Tiền Bối tiện tay chỉnh xuất như thế một cái xả qua thức thao tác giới diện. Đơn giản dễ hiểu tốt vào tay, phi thường thích hợp Tống Thư Hàng loại pháp thuật này học tập thiên phú độ chênh lệch tuyển thủ. Có cái này thao tác giới diện tại, không cần đi qua chuyên môn huấn luyện học tập, không cần cầm chứng. Liền có thể quản lý cửu U thế giới. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, bị giới hạn Tống Thư Hàng bây giờ cảnh giới, trong đó có bộ phận chúa tể quyền hạn, mỗi ngày có sử dụng số lần hạn chế. Ngoài ra, ngoại trừ giới diện bên trên cơ sở quyền hạn quản lý,
Tống Thư Hằng cùng bia đá đạo hữu bia đao hợp nhất về sau, còn có thể sử dụng 3 phút chân nam nhân quyền hạn, dùng để vũ lực giữ gìn cửu u thế giới vận chuyển. Cơ sở quyền hạn là dùng tới quản lý cửu u thế giới nội bộ, bạch tiền bối lực lượng vũ trang là dùng đến đối kháng cửu u thế giới bên ngoài xâm lấn lực lượng. Bạch tiền bối suy tính chu đáo. Bia đá đạo hữu, người tăng lên chức năng mới về sau, muốn hay không cân nhắc cải danh tự vì iPad đạo hữu. Tống Thư Hằng ngón tay tại bia đá trên người đạo hữu huy động, đem chọn cái cửu u chúa tể quyền hạn giới diện xem một lần. Bia đá đạo hữu nghe vậy cũng không tức giận, dùng bình tĩnh ngữ khí trả lời, bá Tống đạo hữu, có tin ta hay không tại thời khắc mấu chốt cùng iPad một dạng bởi vì lượng điện không đủ tắt máy, như xe bị tuột xích, sau đó để cho ta mới đổi tên bá Tống huyền thánh chi mộ lập tức phát huy được tác dụng. Thật xin lỗi, bá Tống chi mộ đạo hữu. Tống Thư Hằng duỗi nhẹ tay nhẹ vừa gõ, đóng lại cửu u chúa tể quyền hạn giới diện hình chiếu. Hắn nhắm mắt lại, kết hợp bản thân lúc ấy cùng bia đá đạo hữu ý thức bị cất cao sau lĩnh ngộ, đem bộ phận này lĩnh ngộ dung nhập vào giới diện bên trên quyền hạn quản lý bên trong, quen thuộc, nắm giữ cửu u thế giới quyền hạn quản lý. Đã tốt chưa, ta muốn rời khỏi bia nhân hợp nhất mô thức, bia đá đạo hữu lên tiếng nói. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu, nói, thỏa, thanh này ổn. Bá Tống đạo hữu, đừng có dùng tôm loại bộ phận sinh dục lập cờ. Bia đá đạo hữu nhắc nhở, đồng thời thân hình của nó thu nhỏ đến ngọc bội lớn nhỏ, treo ở Tống Thư Hằng bên hông. Tống Thư Hằng, treo tốt bia đá đạo hữu về sau, Tống Thư Hằng hoạt động hạ thân thể cũng không biết bản thân nhập định bao lâu thời gian, cơ bắp có loại cứng ngắc ảo giác. Thập lục, Bạch Long tỷ tỷ, ta cùng bia đá đạo hữu vừa rồi nhập định bao lâu? Hắn lên tiếng hỏi. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hằng phát hiện ngoại trừ Bạch Long tỷ tỷ và Tô Thị A thập lục bên ngoài, cả cái béo cầu trong hang ổ hắn đồng đội đều ngủ thơm ngọt, liền ngay cả trên đầu của hắn sở các chủ ngốc mao đều mềm nhũn rủ xuống lấy. Tô Thị A thập lục duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Bạch Long tỷ tỷ nói bổ sung, đại khái nhập định tiếp cận 2 ngày thời gian đi. Lâu như vậy, Tống Thư Hằng có chút hít giật mình. Hắn biết mình lần này nhập định khẳng định cần chút thời gian, không nghĩ tới hai mắt nhắm lại, con mắt vừa mở, 2 ngày liền đi qua đây chính là trên trời một ngày, thế gian ngàn năm bế quan chân chính cảm giác sao. Bế quan đơn giản tựa như là tại tiến hành thời gian xuyên qua, cùng sau khi rời giường ngủ tiếp 1 phút đồng hồ một dạng, sẽ ăn thời gian. Không tốt, một hơi qua 2 ngày thời gian, cái kia vô cực ma tông kế hoạch lớn tiến triển đến đâu cái giai đoạn. Còn có thiên đế, có phải hay không đã lên thần bí đảo rồi? Cha mẹ bên kia, cũng phải tiếp trở lại nho ra thế giới. Còn có vũ nhu tử, cũng phải trước đưa nàng trở về, nếu không linh điệp tiền bối tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện nữ nhi không thấy, chỉ sợ phải gấp đến nhảy lầu. Tống Thư Hằng gãi gãi đầu. Thời gian tuyến lập tức nhảy qua 2 ngày, hắn phát hiện có quá nhiều chuyện cần bản thân đi xử lý. Đừng nóng vội, Thư Hằng. Sự tình có thể, từng kiện đến xử lý. Tô Thị A thập lục nói, nhịn không được bắt đầu ngủ gật, đầu thỉnh thoảng gật đầu. Nàng giữ vững được 2 ngày, gặp Tống Thư Hằng sau khi tỉnh lại, rốt cục trầm tĩnh lại, không còn đối kháng đến từ bạch tiền bối buồn ngủ quang hoàn lực lượng. A thập lục rất mệt sao? Tống Thư Hằng vội vàng hướng Tô Thị A thập lục đi tới. Tô Thị A thập lục nhẹ nhàng lên tiếng, ta dẫn người đi nghỉ ngơi. Tống Thư Hằng chuẩn bị đem Tô Thị A thập lục ôm lấy, lúc này, hắn lại nhìn thấy Vũ Nhu Tử chính gối lên A thập lục 2 chân, ngủ ngon ngọt. Vũ Nhu Tử lúc ngủ, sẽ còn thỉnh thoảng chậc lưỡi, tựa hồ là mơ tới đồ ăn ngon. Mặt khác tại Vũ Nhu Tử cái trán có một cái hồng hồng chỉ ấn, có điểm giống công đức xà mỹ nhân cái trán lông mày sức, phi thường dễ thấy. Đây là cái gì? Tống Thư Hằng nhìn không được, duỗi nhẹ tay nhẹ hướng Vũ Nhu Tử cái trán đâm tới. Đâm! Vũ Nhu Tử đột nhiên mở to mắt. Hai mắt trừng lớn. Sau đó nàng phồng lên 2 gò má, tức giận chằm chằm vào Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng lúng túng thu hồi ngón tay của mình bạch tiền bối làm chứng, hắn vừa rồi thật chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái, rất nhỏ lực cái chủng loại kia không nghĩ tới Vũ Nhu Tử phản ứng như vậy lớn. Tống tiền bối, người đối ta làm cái gì? Vũ Nhu Tử chất vấn. Khục, Vũ Nhu Tử, đã đến giờ, rời giường về nhà. Tống Thư Hằng cưỡng ép nói sang chuyện khác. Vũ Nhu Tử dùng sức thổi ra trong miệng không khí, sau đó nàng lại tại Tô Thị A thập lục trên 2 chân ma ma,
đây là Vũ Nhu Tử sau khi rời giường vô ý thức ma gối đầu thói quen. Tô Thị A Thập Lục. Vũ Nhu Tử ma xong gối đầu sau giấy ruộng lấy ngồi dậy, nói, A Thập Lục, Tống tiền bối, ta ngủ bao lâu? 2 ngày, Tống Thư Hàng thay đáp, về thời gian cũng không xê xích gì nhiều, tính toán thời gian thiên đế chỉ sợ đã đi thần bí đảo, người phải nắm chặt thời gian về Linh Điệp đảo một chuyến. Bên cạnh, Vũ Nhu Tử sau khi đứng dậy, Tô Thị A Thập Lục đã mất đi sàn xe, nàng ngáp một cái, mí mắt phát chìm, cũng nhịn không được nữa, một đầu hướng bên cạnh ngã xuống. Tống Thư Hàng vội vàng duỗi tay đem Tô Thị A Thập Lục tiếp được, ôm vào trong ngực. Tống tiền bối ngươi cái đại lừa gạt, Vũ Nhu Tử bất mãn nói xong rồi đến cửu u thế giới thăm dò béo cầu đại lão bảo tàng đây này. Kết quả lừa nàng đến cửu u thế giới ngủ 2 ngày, tỉnh lại sau giấc ngủ, không có cái gì chơi thành, liền muốn về Linh Điệp đảo. Thời gian của nàng chân quý như vậy, kết quả lãng phí ở đi ngủ bên trên. Béo cầu đại lão bảo tàng chúng ta tự nhiên là muốn đi thăm dò. Tống Thư Hàng lộ ra nắm giữ hết thảy thiếu dung, hắn duỗi tay lấy ra vô số thần thánh ấn đao gỗ, giao cho Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử ngươi trở về lúc mang theo cái này mấy chuôi tọa độ đao gỗ, đến lúc đó một thanh mang trên người, hắn mấy chuôi có thể giấu đến Linh Điệp đảo cùng Linh Điệp đảo phụ cận hải vực, tránh cho bị Linh Điệp tiền bối một mẻ hốt gọn. Có những tọa độ này tại, chờ chúng ta muốn mở phó bản thời điểm, trước hết thông chi ngươi. Chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng về sau, ta có thể thông qua hạch tâm thế giới đem ngươi kéo qua, mở phó bản. Vũ Nhu Tử hai mắt đều biến lóe sáng bắt đầu. Đường đường Linh Điệp tử cổ thánh tiên tử, bị mấy chuôi thánh ấn đao gỗ tùy tiện thu mua. Cái kia Tống tiền bối, ngươi trước tiễn ta về nhà hiện thế, ta về Linh Điệp đảo một chuyến. Vũ Nhu Tử cất kỹ cái này mấy chuôi thánh ấn đao gỗ, tâm tình thật tốt. Đừng nóng vội, ta trước liên hệ thiên đế. Tống Thư Hàng mỉm cười, kéo ra tu chân nói chuyện phiếm công năng. Vừa mở ra lúc, liền có mấy trăm cái tin bắn ra. Tu chân nói chuyện phiếm công năng phi thường nhân tính hóa, hắn có thể cảm ứng được Tống Thư Hàng trạng thái. Đương Tống Thư Hàng tại vô cùng trọng yếu trạng thái nhập định lúc, hắn sẽ tự động đem người khác gửi tới nói chuyện riêng tin tức bảo tồn đến hậu trường, đợi Tống Thư Hàng dùng tay mở ra tu chân nói chuyện phiếm công năng lúc, mới có thể bắn ra. Nói chuyện phiếm tin tức trên nhất đầu, là thiên đế tin tức. Tin tức của nàng là thông qua viễn trình năng lượng truyền tống phương thức truyền lại, sở dĩ xếp tại hàng trước nhất. Thiên đế truyền đến đầu thứ nhất tin tức, ngày hôm đó thường mỗi tích viễn trình năng lượng thêm cái cộc cộc. Đầu thứ hai tin tức tại nhật thường năng lượng truyền lại về sau, nhiều phụ lời, Tống tiền bối, người tốt nhất vào hôm nay 11 giờ trưa trước, đem Vũ Nhu Tử đưa về Linh Điệp đảo, quá thời hạn không đợi a. Sau đó chính là phổ thông nói chuyện riêng, hiện tại đã là 9 giờ sáng a, ta đã đang chuẩn bị hành lý, chuẩn bị rời đi Linh Điệp đảo đát. 9 giờ rưỡi a, đã có rất nhiều Cửu Châu nhất hào quần thành viên đến đây, đều là ta phụ trách tiếp đãi, ta đã rất cho mặt mũi a. 10 giờ rưỡi, tạm biệt Linh Điệp đảo hố, Tống tiền bối chính ngươi xử lý á. Mấy ngày kế tiếp xin đừng nên liên hệ ta, rất bận rộn. Tống Thư Hàng. Hắn duỗi tay cho thiên đế trở về cái tin, thiên đế tiên tử, người đi thần bí đảo rồi. Hồ bằng cầu hữu thiên đế, thật xin lỗi, ngài sở gọi người sử dụng đang bề bộn mời tại đốt một tiếng về sau, kết thúc trò chuyện đát. Chấm, Tống Thư Hàng, đừng vội treo nói chuyện riêng a, ta tạm thời không thời gian đi thần bí đảo dày vò, người không cần phòng bị ta. Ta vừa nhập định dòng dã 2 ngày, hiện tại có một đống lớn sự tình phải bận rộn, những sự tình này đủ ta bận bịu vài ngày. Nhập định 2 ngày, chúc mừng Tống tiền bối, thành công nhập định 2 ngày lâu. Lễ phép mà không mất đi lúng túng mỉm cười. Thiên đế trả lời. Tống Thư Hàng. Ta bên này hoàn toàn chính xác đang bận, Tống tiền bối có chuyện gì? Thiên đế hỏi. Tống Thư Hàng, người rời đi Linh Điệp đảo rồi. Ta bên này còn chưa kịp tới đem Vũ Nhu Tử đưa trở về, sở dĩ ta muốn hỏi Linh Điệp tiền bối hiện tại trạng thái như thế nào? Tỉnh chưa? Thật có lỗi, Tống tiền bối. Ta là một vị tuân thủ ước định thiên đế. Ta cùng Vũ Nhu Tử ước định đã kết thúc, ta bóp lấy thời gian liền rời đi Linh Điệp đảo. Còn về sau Linh Điệp đảo chuyện gì xảy ra, ta cũng không biết á. Đúng rồi, tại ta rời đi Linh Điệp đảo trước, Cửu Châu Nhất Hào Quần có một nhóm thành viên đi vào Linh Điệp đảo. Ta cho hắn ăn nhóm ăn thuốc mê, hiện tại hẳn là còn hôn mê. Bất quá Tống tiền bối yên tâm, ta cái kia thuốc mê là vật đại bổ, ăn hết sau ngủ một giấc tỉnh lại.
công lực đại tăng không phải là mộng. Thiên đế hồi phục xong, lại bổ sung, đát cứ như vậy. Xem ra, nàng là thật bề bộn nhiều việc, dự tính nàng đã leo lên thần bí đảo. Hy vọng Linh Điệp tiền bối lại nhiều ngủ một hồi. Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói, hắn kết thúc cùng thiên đế ở giữa nói chuyện riêng, lại mở ra hắn private chat. Hoàng Sơn mụ mụ, quân chủ, Thư Hàng, người tọa độ đao gỗ gửi đến đây không? Ta bên này góp nhặt một nhóm tà vọng hạch tâm, còn có một nhóm tà vọng nhục thân. Nếu như người tọa độ đao gỗ còn chưa gửi đi ra, vậy liền gửi đến Linh Điệp đảo. Hoặc là trực tiếp tới Linh Điệp đảo tới tìm ta. Hoàng Sơn mụ mụ cũng đi Linh Điệp đảo ăn thiên đế thuốc mê rồi. Tống Thư Hàng hướng xuống lôi kéo tin tức liệt biểu về sau, phát hiện quần bên trong phần lớn tiền bối, đều thành đoàn đi Linh Điệp đảo. Tuyết Lang động chủ, Thất Sinh phù phủ chủ, Lệ Chi tiên tử, Đông Phương Lục tiên tử chờ chút. Toàn bộ cho Tống Thư Hàng lưu lại ngôn, đại bộ phận đều là hỏi thăm Tống Thư Hàng tham gia hay không tham gia lần này thần bí đảo thám hiểm hoạt động. À, lúc nào sự nổi tiếng của ta cao như vậy rồi? Đại gia đi thần bí đảo mạo hiểm lúc đều sẽ nghĩ đến ta. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Tâm ma xích tiêu kiếm, nếu như ta không đoán sai, các đạo hữu hẳn là coi trọng ngươi thể chất đặc thù, có ngươi cùng đi thần bí đảo lời mà nói các nàng có thể an tâm không ít. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, cũng đúng, bằng vào ta tứ đại thối thể công pháp nhục thân cường độ, cùng đi thần bí đảo lời mà nói tuyệt đối là cái hợp cách khiên thịt. Hừm, ngươi nói kỳ thật không sai biệt lắm. Tâm ma xích tiêu kiếm cũng không nói ra đại khái dù sao là ý tứ này, theo một ý nghĩa nào đó Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối có dị khúc đồng công chi diệu, mạo hiểm lúc mang lên Tống Thư Hàng, có tránh tai cắt tường hiệu quả. Đương nhiên, Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, cũng chỉ là trò đùa tính chất lại xuất phát trước hỏi một chút Tống Thư Hàng, chỉ thế thôi. Tống Thư Hàng ý thức tiếp tục trượt, nhanh chóng xem các vị tiền bối cho hắn gửi đi tin tức. Kéo đến phần đuôi lúc, hắn rốt cục thấy được một đầu khác biệt tin tức. Hâm mộ phong cách vẽ hằng hỏa chân quân, Thư Hàng, chúng ta đã tại Kim Liên thế giới chuẩn bị thích hợp cha mẹ ngươi tạm cư khu vực, cần ta phái người đem bọn hắn nhận lấy. Vẫn là chính ngươi đem người chuyển di tới. Tống Thư Hàng vội vàng trả lời, hằng hỏa tiền bối, chính ta đem phụ mẫu đưa đến Nho Gia Kim Liên thế giới đi, ta có Nho Gia thư viện tọa độ, chuyển di bắt đầu cũng rất thuận tiện. Hằng hỏa chân quân rất mau trở lại phục, được, vậy ngươi tiến hành dịch chuyển không gian lúc sớm cùng ta chào hỏi. Được rồi, hằng hỏa tiền bối, vất vả các ngươi. Tống Thư Hàng nói cảm tạ. Quyết định. Một hồi hắn trước đem bản thân chặt hai nửa, một nửa lưu tại cửu u khống chế đại cục, một nửa khác đi tiếp phụ mẫu đi Nho Gia, lại tiễn Vũ Nhu Tử về Linh Điệp đảo. Tiện đường lời mà nói không chừng còn có thể đổi một nửa túng một nửa. Dùng nửa người đi dò thám thần bí đảo. Vũ Nhu Tử, ta trước đưa ngươi về hiện thế, lại đi Linh Điệp đảo. Tống Thư Hàng dùng niệm lực nắm tốt Tô Thị A thập lục, sau đó duỗi tay cầm ra tâm ma xích tiêu kiếm, đối với mình phần eo khoa tay. Vũ Nhu Tử hiếu kỳ nói, tốt lắm, nhưng Tống tiền bối ngươi muốn làm gì? Ta trước cắt nửa thân đi ra, quá bận rộn, một cái người muốn chia hai cái đến dùng. Tống Thư Hàng tiến vào ngụy bất hủ xương mù hình thức cái này hình thức cắt bắt đầu tương đối thuận hoạt. Bất quá, ngay tại Tống Thư Hàng chuẩn bị cắt ra bản thân lúc, trên lưng hắn tấm kia xăm người mã QA chịu đến một loại nào đó kích thích, bốc lên một chuỗi điện quang hỏa hoa. Trên người Tống Thư Hàng, có hai loại lực lượng tại xung đột. Là cái kia ngụy bất hủ lực lượng cùng Bạch Tiền Bối vì hắn khắc xuống cửu u chúa tể quyền hạn lực lượng. Bia đá đạo hữu, xảy ra chuyện gì rồi? Chớ hoảng sợ, bia đá đạo hữu, chúng ta bia đao hợp nhất. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Hắn duỗi tay nắm lấy bia đá đạo hữu, liền soát ba phát dưỡng đao thuật, nhanh chóng tiến vào đao nhân hợp nhất hình thức. Sau đó, Bạch Tiền Bối xăm tại bia đá trên người đạo hữu trận văn cùng Tống Thư Hàng lưng bên trên xăm người, bị kích hoạt. Ba phút chân nam nhân hình thức, mở ra. Sẽ không lại có người muốn viễn chỉnh quái toán người đi. Bia đá đạo hữu hỏi. Tống Thư Hàng xương mù thân thể điên cuồng bành trướng, không phải ngoại địch, là nội loạn. Bia đá đạo hữu. Bạch Long tỉ tỉ nhíu mày, cuốn lên A thập lục cùng Vũ Nhu Tử, lui ra phía sau một khoảng cách. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng tiến vào chân nam nhân hình thức. Đi ra, hắn quát khẽ một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia kim đan mã QA xăm người bên trong,
có một đạo đen xì thân ảnh bị ép ra ngoài. Đây là từ trên thân Tống Thư Hàng bị cưỡng ép tháo rời ra một loại nào đó tồn tại. Tâm ma, Vũ Nhu Tử liếm liếm khóe miệng, đen xì cùng da đen Vũ Nhu Tử một dạng. Không phải tâm ma, hắn không tâm ma loại kia mùi thơm. Tống Thư Hàng vẫn như cũ duy trì lấy chân nam nhân hình thức, ánh mắt khóa chặt cái kia nói đen xì thân ảnh. Đen xì thân ảnh chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy. Đây là một cái châu phi bản Tống Thư Hàng, không có tóc, sắc mặt lạnh lùng, bắp thịt toàn thân cao cao nổi lên. U Tống, bia đá đạo hữu cả kinh nói. Làm sao có thể, Tống Thư Hàng lại không có chứng đạo bất hủ, làm sao lại biến ra cái U Tống đi ra. Tâm ma xích tiêu kiếm nói. Nhưng trước mắt tên đầu chọc này cơ bắp hắc Tống, một mặt lạnh lùng đứng ở đại gia trước mặt, tồn tại cảm giác mãnh liệt, không phải ảo giác chi lưu. Bạch Long tỉ tỉ nhíu mày, chằm chằm vào cái này U Tống, luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Sở các chủ mềm oặt ngốc mao cũng dựng lên, phảng phất tiếp thu được tín hiệu gì. Chẳng lẽ là bởi vì Thư Hàng ngươi vừa rồi thi triển ngụy bất hủ chi thân nguyên nhân, bia đá đạo hữu tỉnh táo phỏng đoán nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, không sai. Vừa rồi cũng là bởi vì ngụy bất hủ chi thân cùng bạch tiền bối cho hắn xăm cửu u chúa tể quyền hạn sinh ra xung đột, mới từ trong cơ thể hắn gạt ra như thế cái hắc tống đi ra. Nếu như trước đó hắn hủy bỏ ngụy bất hủ chi thân lời mà nói có lẽ thể nội xung đột liền sẽ tiêu tán, cái này hắc tống cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng hắn lựa chọn kích hoạt 3 phút chân nam nhân hình thức, tiến vào bạch tiền bối vũ lực hình thức. Tại cửu u chúa tể vũ lực hình thức dưới sự kích thích, cuối cùng mới sáng tạo ra trước mắt hắc tống. Đây thật là u tống. Vũ Nhu Tử hiếu kỳ hỏi. Khẳng định không phải chân chính tống u. Tống Thư Hàng trả lời, hắn chằm chằm vào trước mắt hắc tống nói thật. Hắc tống mang đến cho hắn một cảm giác có điểm giống béo cầu đại lão tiểu hào phân thân. Mà từ ngoại hình đến xem, hắc tống có chút giống Tống Thư Hàng chân ngã, trụi lùi đầu, cao cao nổi lên cơ bắp. Nhưng cái này đen xì làn da thì giống như là tâm ma bạch tiền bối cùng tam nhãn thiếu niên đều là cửu u chúa tể, nhưng cũng không có biến thành đen a. Biết nói chuyện sao, Tống Thư Hàng nhìn qua hắc tống, lên tiếng nói. Nhưng là đối diện hắc tống một mặt lạnh lùng, không có mở miệng. Vũ Nhu Tử nói, không có bản thân ý thức. Ta đến xem xét một chút thử một chút. Tống Thư Hàng đưa tay phải ra, ấn về phía hắc tống. Mà lúc này, đối diện hắc tống nhanh chóng duỗi ra tay trái của mình, động tác của hắn cùng Tống Thư Hàng bảo trì nhất trí. Bất qua Tống Thư Hàng ra chính là tay phải, mà hắn ra chính là tay trái. Cả hai tựa như là soi gương một dạng. Tống Thư Hàng tay phải cùng hắc tống tay trái đối trưởng, cực kỳ giống phim võ hiệp bên trong cao thủ đối bính nội lực. 3. Tống Thư Hàng tay phải bên trên quyền sáo co vào, xem xét bí pháp thi triển ra. Nơi giám định cần đại giới thanh toán, Tống Thư Hàng xương mù chi thân bên trên nổ tung mấy đạo vết thương, đau khổ kịch liệt chi phối đầu óc của hắn không. Không một giây. Ngay sau đó, xem xét tin tức phù hiện ở Tống Thư Hàng não hải. Chưa mệnh danh hình hào Tống Thư Hàng, lâm thời bộ phận quyền hạn hình ngụy. Cửu u chúa tể. Dựa vào bạch tiền bối cửu u chúa tể quyền hạn mà tồn tại, sẽ tại lâm thời cửu u chúa tể quyền hạn đến kỳ sau tiêu tán. Phân tích kỳ chủ muốn thành phần, bạch tiền bối bộ phận cửu u chúa tể quyền hạn lực lượng. Thứ yếu thành phần, ngụy bất hủ thân thể nhân tố, u cầu không gian thiên phú quyền hạn, thiên đạo cầu chuẩn bị ở sau sức mạnh còn sót lại, trình lâm lực lượng mảnh vỡ, thứ ba thần nhãn lực lượng tin tức. Cấu tạo thành phần thật đúng là phức tạp, Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Đối diện, hắc tống cũng giống như hắn, vuốt vuốt huyệt thái dương, bất quá hắn toàn bộ hành trình duy trì lạnh lùng mặt ngoài, không có mở miệng. Bạch Long tỉ tỉ hỏi, dám định ra tin tức sao? Đúng vậy, có thể xác định hắc tống là lâm thời hình, bộ phận quyền hạn hình ngụy. Cửu u chúa tể, chủ yếu thành phần là bạch tiền bối lực lượng, thứ yếu thành phần rất phức tạp, cơ hồ đem ta trên người hách toàn bộ vò đến cùng một chỗ. Tống Thư Hàng trả lời. Ngụy cửu u chúa tể, Bạch Long tỉ tỉ ngẩng đầu vọng thiên, không biết muốn làm sao hình dung mới tốt. Vũ Nhu Tử hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, sở dĩ, đây là tống tiền bối sao. Nếu như phải xếp hạng lời mà nói hắn hẳn là tống pho. Ta còn có cái phân thân tại cùng cật qua tiền bối độ cửu phẩm thiên kiếp, ngoài ra còn có cái sắt thép phân thân tại thiên đế cái kia. Tống Thư Hàng nói, trên mặt không khỏi lộ ra bi thương biểu lộ. Phân thân cái này cửu phẩm thiên kiếp,
còn không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể độ xong, sắt thép phân thân càng là vừa sinh ra không lâu, liền bị thiên đế nắm tới thành chiến lợi phẩm của nàng, đến nay chưa về. Mà lại, cái này tống pho là lâm thời hình, chờ bạch tiền bối tỉnh ngủ về sau, thu hồi cửu u chúa tể quyền hạn, tống pho liền sẽ tiêu tán. Hắn là phụ thuộc cửu u chúa tể quyền hạn mà ra đời đặc thù cá thể. Tống Thư Hàng lại bổ sung. Sở các chủ ngốc mau có chút lay động, tống pho có bản thân độc lập ý thức sao? Bình thường tới nói, cửu u chúa tể có được bản thể tấn thăng thiên đạo trước một khắc tất cả ký ức, nhưng có hoàn toàn độc lập tính cách cùng ý chí. Không có, Tống Thư Hàng tiếc nuối lắc đầu. Tống pho dù sao cũng là cái lâm thời hình hào ngụy phẩm, cũng không có độc lập ý thức. Đối diện tống pho, đồng dạng đi theo mặt không thay đổi lắc đầu động tác của hắn hoàn toàn là theo bản thể hành động. Bất quá, ta hẳn là có thể điều khiển tống pho hành động. Tống Thư Hàng nói. Hắn dù sao cũng là có được qua tống cộng tống Thury nam nhân, tại khống chế phân thân phương diện, kinh nghiệm lão đạo. Nhất tâm nhị dụng, thậm chí là nhất tâm tam dụng, Tống Thư Hàng đều đã trải qua nắm giữ. Dứt lời, tinh thần lực của hắn phân nhánh ra, nhất tâm nhị dụng. Bộ phận tâm thần dùng để khống chế tống pho. Tống tiền bối, đến khiêu động vũ thử một chút, vũ nhu tử đột nhiên đề nghị. Sau một khắc, mặt không thay đổi tống pho đột nhiên một cái nguyên địa giang rộng chân, chém thành tiêu chuẩn một chữ mã. Bạch Long tỉ tỉ, sở các chủ ngốc mau. Vũ nhu tử trước đừng làm rộn, ta có đoạn thời gian không có khống chế phân thân, có chút không quen. Vừa nghe đến người khẩu lệnh, bản năng liền dạng thẳng chân. Tống Thư Hàng lúng túng khoát tay áo. Mấy phút sau, Tống Thư Hàng bản thể chuẩn bị xuất phát, chuẩn bị mang theo Vũ Nhu Tử về Linh Điệp Đảo, cũng đem Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ đưa đến Nho Gia. Mà cái kia đen xì Tống Pho thì lưu tại Cửu U Thế Giới, thay thế Tống Thư Hàng quản lý Cửu U Thế Giới, trấn an bạo động Cửu U Tà Ma, ngăn lại Tà Ma nhóm trùng kích Cửu U cùng hiện thế thông đạo, chặn đánh Vô Cực Ma Tông kế hoạch tiến trình. Như vậy, ta trước xuất phát. Tống Thư Hàng mở ra Tà Liên thế giới cùng Hạch Tâm thế giới thông đạo, hướng phía sau lưng phất phất tay. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu nâng A Thập Lục, hướng phía Tống Thư Hàng quơ quơ chảo. Sở các chủ ngốc mau cắm rễ tại Tống Pho trụi lùi trên đầu, nhẹ nhàng lắc lư. Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hàng bản thể, tan biến tại thông đạo bên trong, qua Hạch Tâm thế giới chuyển rời đến Văn Châu Thị. Mà Tống Pho cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Tại Tống Thư Hàng không chế từ xa bên dưới, Tống Pho duỗi tay tại bia đá trên người đạo hữu nhẹ nhàng vạch một cái, mở ra cửu u chúa tể quyền hạn quản lý giới diện. Đầu tiên, ta cần trước quan sát cửu u tình huống. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Tống Pho ngón tay tại giám sát công năng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Chức năng này có thể cho hắn trong nháy mắt nắm giữ cửu u thế giới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh tin tức, bị giới hạn Tống Thư Hàng bản thân cảnh giới. Mỗi ngày có thể sử dụng 10 lần. Nhẹ nhàng điểm một cái về sau, cả cái cửu u thế giới hiện trạng, trong nháy mắt chiếu đến Tống Thư Hàng trong đầu. Cùng một thời điểm, tán tài vương tỏa tam nhãn tiền bối đột nhiên sững sờ, tại ý thức của hắn bên trong, đột nhiên tiếp thu được bây giờ cửu u thế giới hiện trạng. Từ hắn từ cửu u chúa tể vị trí bên trên lui nhiệm về sau, còn là lần đầu tiên tiếp thu được dạng này tin tức. Hỏa tinh bên trên béo cầu phân thân đồng dạng hơi chấn động một chút. Đang tại sao trà ban văn long sợi dâu chấn động, lăn lộn tiên trà lá trà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất kể là tán tài vương tỏa tam nhãn tiền bối, hoặc là độc lập tiểu thế giới bên trong ban văn long đại lão, đều đã trải qua từ cửu u chúa tể trên vị trí này rời chức, bị bọn hắn đối ứng thiên đạo ẩn tàng đến hiện thế. Từ khi từ nhiệm cửu u chúa tể chức vị về sau, hai vị này đại lão liền rốt cuộc không có tiếp thu qua cửu u thế giới tin tức. Mà lúc này, đột nhiên phù hiện ở trong đầu của bọn họ cửu u thế giới tin tức, làm bọn hắn có chút trở tay không kịp. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta bên này lại đột nhiên tiếp thu được cửu u tin tức? Tam nhãn tiền bối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cửu u phát sinh biến hóa gì? Chẳng lẽ là mới cửu u chúa tể ra đời? Ban văn lòng đại lão sợi dâu cuốn lên ngã lật lá trà. Đưa chúng nó cuốn vào đến thùng rác. Mấy hơi sau, tam nhãn tiền bối cùng ban văn long đại lão, đồng thời lựa chọn liên hệ Tống Thư Hàng nếu như trên thế giới xảy ra đại sự gì, lại không có đầu mối lời mà nói vậy khẳng định là Tống Thư Hàng nồi. Tam nhãn tiền bối cùng ban văn long đại lão ở giữa có loại mê chi ăn ý. Rõ ràng hai người đối ứng thiên đạo, còn có qua thủ cũ tới. Bá Tống tiểu hữu,
ngươi tại làm cái gì đâu? Tam nhãn tiền bối thông qua tán tài vương tọa ấn ký, viễn trình liên hệ Tống Thư Hàng. Ban Văn Long đại lão thì trực tiếp thông qua tu chân nói chuyện phiếm cho Tống Thư Hàng gửi đi nói chuyện riêng, cửu u xảy ra vấn đề gì rồi? Hiện tại là thế nào một cái tình huống? Vì cái gì ta đột nhiên tiếp thu được cửu u thế giới tin tức? Ngươi tại làm cái gì đâu? Hỏa tinh bên trên, béo cầu đại lão tiểu hào tinh thần đại chấn, hắn cảm giác từ bản thể cái kia truyền tới cửu u thế giới tin tức, có loại nhà ấm áp cảm giác. Tiếp thu được một màn này tin tức về sau, béo cầu đại lão tiểu hào tinh thần tỏa sáng, chiến ý trùng thiên, đến a, còn có ai? Còn có ai? Trận này bất hủ cuộc chiến thiên đạo chi vị, chỉ có bản thể của nó xứng đáng có được. Ai dám không phục, liền nếm thử hắn thiết quyền tư vị. Một bên khác, hiện thế, Văn Châu. Bởi vì Tống Phò còn tại tiếp thu giám sát cửu u thế giới công năng tin tức phản hồi, ở vào tin tức trạng thái bão hòa. Sở dĩ tam nhãn tiền bối cùng Ban Văn Long đại lão tin tức, liền bị chuyển đến bản thể chỗ. Tống Thư Hàng vừa mang theo Vũ Nhu Tử trở lại quê quán, lại đột nhiên nhận được hai vị tiền bối chất vấn. Ta là vô tội, ta cái gì cũng không làm, hắn thuần thục trả lời. Mở cửa Tống ba ba. Đi theo đi ra Tống mụ mụ. Hai vợ chồng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Vũ Nhu Tử. Một lát sau. A Thập Lục đâu? Tống mụ mụ hỏi. Mang đi ra ngoài là hai cái tiểu tiên tử, làm sao chỉ trở về một cái? Ngươi đối Vũ Nhu Tử làm cái gì? Tống ba ba hỏi. Vũ Nhu Tử liền vội vàng khoát tay nói, không, không, Tống tiền bối cùng ta cái gì cũng không làm. Ta hai ngày này đều đang ngủ. Tống Thư Hàng. Vì để tránh cho Vũ Nhu Tử càng giải thích càng loạn, Tống Thư Hàng vội vàng nói, ta hai ngày trước nhập định tu luyện, A Thập Lục trông ta hai ngày, vừa nằm ngủ. Vũ Nhu Tử bởi vì đi ra du ngoạn đã đến giờ, ta phải trước đưa nàng về nhà. Tống ba ba nghi ngờ nói, vậy ngươi vừa rồi gào thét vô tội, cái gì cũng không làm, là có ý gì? Đó là bởi vì, ta mới vừa ở cùng hai vị tiền bối tiến hành thần thức giao lưu chính là tại đánh điện thoại. Tống Thư Hàng trả lời. Tống mụ mụ, ngươi nửa câu sau giải thích có thể không cần, chúng ta có thể nghe hiểu ý tứ. Cha mẹ chuẩn bị xong chưa? Muốn dẫn bao nhiêu người đi Nho Gia? Ta lần này trở về, chuẩn bị trước đem các ngươi đưa đến Nho Gia thế giới đi ở tạm một đoạn thời gian. Tống Thư Hàng hỏi. Tống ba ba lắc đầu, nói, muốn mang người nào có dễ dàng như vậy, bởi vì không tốt hướng đại gia giải thích nguyên nhân cụ thể, bắt đầu giao lưu khá là phiền toái. Mà lại dọn nhà lời mà nói ba ngày thời gian cũng quá cấp bách. Không người đến sao? Tống Thư Hàng cau mày hỏi. Có. Nhưng ba ngày thời gian bên trong không kịp, dù sao không phải đi ra ngoài du lịch, mà là chuyển nhà. Tống mụ mụ trả lời. Lấy Tống ba ba cùng Tống mụ mụ tính cách, vẫn có không ít người nguyện ý tin tưởng bọn họ. Chỉ là ba ngày thời gian thực sự quá ngắn, thân bằng hảo hữu phân tán tại cả nước các nơi, con cái đồng dạng khuếch tán. Là ta sơ sót, ba ngày thời gian xác thực quá vội vàng. Thế nhưng là thời gian vốn là gấp gáp, đã như vậy. Nhà chúng ta đi trước, một hồi cha mẹ các ngươi cho ta cái kỹ càng danh sách, chờ ta xử lý xong mấy chuyện về sau, ta từng nhà tới cửa, dẫn bọn hắn đến Nho Gia thế giới đi. Tống Thư Hàng nói. Cũng tốt, Tống ba ba nói, liên quan tới siêu tự nhiên sự, ngươi tới cửa giải thích cũng tương đối dễ dàng. Cứu cứu ngươi nhà đang chờ ngươi biểu tỷ từ nước ngoài trở về, đến lúc đó ngươi trước tiên có thể đi tiếp cứu cứu ngươi. Bao trên người ta đi. Đến lúc đó một cái cũng sẽ không kéo xuống. Tống Thư Hàng cười nói, trong nhà của chúng ta có đồ vật gì muốn dọn đi? Cần mang đi đồ vật đã đóng gói ở chỗ này. Linh linh toái toái tương đối nhiều. Tống mụ mụ chỉ sau lưng một đống lớn cái dương, có thể mang đi bao nhiêu liền mang bao nhiêu đi. Thật sự không đi, có nhiều thứ chúng ta đến lúc đó sau lại mua. Chủ yếu có nhiều thứ dùng thật nhiều năm, dùng ra tình cảm tới. Có thể dọn đi. Nàng đều muốn mang đi. Chỉ có như thế ít đồ sao? Đơn giản, xem ta. Tống Thư Hàng khóe miệng có chút dương lên, hắn duỗi tay xoáy khí mặc vào món kia tay áo lớn áo ngoài. Là thời điểm cho cha mẹ biểu diễn một điểm chân chính kỹ thuật, lần trước bị ba ba cắt đứt biểu diễn, hôm nay hắn Tống Thư Hàng liền muốn tục lên. Muốn trang bức, cuối cùng vẫn là muốn trang ra đến. Tống Thư Hàng phất ống tay áo một cái, tiêu sái nói, tụ lý càn. Nhưng vào lúc này, tạo hóa tiên tử trước hắn một bước nhảy ra, thật dài ống tay áo bãi xuống,
liền đem tất cả đóng gói hành lý thu nhập trong tay áo. Sắp xếp gọn hành lý về sau, tạo hóa tiên tử quay người, đối Tống Thư Hằng ngon ngọt cười, một mặt nhanh khích lệ ta, nhanh khích lệ ta biểu lộ. Tống Thư Hằng, quá mức a, tạo hóa tiên tử, các ngươi nhắc lời kịch còn chưa tính, hiện tại ngay cả ta thật vất vả trang cái bức cơ hội cũng phải vô tình cướp đi. Quá tàn nhẫn a. Tốt, cái này lợi hại, Tống ba ba dùng sức vỗ tay. Đây chính là tụ lý càn khôn sao, đây mới thật sự là pháp thuật, Tống mụ mụ phối hợp Tống ba ba, nhẹ nhàng vỗ tay. Tống Thư Hằng, hắn duỗi tay nắm lấy tạo hóa tiên tử, cưỡng ép đưa nàng nhét trở lại trong cơ thể mình. Tiếp đó, hắn lại đưa tay đem Tống ba ba cùng Tống mụ mụ dùng niệm lực cuốn lên, trốn vào đến hạch tâm thế giới, đi, Vũ Nhu Tử. Chúng ta tiến về Nho Gia thế giới. Vũ Nhu Tử cười tủm tỉm đuổi theo. Tại đem cha mẹ mình rời vào đến Nho Gia Kim Liên thế giới về sau, Tống Thư Hằng cùng Vũ Nhu Tử lại lần nữa quay trở lại đến Văn Châu Thị. Hắn thi triển thiên bằng độn pháp, mang theo Vũ Nhu Tử tiến về Linh Điệp Đảo. Đến lúc này, hắn rốt cục bớt thời gian, bắt đầu hồi phục tam nhãn tiền bối cùng Ban Văn Long trên thế giới này, đầu sắt đến dám đem hai vị đại lưỡng gạt sang một bên, nửa ngày không hồi phục người, cũng không nhiều. Tam nhãn tiền bối, ta cái gì cũng không làm. Bất quá, bởi vì một điểm nhỏ ngoài ý muốn, ta ngưng tụ ra một cái ngụy. Cửu U Chúa Tể hóa thân, người có phải hay không cảm ứng được ta ngụy? Tống U U hóa thân, Tống Thư Hằng về trước tam nhãn tiền bối. Tiếp đó, hắn lại điểm mở Ban Văn Long tiền bối, cửu U tạm thời không có xảy ra việc gì, ân. Qua mấy ngày liền không thể bảo đảm. Mặt khác, tiền bối người có phải hay không giống như tam nhãn tiền bối, cảm ứng được ta ngụy? Tống U U hóa thân. Tán tài vương tọa, tam nhãn thiếu niên. Ngụy cửu U Chúa Tể hóa thân là cái quỷ gì? Thư Hằng tiểu hữu tấn thăng thiên đạo rồi. Độc lập tiểu thế, Ban Văn Long. Cửu U qua mấy ngày muốn xảy ra chuyện. Còn có Tống U U hóa thân là cái quỷ gì? Nhưng quả nhiên, là bá Tống tại gây sự. Hai vị đại lão trong lòng nổi lên đồng dạng suy nghĩ. Cái kia có dở hơi khống trong mắt ra hỏa, cũng tại cùng ngươi nói chuyện phiếm. Đồng thời, Ban Văn Long đại lão nhạy cảm đã nhận ra Tống Thư Hằng vừa rồi hồi phục bên trong, sở bao hàm tin tức cái kia ba con mắt, cũng tương tự tiếp thu được cửu U thế giới tin tức. Tống Thư Hằng, từ nơi này ngữ khí đến hòa thuận. Ban Văn Long đại lão quả nhiên cùng tam nhãn tiền bối từng có kết. Lúc này, nếu như hắn đem Ban Văn Long đại lão đầu này hồi phục screenshot, phát cho tam nhãn thiếu niên tiền bối. Hai vị này đại lão nói không chừng sẽ đánh ra cửu U Chúa Tể đầu óc tới. Đương nhiên, tại hai vị đại lão đánh ra cửu U Chúa Tể đầu óc trước, hắn vị này người trung gian cũng đừng hòng tốt hơn, rất có thể sẽ biến thành tam nhãn thiếu niên tiền bối cùng Ban Văn Long đại lão cách không chiến đấu chiến trường. Chịu đến tai bay vạ gió. Sở dĩ loại kích thích này sự tình ngẫm lại liền tốt, thật làm lời nói liền quá lãng, ít nhất cũng phải chờ hắn cường độ thân thể đủ để tiếp nhận hai vị đại lão cách không chiến đấu, suy nghĩ thêm việc này không muộn. Người đối cái kia luyến mắt đam mê ra hỏa làm cái gì? Vì cái gì hắn cũng có thể thu đến cửu U thế giới tin tức? Ban Văn Long đại lão lại ngay sau đó truy vấn. Tống Thư Hằng, ta đối tam nhãn tiền bối làm cái gì? Ta cái gì cũng không làm a. Không đúng, tựa hồ ta còn thực sự đối tam nhãn tiền bối làm qua một kiện rất quá phận sự. Ta đã từng đem tam nhãn tiền bối dùng ma thần trụ treo lên đốt qua. Tống Thư Hằng thử thăm dò trả lời việc này hắn khắc sâu ấn tượng, bởi vì sau đó hắn thoáng có chút hối hận, không có cùng trong mắt quản ra cùng một chỗ đối bị treo lên thiêu đốt thần chỉ cầu nguyện. Ban Văn Long đại lão. Ba cái dấu chấm than hồi phục. Cho thấy Ban Văn Long đại lão lúc này nội tâm gấp ba chấn kinh. Ban Văn Long đại lão ngay sau đó hỏi, ngươi làm sao làm được? Lấy Tống Thư Hằng thủ đoạn, cứ nhiên có thể đem cái kia khống trong mắt dở hơi ra hỏa treo ở ma thần trụ bên trên. Việc này nói đến có chút mất mặt, sở dĩ. Ta nghĩ giữ yên lặng. Tống Thư Hằng trả lời, hắn Tống mỗ nhân vẫn là muốn mặt, có một số việc quan hệ đến nam nhân tôn nghiêm, không thể để lộ ra đi. Hai cái nhân quả vay mượn, Ban Văn Long đại lão trả lời, người lần trước thi triển nhân quả đao sau trả thiếu nợ ta một cái nhân quả không trả. Hiện tại, chỉ muốn người giảng một chút là thế nào đem ba con mắt luyến mắt đam mê, treo ở ma thần trụ bên trên đốt, ta liền hứa hẹn người hai cái nhân quả vay mượn. Người tại trả thiếu nợ ta nhân quả về sau, lần sau thi triển nhân quả đao còn có thể lại tìm ta vay mượn một lần.
À, thật là thơm. Tống Thư Hàng nhìn lấy chính mình trên cổ tay 7 đầu nhân quả vay mượn dấu vết, thực lớn không cách nào kháng cự Ban Văn Long đại lão đề nghị. Là cái gì để một cái nam nhân buông xuống tôn nghiêm của mình, dứt bỏ rồi mặt của mình? Là địch nhân uy vũ sao? Là chân quý hữu nghị sao? Không, đều không phải là. Là nghèo khó, là một cái có ý thức trách nhiệm nam nhân thiếu nợ khổng lồ. Thế là Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời, kỳ thật. Lúc ấy là một cái ngoài ý muốn. Ta lúc đầu muốn hướng Tam Nhãn tiền bối phơi bày một ít ta chân thực huyễn tượng, đó là ta từ Bạch tiền bối cái kia copy qua tới ngụy. Sa mạc thế giới huyễn tượng thế giới. Ở cái này huyễn tượng thế giới bên trong thỉnh thoảng sẽ ngẫu nhiên dâng lên ma thần trụ, đem một cái ta treo trên ma thần trụ sâu đốt. Kết quả, lúc ấy Tam Nhãn tiền bối chỗ đứng quá đúng điểm, ma thần trụ từ sa mạc bên trong sông tới lúc, vừa vặn đem Tam Nhãn tiền bối treo ở ma thần trụ bên trên, cùng sử dụng hừng hực ma hỏa đốt cháy hắn. Ban Văn Long tiền bối. Vấn đề này trải qua cùng hắn tưởng tượng khác biệt, mà lại tại biết cố sự quá trình về sau, hắn đột nhiên phát hiện cố sự này thoải mái cảm giác thấp xuống rất nhiều. Có đôi khi chân thực chính là như vậy, có chút cố sự chỉ xem kết cục phi thường thoải mái, nhưng khi ngươi xem hết chuyện xưa trải qua về sau, sẽ cảm giác tẻ nhạt vô vị. Sớm biết liền không hướng Tống Thư Hàng nghe ngóng cái này chuyện xưa trải qua, nếu như vậy, bằng vào lấy luyến mắt tích bị Tống Thư Hàng treo trên ma thần trụ đốt sự thật, cùng chính nó não bổ quá trình liền có thể thoải mái thật lâu. Ban Văn Long đại lão có chút biệt khuất gõ gõ móng vuốt, cho Tống Thư Hàng đưa 2 đạo nhân quả vay mượn. Một đạo dùng để triệt tiêu tiền nợ, một đạo khác lưu trên người Tống Thư Hàng, trở thành lần sau hắn thi triển nhân quả đao bằng chứng. Coi như là cho Trình Lâm đi. Ban Văn Long đại lão thầm nghĩ trong lòng. Tạ ơn tiền bối đưa tặng 2 đạo nhân quả. Tống Thư Hàng tâm tình thật tốt, trên cổ tay hắn 7 đạo nhân quả thiếu nợ dấu vết lại đánh tan một đầu, mặt khác trả tăng cường một cái nho nhỏ hình rồng ấn ký. Chút lòng thành, lần sau người tìm cơ hội chủ động lại treo luyến mắt đam mê một lần, ta lại hứa người 3 đạo nhân quả vay mượn. Ban Văn Long đại lão phóng khoáng nói. Tống Thư Hàng. Loại sự tình này thôi được rồi, ta sợ bản thân có mệnh kiếm lời cái này nhân quả, lại không mệnh hoa cái này nhân quả. Lúc này, Ban Văn Long đại lão lại bổ sung, thậm chí nếu như ngươi còn có phương án khác, chỉ cần có thể để luyến mắt đam mê nín nhịn, để cho ta hài lòng, ta liền có thể hứa ngươi tương ứng nhân quả vay mượn số lần. Tống Thư Hàng lập tức nhãn tình sáng lên, nói thật nhanh, kỳ thật, ta còn cùng Tam Nhãn thiếu niên tiền bối cực mấy cục, mỗi cục đều từ hắn nơi đó thắng không ít thứ. Việc này có tính không? Phi, cái này tính là gì? Ngươi cho rằng việc này bên trên là ngươi chiếm tiện nghi. Nhưng ngươi chỉ là tại thay hắn nhà thu thập rác rưởi, mà lại tại thay hắn nhà thu thập rác rưởi thời điểm, ngươi còn tại trong lúc bất chi bất giác thay hắn tán tài, thay hắn làm công. Từ đầu tới đuôi, ngươi liền không có chiếm được tiện nghi của hắn, còn tại ăn thiệt thòi. Ban Văn Long đại lão khinh thường nói. Tống Thư Hàng yên lặng ngẩng đầu vọng thiên, ta nguyện ý a, loại này thu thập rác rưởi công việc ta nguyện ý làm a. Ta nguyện ý ăn loại này thua thiệt a, thiệt thòi như vậy vô luận có bao nhiêu, ta ăn sạch a. Ban Văn Long tiền bối, nếu như nhà ngươi cũng có cùng loại rác rưởi lời mà nói, ta cũng nguyện ý tới cửa thu. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Các ngươi những đại lão này trong miệng rác rưởi căn bản cũng không phải là rác rưởi, là tài phú a. Ngươi cho rằng ta cùng cái kia khống trong mắt một dạng, trong nhà tràn đầy rác rưởi a. Trong nhà của ta ngoại trừ chân chính bảo bối bên ngoài, không tồn tại bất luận cái gì rác rưởi. Ta thế nhưng là giữ mình trong sạch long. Ban Văn Long đại lão thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, hắn một thanh long tức liền đem trong thùng rác vừa xào hỏng lá trà cho đốt thành cho bụi. Hắn trong nhà rác rưởi không tồn tại. Thanh lý xong thùng rác về sau, Ban Văn Long đại lão lại cho Tống Thư Hàng phát cái tin, người ngụy. Tống UU là chuyện gì xảy ra? Ta có thể cảm giác được lợi dụng bộ phận cùng ta có liên quan lực lượng. Đơn giản tới nói, bởi vì bạch tiền bối vây lại muốn ngủ, sở dĩ cho ta bộ phận cửu u chúa tể quyền hạn. Mà bởi vì một loạt trùng hợp, trong cơ thể của ta chia ra ngụy. Cửu u chúa tể Tống UU, dùng nước ta lời nói tới nói, ta hiện tại là cộng tác viên hình cửu u chúa tể. Tống Thư Hàng trả lời, ta vừa rồi vận dụng giám sát cửu u thế giới công năng, chuẩn bị xem bên dưới cửu u thế giới hiện trạng, cũng đối cửu u tà ma tiến hành quản lý. Không nghĩ tới sẽ dẫn dắt đến tiền bối ngươi cùng Tam Nhãn tiền bối. Ngươi, quản lý cửu u thế giới.
Lâm thời cửu u chúa tể. Ban Văn Long đại lão trầm mặc nửa ngày, đột nhiên nói, cần giúp một tay không? Từ cửu u chúa tể vị trí bên trên lui ra đến như vậy lâu về sau, hắn đột nhiên có chút hoài niệm lên cửu u tới. Cái này Long A, chỉ muốn lên niên kỷ, liền sẽ bắt đầu hoài cửu bắt đầu. Ban Văn Long đối ứng là đời thứ ba thiên đạo, sở dĩ, hắn đã từ cửu u thế giới rời đi quá lâu. Lâu đến nó đều sắp quên cửu u thế giới rốt cuộc là tình hình gì. Chính vì vậy, trước đó từ Tống Thư Hàng cái kia đột nhiên truyền tới cửu u thế giới hiện trạng tin tức, mới có thể làm nó thất thố như vậy, thậm chí không cẩn thận đổ bản thân đang tại xào chế tiên trà. Mà bây giờ, mượn Tống Thư Hàng cái này cộng tác phiên bản cửu u chúa tể, có lẽ có thể cho ý thức của nó một lần nữa trở lại cửu u thế giới, trở lại trốn cũ một chút. Thừa dịp hiện tại thiên đạo sụp đổ, tân thiên đạo chưa ra khó được cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Ban Văn Long đại lão tâm động. Hỗ trợ, tiền bối ngươi muốn hiệp trợ ta quản lý cửu u thế giới. Tống Thư Hàng hỏi. Ban Văn Long đại lão đáp, đúng vậy, tại quản lý cửu u thế giới phương diện nếu như có cái gì nghi vấn lời nói, ta có thể giúp ngươi một thanh. Dù sao, ta đã từng cũng là cửu u chúa tể xuất thân, đối cái này nghiệp vụ rất quen thuộc. Nếu như tiền bối người muốn giúp ta lời mà nói ta tự nhiên là giơ hai tay hai chân hoan nghênh. Tống Thư Hàng trả lời, bất quá chuyện xấu nói trước. Ta không có tiền giao tiền bối người hỗ trợ thù lao. Mời một vị cửu u chúa tể ra tay giúp đỡ đại giới quá nặng nề, Tống Thư Hàng có tự mình hiểu lấy, hắn tuyệt đối trả không nổi. Ân, bạch tiền bối ngoại trừ, có đôi khi bạch tiền bối ra tay giúp đỡ đại giới, thậm chí chỉ muốn một chuyện cười liền đầy đủ. Không cần thù lao. Mà lại ngươi toàn thân trên dưới, cũng không có mấy thứ đồ có thể làm ta thấy vừa mắt. Ban Văn Long đại lão khinh thường nói, thậm chí Tống Thư Hàng trên người còn có mấy dạng đồ vật, cùng hắn đối ứng thiên đạo hữu đạo, là hắn nhà đồ vật, thậm chí ta nếu là vui vẻ, liền lại tiễn ngươi mấy đạo nhân quả vay mượn. Tống Thư Hàng trên mặt lộ ra chân thành tha thiết thiếu dung, hoan nghênh Ban Văn Long tiền bối đến đây chỉ điểm. Chờ một lát, ta xem một chút có thể hay không mượn nhờ Trình Lâm lực lượng. Đem bộ phận ý thức hình chiếu đến ngươi bên kia đi. Một hồi ngươi chú ý, đừng ngăn cản ý của ta biết hình chiếu. Ban Văn Long đại lão lần này dùng giọng nói công năng trả lời. Hắn vừa rồi cẩn thận phân tích qua, Tống Thư Hàng ngưng tụ ra cộng tác viên cửu u chúa tể, mượn dùng chính là Trình Lâm mảnh vỡ lực lượng, mà bộ phận này Trình Lâm mảnh vỡ lực lượng lại cùng lực lượng của nó tương liên. Sở dĩ, chỉ muốn thao tác chính xác, hắn có thể mượn nhờ Tống Thư Hàng u tống. Đem ý thức của mình hình chiếu đến cửu u. Hoan nghênh Ban Văn Long tiền bối lại về cửu u. Tống Thư Hàng mỉm cười, hắn từ Ban Văn Long tiền bối trong giọng nói, nghe được một chút cấp bách cảm xúc. Cũng đúng, cửu u thế giới thế nhưng là Ban Văn Long tiền bối quê quán. Cửu u, tà liên thế giới. Tống Phò đột nhiên duỗi tay, chỉ hướng bầu trời. Bạch Long tỉ tỉ hỏi, làm gì? Thư Hàng ngươi phát hiện cái gì? Tống Phò lắc đầu. Sắc mặt lạnh lùng trả lời, không có việc gì, ta kéo căn dây anten, tiếp thu vị kế tiếp tiền bối hình chiếu. Tiền bối, ai, Sở Các Chủ ngốc mau hỏi. Tống Phò trả lời, là Ban Văn Long tiền bối, hắn muốn hiệp trợ ta quản lý cửu u thế giới. Vừa vặn ta thiếu khuyết quản lý cửu u kinh nghiệm, Ban Văn Long tiền bối nguyện ý miễn phí tới cửa, loại này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tinh thần làm cho người cảm động. Sở Các Chủ ngốc mau. Bị đương nhiệm tại chức cửu u chúa tể ủy thác quản lý cửu u thế giới cự nhiệm, sau đó lại đem mấy nhiệm chức cửu u chúa tể kéo qua làm công miễn phí, Tống Thư Hàng chiêu này chơi có thể trượt. Ước chừng hơn 10 hơi thở thời gian sau. Tống Phò cánh tay có chút sáng lên, có một đạo hình rồng ấn ký hiển hiện. Ngay sau đó, một đầu một chân Ban Văn Long hư ảnh, lấy cùng loại tống đầu gỗ vụn xương lớn pháp thuật hình thái, phù hiện ở Tống Phò sau lưng. Ban Văn Long đại lão hiện thân về sau. Đầu tiên là đánh giá bốn phía, sau đó hướng phía đại gia quơ quơ râu rồng, nha, mọi người tốt. Ta là Ban Văn Long, phi. Một mực bị Tống Thư Hàng xưng là Ban Văn Long, chẳng biết lúc nào hắn cứ nhiên tiếp nhận cái danh xưng này. Tống Phò mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, Ban Văn Long tiền bối ngài chú ý thu liễm lại khí tức, đừng quấy rầy đến bạch tiền bối đi ngủ. Ban Văn Long đại lão. Hắn ngắm nhìn tại phòng ấn trụ bên trong ngủ bạch tiền bối về sau. Yên lặng đem tự thân khí tức thu liễm đến thấp nhất dù sao Tống Thư Hàng mặc dù có thể trở thành lâm thời cửu u chúa tể tiền nhiệm, cũng là bởi vì vị này hộ bị cưỡng chế cửu u chúa tể.
bạch chúa tể mệt dã rời muốn ngủ nguyên nhân. Nếu như vị này bạch chúa tể tỉnh lại lời nói, Tống Thư Hằng cộng tác viên quyền hạn sẽ chấm dứt. Vậy nó trở lại trốn cũ kế hoạch, liền sẽ kết thúc. Thu liếm tự thân khí tức về sau, Ban Văn Long đại lão lại không khỏi nhìn nhiều bạch vài lần, quả nhiên cùng bạch thánh quân rất giống. Từ lần trước cùng hiện thế vị kia bạch thánh quân gặp mặt về sau, Ban Văn Long đại lão liền cố ý đi góp nhặt tương quan tình báo, trả ý đồ suy tính qua cửu u bạch chúa tể cùng hiện thế bạch thánh quan hệ giữa. Tại đệ bát thiên đạo đều sụp đổ về sau, thân là đệ thất thiên đạo đối ứng cửu u chúa tể, bạch chúa tể vẫn như cũ cắm rễ ở cửu u thế giới. Thứ bảy thiên đạo bố cục cùng thủ đoạn, quả thật là đáng sợ. Ban Văn Long đại lão cảm thán nói. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, dù sao, bạch thiên đạo thế nhưng là nửa bước siêu thoát đặc thù tồn tại. Đi thôi, chúng ta rời đi Tà Liên thế giới, đi cửu u thế giới dạo chơi đi. Liên quan tới cửu u thế giới hiện trạng tin tức ngươi nên đã tiếp thu hoàn tất, có chuyện gì muốn xử lý. Ta tại bên cạnh hiệp trợ ngươi, Ban Văn Long đại lão lên tiếng nói. Tống Thư Hằng đáp, trước mắt có mấy món sự, lửa xém lông mày. Ta trước đó tiếp thu cửu u chúa tể quyền hạn lúc đã lãng phí 2 ngày thời gian. Không thể lại kéo. Nói một chút, Ban Văn Long nói. Tống Thư Hằng nói, đầu tiên, tiền bối ngươi nên cũng tiếp thu được đi. Có một nhóm cửu u tà ma đang tại trùng kích cửu u cùng hiện thế ở giữa thông đạo. Bọn chúng hẳn là nhận lấy âm thầm nhận lấy châm ngòi, hoặc là tiền nhiệm cửu u chúa tể béo cầu đại lão thuộc hạ. Ta muốn đưa chúng nó cho trấn an trở về. Sau đó, ta còn phải tại cửu u thế giới lựa chọn một khối thích hợp khu vực, đưa nó định là vô cực ma tông phục hồi ma hải thế giới nền tảng. Cũng ở tại bên trên bố trí một số chuẩn bị ở sau, chờ vô cực ma tông thành công mở ma hải về sau, có thể bảo chứng ma hải quyền khống chế tại trong tay chúng ta. Mặt khác, hiện thế tà vọng sự kiện cũng cùng vô cực ma tông có quan hệ, ta nghĩ thử một chút có thể hay không điều động một nhóm cửu u tà ma đến hiện thế, đi chém giết hiện thế tà vọng. Bất quá, ta lo lắng cửu u tà ma đến hiện thế về sau, sẽ không bị khống chế, ngược lại sẽ trở thành mầm tai vạ. Chuyện thứ nhất coi như dễ dàng, nắm giữ lấy cửu u chúa tể quyền hạn, tại cửu u thế giới bên trong quản lý một nhóm nhỏ tà ma hành động cũng không khó khăn. Chuyện thứ hai liền khá là phiền toái. Tại cửu u thế giới lựa chọn phù hợp khu vực, bố trí chuẩn bị ở sau loại hình. Việc này cùng Tống Thư Hằng máy móc thiết kế chuyên nghiệp không đúng khẩu. Chuyện thứ ba, ngược lại là có thể thông qua nhiệm vụ công năng để hoàn thành, chính là tà ma nhóm đến hiện thế sau hành động khống chế phương diện tương đối đau đầu. Ma hải, có người muốn tại cửu u mở ma hải. Ban Văn Long đại lão độc chảo nắm nắm, tâm tình ác liệt, nhìn ta không giết chết bọn hắn. Tống Thư Hằng không nghĩ tới vô cực ma tông muốn tại cửu u mở một khối ma hải thế giới sự tình, sẽ để cho Ban Văn Long tiền bối căm tức như thế, xem ra ma hải thế giới so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phiền phức. Đã như vậy, Ban Văn Long tiền bối, chúng ta tranh thủ thời gian tại cửu u thế giới vì vô cực ma tông tuyển khối phong thủy bảo địa, đem chuyện này cho an bài thỏa đáng. Tống Thư Hằng đề nghị, sớm một chút đem vô cực ma tông an bài, trong lòng của hắn mới có thể yên tâm. Ban Văn Long đại lão râu rồng cuốn lên, nói, ngươi có phải hay không muốn làm cho đối phương thành công mở một khối ma hải thế giới ra? Không dối gạt tiền bối, ta đợt tiếp theo độ kiếp chuẩn bị tại ma hải thế giới bên trong tiến hành, dùng nó đến vì ta thứ 6 lần, cũng là một lần cuối cùng nhân tiền hiển thánh vẽ lên dấu chấm tròn. Tống Thư Hằng không có dấu giếm, thành thật trả lời. Ban Văn Long đại lão nghe vậy, khẽ gật đầu, ngược lại là ta xem thường ngươi, ngươi mặc dù dáng dấp xấu, nhưng vẫn là có mấy phần đảm phách cùng trí tuệ, có thể nghĩ đến lợi dụng đối phương phục hồi ma hải đến độ kiếp, coi như không tệ. Tống Thư Hằng. Hắn đưa tay sờ sờ Tống Pho không chút biểu tình lạnh lùng bộ mặt ân, Ban Văn Long tiền bối chỉ là một đầu long, nó hiểu cái chủy nhân loại thẩm mỹ. Một lát sau, Ban Văn Long đại lão bắt đầu suy tính bắt đầu, nếu như ngươi muốn lợi dụng cái kia cái gì ma tông mở ma hải thế giới đến độ kiếp. Cái kia tốt nhất đem ma hải địa điểm an bài tại khoảng cách Tà Liên thế giới gần nhất khu vực. Như vậy, coi như kế hoạch hậu kỳ xảy ra ngoài ý muốn, cũng có thể lợi dụng Tà Liên thế giới cưỡng ép chân áp hoặc là trực tiếp đem ma hải thế giới cho hấp thu. Chưa lo thắng, trước nghĩ bại, mọi thứ lưu thêm đầu đường lui. Nói, Ban Văn Long đại lão râu rồng nhẹ nhàng điểm một cái, trong hư không xuất hiện một bộ to lớn lập thể địa đồ, đây là vừa rồi Tống Thư Hằng lợi dụng giám sát cửu u thế giới công năng. Thu tập được cửu u thế giới hiện trạng tin tức.
chúng ta bây giờ ở vào vị trí này. Ban Văn Long đại lão râu rồng tại cửu u trên bản đồ nhẹ nhàng gõ gõ, điểm ra tà liên thế giới chỗ tọa độ, cũng đem phiến khu vực này mở rộng, lấy vị trí này làm trung tâm, người có thể ở chung quanh lựa chọn một tọa độ, để dùng cho cái kia cái gì ma tông bố trí phong thủy bảo địa. Là vô cực ma tông, Tống Thư Hàng nhắc nhở đạo, sau đó hắn kết hợp trong đầu cửu u thế giới tin tức, đưa tay tại tà liên thế giới bên cạnh huy động, nơi này. Tại khoảng cách tà liên thế giới lối ra vẻn vẹn một cây số vị trí tọa độ, có một mảnh trống trải cát tinh thế giới. Lúc này, tại mảnh này cát tinh thế giới bên trong, đứng thẳng lấy một cây Tống Thư Hàng cảm giác nhìn quen mắt ma thần trụ, đây là Hà Chỉ tiền bối ma thần trụ. Nói cách khác, tại Bạch tiền bối chìm vào giấc ngủ, mà hắn nhập định tiếp thu cửu u chúa tể quyền hạn 2 ngày thời gian bên trong, vô cực ma tông đệ tử từng liều chết lẻn vào đến cửu u thế giới. Lại trùng hợp tại mảnh này cát tinh thế giới bên trong đóng xuống một cây ma thần trụ. Vô cực ma tông đệ tử tại vị trí này đóng xuống ma thần trụ, khẳng định không phải đinh lấy chơi thêm chút phỏng đoán liền có thể đoán ra, bọn hắn nhất định là vì đem nơi này làm mở ma hải thế giới tọa độ. Đây là cỡ nào mỹ diệu trùng hợp? Tống Thư Hàng vừa nghĩ tới tại tà liên thế giới bên cạnh cho vô cực ma tông an bài một cái phong thủy bảo địa, kết quả chính vô cực ma tông đã sớm ở chỗ này lựa chọn một cái tuyệt tán nơi tốt. Tống Thư Hàng không khỏi cảm thán, trong cõi u minh tự có thiên ý. Thiên ý, ngươi còn tin cái đồ chơi này? Ban Văn Long đại lão khinh thường nói. Tống Thư Hàng, ngươi hãy nhìn kỹ, Ban Văn Long đại lão râu rồng tiếp tục tại mảnh này cát tinh thế giới điểm nhẹ, huy động. Cát tinh thế giới đồ án bị tầng tầng phân giải, lộ ra cát tinh thế giới dưới đáy ẩn giấu rất nhiều trận văn, ẩn tàng pháp thuật, cấm cố thủ đoạn. Những thứ này trận văn, cấm cố thủ đoạn ẩn tàng cực sâu, nếu là không có cửu u chúa tể quyền hạn căn bản là không có cách phát giác bọn chúng tồn tại. Rất hiển nhiên, đây là có người đã sớm tại mảnh này cát tinh thế giới bố trí xong chuẩn bị ở sau, hấp dẫn lấy vô cực ma tông đệ tử đến đây, cắm ma thần trụ định tọa độ. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, Bạch tiền bối. Ban Văn Long đại lão nhẹ gật đầu, không sai, đây cũng là Bạch chúa tể đã sớm bố trí tốt tọa độ địa điểm, tựa như mồi nhử đồng dạng. Hấp dẫn lấy cái kia tử ma tông người tới. Nói cách khác, coi như không có nó vươn ngón tay điểm Tống Thư Hàng, ấn lấy Bạch chúa tể kịch bản, vô cực ma tông thành viên vẫn là sẽ ngoan ngoãn bị hấp dẫn đến mảnh này cát tinh thế giới, mở ma quốc. Bạch tiền bối lúc nào bố trí những vật này? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, Bạch Long tỷ tỷ có nhìn thấy Bạch tiền bối ra ngoài bố trí những trận pháp này sao? Bạch Long tỷ tỷ lắc đầu, Bạch chúa tể từ chui vào phòng ấn trụ đi ngủ về sau. Vẫn chưa hề đi ra. Sở các chủ ngốc mau khẽ đung đưa, suy đoán nói, nơi này là cửu u thế giới, Bạch chúa tể thân là cửu u chủ nhân, có lẽ trong mộng liền có thể hoàn thành những chuyện tương tự. Trong mộng bày trận, Tống Thư Hàng nhìn về phía phòng ấn trụ bên trong ngủ ngon ngọt Bạch tiền bối. Lấy cửu u chúa tể năng lực, trong mộng bố cục cũng không khó khăn. Nhưng sẽ giảm xuống giấc ngủ chất lượng. Ban Văn Long đại lão lên tiếng nói chịu hy sinh giảm xuống giấc ngủ chất lượng đi bố cục, xem ra Bạch chúa tể đối ma hải thế giới phục hồi cũng cảm thấy rất hứng thú. Tống Thư Hàng nói, cái kia vì vô cực ma tông chuẩn bị phong thủy bảo địa sự tình, cứ như vậy hoàn thành. Trên cơ bản không có vấn đề, bất quá để bảo đảm kế hoạch hậu kỳ thuận lợi, người tốt nhất sớm đi khối kia phong thủy bảo địa, làm quen một chút ẩn tàng trận pháp, tốt nhất thông qua cửu u quyền hạn cùng cái kia bộ phận trận pháp vừa phối một chút. Chờ tới khi thời điểm then chốt không cách nào khống chế cái kia bộ phận ẩn tàng trận văn thủ đoạn, luống cuống tay chân, thác thất lương cơ. Ban Văn Long tiền bối nhắc nhở. Có đạo lý, Tống Thư Hàng gật đầu nói, vậy chúng ta đi mảnh này cát tinh thế giới nhìn xem. Tà liên thế giới cửa ra vào mở ra. Đã từng quấn quanh lấy tà liên thế giới béo cầu đại lão phong ấn, sớm đã bị Bạch tiền bối lặng lẽ mở cái cửa sau. Tống Thư Hàng khống chế Tống Pho tại phía trước mở đường. Ban Văn Long đại lão thứ hai, Bạch Long tỷ tỷ nâng ngủ say Tô Thị A Thập Lục đi theo đội ngũ cuối cùng. Đúng rồi, Ban Văn Long tiền bối. Người cảm giác vừa rồi tà liên thế giới bên trong ngủ con kia hamster cùng Tinh Tinh dáng dấp thế nào? Trước khi đến cát tinh thế giới trên đường, Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng hỏi. Ban Văn Long tiền bối bình tĩnh trả lời, con kia Tinh Tinh trình độ cùng ngươi không sai biệt lắm, con kia hamster tà ma ngược lại ngoài ý muốn tuấn thiếu. Cái kia Bạch Long tỷ tỷ đâu? Tống Thư Hàng lại hỏi. Bạch Long tỷ tỷ, làm gì đột nhiên nhắc lên ta? Lấy loài rồng trình độ đến nói, rất không tệ.
Ban Văn Long đại lão trả lời. Tống Thư Hàng, vậy ta đỉnh đầu căn này mau mau đâu? Sở các chủ ngốc mau. Rất đẹp một cọng lông tóc, nàng là sinh cùng tử, khô cùng vinh kết hợp hoàn mỹ. Ban Văn Long đại lão trả lời. Tống Thư Hàng hài lòng gật đầu, cho ra kết luận, quả nhiên, tiền bối ngươi nhìn người có phải là xinh đẹp, chú trọng hơn nội tại, chú ý pháp tắc cùng đạo. Cho nên, Ban Văn Long tiền bối không hiểu nhân mỹ. Ngươi vui vẻ là được rồi. Ban Văn Long đại lão bình tĩnh hồi phục, không có cùng Tống Thư Hàng tiếp tục loại này không có dinh dưỡng tranh luận. Trở lại cửu u thế giới nó, càng muốn đem thời gian đặt ở thưởng thức phong cảnh bên trên. Cửu u không khí, cửu u tà ác năng lượng, cửu u hỗn loạn, đều làm nó hoài niệm. Lại nói, Bạch Long tỷ tỷ nhân loại của ngươi hình thái đến tột cùng là bộ dáng gì? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi vừa rồi Ban Văn Long tiền bối đối Bạch Long tỷ tỷ bình luận là lấy loài rồng trình độ đến nói, rất không tệ. Phải biết Ban Văn Long đại lão có thể là đã từng cửu u chúa tể, kiến thức rộng rãi. Lại thêm bản thân nó cũng là loài rồng, tại quan sát cùng là loài rồng Bạch Long lúc, ánh mắt tự nhiên sẽ càng thêm hà khắc. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, trong miệng nó rất không tệ đánh giá, hoàn toàn có thể lên thăng hai cấp bậc tả hữu. Chuyển đổi tới, đó chính là đỉnh tiêm cấp bậc Long tộc nhan trị. Ta không có nhân loại hình thái, Bạch Long tỷ tỷ liếc mắt nói. Tống Thư Hàng có chút dừng lại về sau, đột nhiên khen, Tống đầu gỗ lợi hại. Bạch Long tỷ tỷ, chúng ta đến, Sở các chủ ngốc mau dùng thanh âm ôn nhu đạo, nàng ngốc mau nhẹ nhàng xoay tròn, bảo vệ Tống Pho quanh thân, không cho Bạch Long tỷ tỷ có đánh bay Tống Pho cơ hội. Đồng thời, Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên kịp phản ứng. Ban Văn Long tiền bối, chúng ta muốn làm sao thích phối chỗ này cát tinh thế giới dưới đáy trận văn. Lúc này, Tống Thư Hàng đã tiến vào cát tinh thế giới, nhìn qua cây kia ma thần trụ, lên tiếng hỏi. Đừng nóng vội, đừng quên ngươi bây giờ là cái cửu u chúa tể đại diện, có quyền hạn mang theo, tại cái này cửu u thế giới bên trong ngươi chính là vạn năng tức cắm tức dùng chắp đầu. Ngươi trước tiến vào đến trận nhãn vị trí, kích hoạt cửu u chúa tể quản lý công năng. Trong lòng mặc niệm lấy muốn cùng dưới nền đất trận pháp tiến hành thích phối, tiếp xuống, cửu u chúa tể quyền hạn sẽ từ từ thay ngươi giải quyết, chủ động tiến hành thích phối. Ban Văn Long đại lão giới thiệu nói, muốn làm gì thì làm cái từ này, cũng không phải trên miệng nói một chút đơn giản như vậy. Trận nhãn ở đâu? Tống Thư Hàng hỏi. Ngươi nhìn không ra, Ban Văn Long tiền bối sững sờ, đơn giản như vậy trận nhãn vị trí, ngươi cũng không biết. Đơn giản. Tống Thư Hàng đánh giá phía dưới tầng kia trùng điệp trồng, như là đầy trang các loại phức tạp toán học công thức trồng chất, không có quy luật trận pháp đường vân, quả thực chói hoa ánh mắt của hắn căn bản không giống trong phim ảnh diễn như thế, một cái trận bàn, ở giữa chính là trận nhãn. Quấy dày, Tống mỗ nhân cáo từ. Ngươi là thế nào thăng cấp đến thất phẩm đỉnh phong, nhanh bát phẩm cảnh giới? Ngay cả đơn giản như vậy trận pháp đều xem không hiểu. Ban Văn Long tiền bối râu rồng bay múa. Ngươi cần hảo hảo học bù. Thừa dịp khoảng thời gian này, có rảnh ta hảo hảo dạy bảo hạ ngươi trận pháp phương diện tri thức. Tạ ơn tiền bối, ta cam đoan sẽ học tập cho giỏi. Tống Thư Hàng vui vẻ nói tiền cửu u chúa tể, tay nắm tay dạy bảo trận pháp, cơ hội như vậy không thể bỏ qua. Hắn không chỉ có chính mình muốn học, còn muốn đem học tập nội dung ghi lại đến, tương lai dạy bảo đệ tử của mình sử dụng, hoặc là đem học tập tư liệu truyền đến Cửu Châu Nhất Hào Quần. Nghe ta chỉ huy, người bây giờ hướng 7 giờ đồng hồ phương hướng đi 3 bước, càng đi về phía trước 5 bước, chính là trận nhãn. Trước đi qua, Ban Văn Long tiền bối lại hỏi, người bây giờ đối với trận pháp kiến thức giải có bao nhiêu? Ây, Tống Thư Hàng nhớ lại một chút, đại khái đem cơ sở ngũ hành phong ấn pháp bách khoa toàn thư cùng cơ sở huyễn thuật trận pháp bố trí tường giải xem hết, trước mắt đã nắm giữ đơn giản cơ sở huyễn thuật, tại ngự kiếm phi hành thời điểm có thể che đậy thân hình của mình. Để người bình thường không nhìn thấy ta. Còn lại trận pháp phương diện, mặc dù xem hết, nhưng một mực không chút nếm thử. Ban Văn Long tiền bối. Nó râu rồng duỗi dài, đào đào lỗ tai của mình. Là nghe nhầm sao? Ta vừa rồi tựa hồ liên tiếp nghe được hai cái cơ sở từ ngữ. Cơ sở trận pháp, cơ sở huyễn thuật, Ban Văn Long đại lão không dám tin hỏi ngược lại. Bên cạnh Bạch Long tỷ tỷ ngẩng đầu vọng thiên. Sở các chủ ngốc mao cũng lúng túng xoay tròn. Không sai, Tống Thư Hàng khống chế Tống Pho, một mặt lạnh lùng dùng ngại ngùng ngữ khí trả lời. Ban Văn Long đại lão trầm mặc nửa ngày, nói,
người cái này lệch khoa quá nghiêm trọng một chút ha. Không có cách, dù sao thời gian có hạn, Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói, 8 tháng thời gian quá ngắn, ta không kịp học tập nhiều như vậy. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, tại cái này 8 tháng thời gian bên trong, Tống Thư Hàng nắm giữ thiên phú pháp thuật, tu luyện công pháp, quyền pháp, thân pháp, đao pháp, không gian bí thuật, công pháp tôi luyện thân thể, các loại tà thuật pháp thuật, niệm lực, toàn bộ lôi ra đến xếp thành liệt biểu, chí ít cũng có thể góp đầy cả một cái giao diện. Tại tu luyện phương diện Tống Thư Hàng cũng không lười biếng, chỉ là thật bị giới hạn thời gian. Ban Văn Long đại lão râu rồng linh hoạt vây quanh huyệt thái dương vị trí, dùng sức vò động, ta kém chút quên ngươi mới tu luyện 8 tháng thời gian, đột nhiên có loại bị ngươi ở trên ngực đâm một đao cảm giác. Tống Thư Hàng, thật xin lỗi. Không dậy, Ban Văn Long đại lão nói, ngươi cái này có hạn thời gian, vẫn là hảo hảo đi luyện công pháp tôi luyện thân thể thêm đao pháp đi, trận pháp cái gì, ngươi trong thời gian ngắn vẫn là không cần suy tính. Trước hết nghĩ biện pháp chứng đạo trường sinh, sau đó lại thông qua dài rằng giặc vô tận tuế nguyệt, chậm rãi học tập. Tống Thư Hàng, Ban Văn Long tiền bối, người đối ta có thể chứng đạo trường sinh có lòng tin như vậy. Không nghĩ tới tiền bối đối với hắn chờ mong vẫn là rất cao nha. Ban Văn Long tiền bối. Bất quá tiền bối, kỳ thật ta vẫn là có biện pháp học tập một chút trận pháp. Tống Thư Hàng nói, đưa tay chỉ xa xa ma thần trụ, nói, hà chỉ ma đế ma thần trụ là một loại tập công kích, phòng ngự, huyễn thuật, chữa trị, cường hóa, phong ấn, trận pháp các loại công năng làm một thể dầu cù là ma công. Chỉ cần ta học tập ma thần trụ về sau, nói không chừng tương lai phất tay liền có thể bày trận. Mà lại, Tống Thư Hàng còn có một cái kế hoạch không có nói ra coi như hắn không cách nào nắm giữ ma thần trụ, hắn còn có 65 cái bản mệnh pháp khí khí linh đợi thức tỉnh. 65 cái khí linh nếu như đều có thể giống khí linh tiểu tiên tử như thế bồi dưỡng ra đến, trong đó có thể chọn lựa một cái ra, chuyên công trận pháp, cũng không tin nó không ra gì. Ma thần trụ là ma môn công pháp, cùng ngươi không xứng đôi, đừng suy nghĩ nhiều. Ban Văn Long đại lão trả lời, bất quá, nếu như ngươi có thể được đến ma thần trụ công pháp người sáng lập tin tức cùng sáng tạo ma thần trụ công pháp mạch suy nghĩ, ta ngược lại là có thể đem môn công pháp này cho ngươi sửa chữa một chút. Đang lúc Tống Thư Hàng cùng Ban Văn Long đại lão giao lưu thời điểm. Tu chân nói chuyện phiếm trí tuệ nhân tạo cấn tay tiểu tùng thử phát tới nhắc nhở, bá long nhân viên quản lý, ngài có một đầu khẩn cấp tin tức mới, mời kiểm tra và nhận. Loại này khẩn cấp tin tức mới nhắc nhở công năng, còn là lần đầu tiên bị kích hoạt. Tống Thư Hàng hơi sững sờ, ý thức chui vào tu chân nói chuyện phiếm bên trong, điểm mở tin tức mới. Là Long Lạc nữ sĩ gửi tới thêm phụ kiện tin tức. Chính văn. Thông chi, ma thần trụ thần thông ta đã suốt đêm thức đêm chuyển hóa hoàn thành, tạm định danh là bá thần trụ. Danh tự không hài lòng chính ngươi sửa chữa. Phụ kiện bên trong là bá thần trụ số 1 cùng bá thần trụ số 2 đơn giản hóa phương pháp tu luyện, xin chú ý download xem xét, hảo hảo tu luyện. Trở lên, béo cầu nữ sĩ lưu. 1. Hà chỉ ma đầu truyền thừa ma thần trụ tạm thời trước lưu tại ta chỗ, dùng cho khai phát bá thần trụ số 3 cùng càng nhiều hệ liệt cần thiết. Nhưng ta gần nhất bề bộn nhiều việc, cho nên cái series này công pháp đổi mới cần thời gian, chớ thúc. 2. Mời tại thu luyện ra bá thần trụ số 1 về sau, tuân thủ ước định, tại hà chỉ ma đế trước mặt bộc lộ tài năng bá thần trụ thần thông, cũng xin tận lực dùng tao lời nói đối với hắn tiến hành tâm lý tổn thương. Cho nên nói, hành tẩu giang hồ không thể tùy tiện đắc tội nữ nhân. Đặc biệt là trí nhớ siêu tốt, có thủ đoạn, có thực lực, có mạng quan hệ. Còn đuổi theo thức đêm bạo lá gan nữ nhân. Vì đả kích hà chỉ ma đế, Long Lạc nữ sĩ liên tiếp bạo lá gan 3 đêm, quả thực là đem ma thần trụ đổi thành bá thần trụ. Phần này chấp niệm, kiên định đến khiến hà chỉ ma đế âm thầm rơi nước mắt. Mà nàng liên tục bạo lá gan mục đích, vẻn vẹn vì để cho Tống Thư Hàng tại hà chỉ ma đế trước mặt đùa nghịch một đùa nghịch nàng nghiên cứu ra được bá thần trụ số 1, đâm một đợt ma đế tâm linh. Thuận tiện lại đối hà chỉ ma đế tiến hành tao thoại tâm linh công kích có thể nói, cái này hoàn toàn là trò đùa phản kích thủ đoạn. Vì loại này trò đùa phản kích, Long Lạc nữ sĩ đều chịu bạo lá gan 3 đêm có thể nghĩ, nếu như bị nàng bắt đến càng lớn cơ hội, có thể làm hà chỉ ma đế khóc ròng ròng, đau đến không muốn sống, nàng khẳng định nguyện ý nỗ lực càng lớn hành động. Tỷ như bạo lá gan cái 10 ngày nửa tháng, thậm chí là 10 năm 8 năm. Không có vấn đề. Đâm hà chỉ tiền bối nội tâm sự tình, ta am hiểu nhất. Tống Thư Hàng trả lời.
Đối với thế nào tinh chuẩn đâm tâm loại chuyện này, Tống Thư Hàng hiểu sơ một hai. Bệnh lâu thành lương y, bị trên người vật trang sức nhóm điên cuồng đâm tâm về sau, Tống Thư Hàng cũng nắm giữ đâm tâm tinh túy. Chờ hắn đem bá thần trụ số 1 tu luyện hoàn thành về sau, liền có thể đập cái video gửi đi cho Hà Chỉ Tiền Bối. Video lời kịch hắn đều nghĩ kỹ, Hà Chỉ Tiền Bối, hôm nay ta muốn cho ngươi nhìn cái bảo bối. Nhìn xem đây là cái gì? Một cây đáng yêu ma thần trụ. Nhưng là hiện tại, nó không gọi ma thần trụ, nó gọi bá thần trụ số 1 rồi qua một thời gian ngắn nữa. Đệ đệ của nó bá thần trụ số 2 ta cũng có thể mân mê ra, còn có bá thần trụ số 3 đã tiến vào chuẩn bị mang thai giai đoạn, lúc nào cũng có thể cùng mọi người gặp mặt. Đến lúc đó, phàm là bá thần trụ chỗ cắm chỗ, đều là ta bá Tống quốc độ đát. Cho tới nay Tống Thư Hàng đều cảm giác Hà Chỉ Ma Đế câu này lời kịch đặc biệt khốc huyễn, hiện tại, câu này lời kịch cũng là hắn. Bất quá tạm thời, hắn chỉ muốn ra một câu tao thoại. Càng nhiều tao thoại hắn còn được hướng tâm ma xích tiêu kiếm, da đen vũ nhu tử cùng trên người hắn từng cái am hiểu đâm tâm vật trang sức thỉnh giáo. Mục tiêu là tranh thủ mân mê ra một thiên 3.000 chữ phía trên tao thoại bách khoa toàn thư, hoàn thành Long Lạc nữ sĩ nguyện vọng. Dù sao Long Lạc nữ sĩ bạo lá gan dòng dã 3 đêm thời gian, hắn tao thoại đâm tâm cũng phải xứng đáng Long Lạc nữ sĩ nỗ lực. Đến lúc đó, cho ta mở ra quyền hạn, ta, đứng ngoài quan sát. Long Lạc nữ sĩ tinh giản hồi phục Tống Thư Hàng, nàng thực sự bề bộn nhiều việc, bận đến không có rảnh nhiều cùng Tống Thư Hàng giao lưu. Nhưng coi như bận rộn nữa lại mệt mỏi, chờ Tống Thư Hàng đến lúc đó đâm Hà Chỉ Ma Đế nội tâm lúc, nàng vẫn là muốn tại bên cạnh yên lặng đứng ngoài quan sát, hiện trường quan sát Hà Chỉ Ma Đế bị kích thích. Hà Chỉ Ma Đế cho nàng mang tới tổn thương, nàng muốn gấp 10 trả lại. Thỏa, Tống Thư Hàng trả lời. Bận bịu, gặp lại. Long Lạc nữ sĩ trả lời. Trò chuyện kết thúc. Tống Thư Hàng dùng để khống chế Tống Phò bộ phận tâm thần trở về. Ngươi vừa rồi lại thất thần, tại tiếp thu tin tức gì sao? Sở các chủ ngốc mau hỏi, nàng cắm rễ ở Tống Phò sọ não bên trên, có thể thông qua sọ não nhiệt độ biến hóa rất nhỏ, phát giác được một chút tầng sâu tin tức. Coi như Tống Thư Hàng bản thể mang theo mặt nạ, coi như Tống Phò mặt không đổi mặt lạnh lùng mặt. Nhưng hắn vật trang sức nhóm vẫn là có rất nhiều phương pháp, đọc đến Tống Thư Hàng nội tại tin tức. Vừa tiếp thu được Long Lạc nữ sĩ một cái khẩn cấp phụ kiện. Tống Thư Hàng trả lời. Sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Long Lạc nữ sĩ gửi đi tới phụ kiện tin tức mở ra đọc đến. Bá thần trụ số 1, số 1 trụ pháp, là nguyên ma thần trụ công pháp cơ sở trụ pháp cải tiến mà đến, ngưng tụ ra chính là không thuộc tính bá thần trụ. Chủ yếu tác dụng chính là dùng để nện người, hoặc là trở thành bá thần trụ trận pháp tạo thành bộ phận. Hà Chỉ Ma Đế ma thần trụ công kích kia, phòng ngự, huyễn thuật, chữa trị, cường hóa, phòng ấn, trận pháp chờ công năng, cũng đều là lấy cái này không thuộc tính ma thần trụ làm cơ sở, diễn hóa mà tới. Chỉ có tinh thông cái này không thuộc tính ma thần trụ về sau, mới có thể coi đây là cơ sở, khai phát ra công kích hình ma thần trụ, phòng ngự hình ma thần trụ, trị liệu hình ma thần trụ. Chờ một chút. Ta còn tưởng rằng bá thần trụ chỉ cần học được về sau, liền có thể lập tức tùy tâm sử dụng biến hóa ra các loại công năng cây cột. Nguyên lai các loại cây cột các loại thuộc tính, còn cần chờ đợi đến tiếp sau phiên bản khai phát. Bất quá cũng đúng, cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi, không có mau bệnh. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn lại điểm mở bá thần trụ số 2 nội dung. Bá thần trụ số 2 là Long Lạc nữ sĩ dựa theo công tử Hải nghiên cứu tư liệu, để bá thần trụ không còn câu thúc tại nguyên. Hà Chỉ Ma Đế ma thần trụ con đường, để nó có được tiến hóa tiềm chất. Tương lai, chờ Tống Thư Hàng thuần thục nắm giữ bá thần trụ về sau, còn có thể trên cơ sở này đối bá thần trụ tiến hành sửa đổi, trở nên thích hợp hắn hơn tự thân. Mặt khác, tại công tử Hải trong nghiên cứu, có một bộ phận lợi dụng tà vọng làm tài liệu đến chế tác ma thần trụ phỏng đoán cùng diễn toán. Chỉ là giới hạn trong công tử Hải tự thân cảnh giới cùng đối tu chân tri thức lý luận không đủ, điều phỏng đoán này diễn toán cũng chưa hoàn thành. Mà Long Lạc nữ sĩ cảnh giới, tri thức lượng, đối ma thần trụ lý giải, đều viễn siêu công tử Hải. Nàng lá gan 3 đêm thời gian, một hơi đem công tử Hải chưa hoàn thành nghiên cứu suy tính hoàn thành. Đồng thời, để nguyên vật liệu không câu nệ giới hạn trong tà vọng. Hết thảy cùng loại tà vọng tồn tại, tỉ như linh thể. Thậm chí là năng lượng to lớn tập hợp thể,
đều có thể trở thành bá thần trụ số 2 nguyên vật liệu. Ngưng tụ ra có được đặc thù công năng cây cột. Tỷ như dùng hỏa diễm thuộc tính tà vọng, liền có thể ngưng tụ ra hỏa diễm thuộc tính bá thần trụ. Duy nhất thiếu hụt là bá thần trụ số 2 uy lực, sẽ bị giới hạn nguyên vật liệu đẳng cấp. Nguyên vật liệu đẳng cấp quá thấp, rất khó ngưng tụ ra cường lực bá thần trụ. Nói không chừng hao hết tâm mệt mỏi ngưng tụ ra cây cột uy lực sẽ chỉ so bá thần trụ số 1 mạnh như vậy một đâu đâu. Nhưng đem đối ứng, nếu như có được phi thường mạnh mẽ nguyên vật liệu, cũng có thể ngưng tụ ra cường lực bá thần trụ số 2 tới. Bất quá cần thiết phải chú ý chính là, nếu như thi thuật giả tự thân cảnh giới không đủ lại cưỡng ép ngưng tụ lớn uy lực bá thần trụ số 2, rất dễ dàng gây nên cắn phản phệ, dù sao cũng là ma môn bí thuật cải tiến tới sản phẩm, tránh không được một chút ma môn công pháp đặc điểm. Bá thần trụ danh tự này, rất không tệ, chỉ ít so cơ sở quyền pháp nhất muốn tốt, liền không thay đổi. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Mà lại, điểm trọng yếu nhất là, Long Lạc nữ sĩ biết rõ hắn pháp thuật thiên phú. Nàng truyền tới bá thần trụ số 1 cùng bá thần trụ số 2 đều là đơn giản hóa phương pháp tu luyện. Đơn giản hóa, vạn tuế. Mặc dù không giống bạch tiền bối đơn giản hóa qua trưởng tâm lôi như thế, chỉ cần họa một cái phù văn liền có thể trực tiếp thi triển, nhưng cái này bá thần trụ phương pháp tu luyện, cũng đã ở vào Tống Thư Hàng có thể lý giải, nhanh chóng nắm giữ phạm vi bên trong. Bá thần trụ, đây chính là Long Lạc nữ sĩ cho người phát đồ vật. Sở các chủ ngốc mau hỏi. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng nói, đúng, chính là Hà Chỉ tiền bối ma thần trụ cải tiến sau công pháp, hơn nữa còn là đơn giản hóa qua. Ban Văn Long Đại Lão. Ban Văn Long Đại Lão một mặt mộng bức đợi đã, tại ta vừa rồi thoáng thất thần thời gian bên trong, chuyện gì xảy ra? Thời gian tuyến tại ta không biết tình huống phát xuống sinh biến thiên hoặc nhảy vọt sao. Trước một hồi, Ban Văn Long Đại Lão còn tại cùng Tống Thư Hàng nói, nếu như hắn có thể cầm tới ma thần trụ công pháp người sáng lập tin tức cùng sáng tạo ma thần trụ công pháp mạch suy nghĩ, hắn liền có thể xuất thủ thay Tống Thư Hàng cải tiến một chút ma thần trụ công pháp, để môn công pháp này biến thành Tống Thư Hàng cũng có thể học tập phiên bản. Làm sao lại một cái thất thần thời gian bên trong? Tống Thư Hàng đột nhiên liền lấy ra một bộ đã cải bản tốt ma thần trụ công pháp biến chủng bá thần trụ đi ra. Mà lại còn là đơn giản hóa phiên bản. Ban Văn Long Đại Lão thoáng kiểm tra lại thời gian. Ta không có bị xuyên Việt A. Đại Lão tiếp tục một mặt mộng bức mà cúi đầu nhìn qua Tống Thư Hàng, yên lặng không nói, lặng lặng đứng xem, suy nghĩ chuyện tiền căn hậu quả cái này bá thần trụ bí pháp là thế nào đột nhiên biến ra. Ta trước học một ít nhìn. Nếu như bá thần trụ hiệu quả không tệ, vào tay dễ dàng lời nói, đến lúc đó còn có thể truyền cho tiểu thải cùng sở sở tu luyện. Tống Thư Hàng vui a nói, đáng tiếc Tống Phò một mặt lạnh lùng, không cách nào biểu đạt hắn tâm tình khoái trá. Nếu như bá thần trụ hiệu quả có thể đạt tới dự kỳ trình độ, như vậy không hề nghi ngờ, bá thần trụ công pháp sẽ thành hắn bá Tống một mạch gia truyền công pháp. Đây chính là có thể trực tiếp sử dụng đến trường sinh giả cảnh giới thần thông chi pháp. Phối hợp thêm đồng dạng dầu cù là bạch tiền bối niệm lực pháp, lại phối hợp chân. Thiên bằng độn pháp cùng tứ đại tôi thể thần công, hắn bá Tống một mạch truyền thừa hình thức ban đầu liền tạo thành. Túng lúc chạy nhanh, đối lúc thể chất mạnh, không có pháp thuật nhưng có vạn năng niệm lực, lúc cần thiết dầu cù là bá thần trụ có thể công, có thể phòng, có thể trị liệu. Lại thêm Tống Thư Hàng trời sinh liền có hạch tâm thế giới, cái này có thể di động tiểu thế giới vì tông môn căn cứ. Nghĩ như vậy lời mà nói, ta bá Tống một mạch khai tông lập phái vấn đề không lớn a. Tống Thư Hàng ám đạo. Người muốn hiện tại muốn ở chỗ này học tập bá thần trụ bí pháp. Bạch Long tỷ tỷ nhắc nhở, người không trước tìm xong trận nhãn, xứng đôi bên dưới cái này cát tinh thế giới dưới đáy trận pháp đường vân sao. Đừng quên nhiệm vụ chính tuyến a. Bạch Long tỷ tỷ đừng hoảng hốt, xứng đôi cát tinh thế giới dưới đáy trận pháp đường vân quá trình, đã tại tiến hành. Ta chỉ dùng đứng ở chỗ này bất động là được, Tống Thư Hàng mỉm cười giải thích nói. Cả cái xứng đôi quá trình tại cửu U chúa tể quyền hạn bên dưới, toàn tự động hóa, hắn chỉ cần cá ướp muối một dạng đứng đấy bất động, chờ lấy trận pháp đường vân đến thoải mái phối hắn, cùng hắn hoàn thành đồng bộ liền tốt. Sở dĩ, thừa dịp tại thoải mái phối quá trình bên trong, ta vừa vặn trước thử một chút bá thần trụ số một quá trình tu luyện. Mà lại, ta có loại trực giác. Nếu như có thể nắm giữ bá thần trụ phương pháp tu luyện lời mà nói, đối với kế tiếp kế hoạch sẽ có trợ giúp. Nói không chừng ở lúc mấu chốt, ta có thể sử dụng bá thần trụ đem vô cực ma tông trong kế hoạch cần thiết ma thần trụ toàn bộ cho thay thế đi.
Tống Thư Hàng giải thích nói. Bạch Long tỷ tỷ, cửu u chúa tể quyền hạn, quả nhiên là muốn làm gì thì làm. Đúng rồi, Sở tiền bối, người ngốc mau thoáng dựng một chút. Tống Thư Hàng lại nói. Sở các chủ ngốc mau, làm gì? Ta muốn mang một kiện có trợ giúp học tập trang bị. Tống Thư Hàng khống chế Tống Pho, duỗi tay đánh mở hạch tâm thế giới, cũng từ đó lấy ra một cái từ bụi gai chế tạo thành trí tuệ vương miện. Đây là cùng thống khổ nhẫn nại vương tọa nguyên bộ pháp khí, lợi dụng thống khổ lực lượng mang đến trí tuệ. Đeo lên cái này bụi gai vương miện về sau, đang thống khổ đồng thời, có thể tăng cường mang theo người năng lực học tập bất kể là học tập viễn cổ ngôn ngữ, vẫn là học tập pháp thuật. Tống Thư Hàng nâng lên vương miện, đưa nó kẹt tại Tống Pho cái kia trơ trọi sọ não bên trên. Đeo nó lên về sau, Tống Thư Hàng phảng phất cảm giác mình đầu não mát lạnh, biến thanh tỉnh rất nhiều. Trên thực tế, đây chỉ là băng lãnh bụi gai vương miện kẹt tại Tống Pho trụi lủi sọ não bên trên xúc cảm. Lại thêm hắn một thân đại lão vật trang sức, từng cái đều giống như là cường hóa ngộ đạo thạch hiệu quả. Càng quan trọng hơn là hắn bây giờ người mang cửu u chúa tể quyền hạn, tại cửu u thế giới có thể muốn làm gì thì làm. Đủ loại đặc hiệu gia thân, Tống Thư Hàng năng lực học tập vào hôm nay đạt đến đỉnh phong. Hắn trịnh trọng mở ra bá thần trụ số 1 phương pháp học tập, từ đầu tới đuôi xem một lần, cũng trong đầu bắt đầu phân tích nó pháp thuật nguyên lý, khung pháp thuật kết cấu, tính toán thi pháp linh lực tiêu hao cùng thần thức phi thao cần phối hợp lượng. Loại này xem xét liền hiểu, vừa học liền biết học bá trạng thái, khiến cho người dư vị vô tận. Đơn giản hóa qua đi bá thần trụ số 1 công pháp, nguyên lý, cực nhanh bị Tống Thư Hàng lý giải, nắm giữ. Tại cửu u chúa tể quyền hạn chủ đạo bên dưới, Tống Thư Hàng tiềm lực bị triệt để khai phát đi ra. Hắn nhắm mắt, trong đầu bắt đầu mô phỏng bá thần trụ số 1 thi pháp quá trình, lặp đi lặp lại mấy lần. Xong rồi, Tống Thư Hàng mở to mắt. Sở các chủ ngốc mau, nắm giữ. Trên lý luận tới nói, hẳn là nắm giữ. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Dứt lời, hắn duỗi tay bắt đầu án lấy trong đầu mô phỏng bá thần trụ số 1 thi pháp quá trình, thử nghiệm tại trong hiện thực đem bá thần trụ số 1 cho ngưng tụ ra. Pháp thuật mô hình khung thành công, bá thần trụ hình thức ban đầu bắt đầu ngưng tụ. Hết thảy đều rất thuận lợi. Sau lưng Ban Văn Long chằm chằm vào Tống Thư Hàng thi triển quá trình, đối bộ này cải tiến bá thần trụ tiến hành ước định. Ít nhất là cửu u chúa tể cấp bậc cải tiến, cả cái ma thần trụ cải tiến mặc dù tương đối thô giáp, nhưng lưu lại sửa đổi, cải tiến chỗ trống. Cảm giác giống như là cái nào đó cần cù cửu u chúa tể cấp bậc cường giả, bạo lá gan cho Tống Thư Hàng tăng ca cải tiến ma thần trụ công pháp. Ra đi, bá thần trụ số 1, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng, tăng cường khí thế của mình lần thứ nhất thi pháp lúc, hô lên pháp thuật danh tự, có trợ giúp tăng cường pháp thuật hiệu quả. Sau một khắc, một cây màu đen nhánh cây cột tại Tống Thư Hàng trước người ngưng tụ hiển hiện. Đây là cơ sở nhất không thuộc tính bá thần trụ, bất quá bởi vì Tống Pho là cửu u chúa tể đại diện nguyên nhân, vốn nên vô sắc vô vị bá thần trụ, bị nhiễm lên tà đạo màu đen nhánh. Bạch Long tỷ tỷ có chút hít kinh ngạc, a, một lần liền thành công rồi. Tống Thư Hàng tại tu luyện đơn giản hóa loại pháp thuật lúc, thiên phú ngoài ý muốn xuất sắc. Sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng lắc lư. Bia đá đạo hữu nói bổ sung, mặt khác, ta hoài nghi Tống Thư Hàng là tại đem bá thần trụ xem như bá đao thuật tại thi triển. Đem cây cột tưởng tượng thành đao về sau, cái kia không hiểu thấu đao đạo thiên phú liền sẽ bị kích hoạt. Tỷ như bia đao hợp nhất. Một mực đến nay, nó đều coi là Tống Thư Hàng gầm rú lấy bia đao hợp nhất là bia đá đạo hữu, đao Tống Thư Hàng bản thân, hợp nhất. Nhưng trước một lần hắn rốt cục mơ hồ cảm nhận được, bia đao hợp nhất bên trong bia là Tống Thư Hàng, đao chỉ mới là hắn. Chính đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng trước người cây kia bá thần trụ rốt cục triệt để thành hình. Nguyên bản viên trụ trạng bá thần trụ, đột nhiên sụp đổ ra. Bên ngoài một tầng hình trụ vỏ vỡ vụn, lộ ra một thanh hơn 10 mét cao quỷ đầu đao. Tống Thư Hàng, Ban Văn Long, cái này quỷ đầu đao là thế nào phì sự a? Mau dừng tay, đem bao tương sát ngoài cho ta bọc về đi. Đó căn bản không phải cây cột, mà là dài 10 mét đại đao a. Sách, xem đi, quả nhiên là đao. Bia đá đạo hữu bình tĩnh nói hắn liền biết, Tống Thư Hàng có thể như thế nhanh nắm giữ pháp thuật, tuyệt đối cùng đao có quan hệ. Trừ đao pháp ra, cũng chỉ có thối thể công pháp, hắn có thể học như thế nhanh trượt. Bạch Long tỷ tỷ quay đầu nhìn về Tống Thư Hàng,
chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, sở dĩ, cái này bá thần trụ chân chính tên hẳn là bá thần đao. Cả đến cả đi, vẫn là đao pháp. Đâm phổi, Bạch Long tỉ tỉ. Tống Thư Hàng tuyệt vọng nhìn về phía căn này quỷ đầu đao bá thần trụ. Vì sao lại như vậy chứ? Rõ ràng ta đã hiểu bá thần trụ pháp thuật tất cả khung, rõ ràng ta đã trong đầu mô phỏng nhiều lần thi pháp quá trình. Vì cái gì dùng đến thời điểm, bá thần trụ liền biến thành bá thần đao đâu? Không được, ta phải liên hệ Long Lạc nữ sĩ, hỏi một chút cụ thể là chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc Long Lạc nữ sĩ hiện tại siêu bận bịu, căn bản không có thời gian trả lời Tống Thư Hàng vấn đề. Mà lại liên tục cường độ cao lá gan 3 ngày sau, Long Lạc nữ sĩ cũng cần nghỉ ngơi ngắn ngủi. Đồng thời, Tống Thư Hàng sau lưng, Ban Văn Long đại lão tiếp tục giữ yên lặng. Đơn giản hóa, cải tiến bản ma thần trụ nói ra liền ra còn chưa tính, cái này đơn giản hóa cải tiến bản biến thành bá thần trụ truyền đến Tống Thư Hàng trong tay về sau, còn nói học thì học. Cái này lại không phải trường tâm lôi loại kia tiểu pháp thuật, mà là có thể một mực sử dụng đến trường sinh giả cảnh giới bí pháp. Coi như Tống Thư Hàng mở lại nhiều hách, trên lý luận tới nói, cũng không nên như thế nhanh lý giải thấu triệt cũng đem nắm giữ. Trừ phi, Tống Thư Hàng vốn là tiếp xúc qua ma đế hà chỉ truyền thừa. Hoặc là, từng chiếm được ma thần trụ chú ý loại hình ý chí vật truyền thừa phẩm. Cân nhắc đến Tống Thư Hàng nhận biết luyến mắt đam mê ra hỏa, từ đối phương trong tay thu hoạch được ý chí vật truyền thừa cũng không kỳ quái. Một bên khác, tán tài vương tọa sau cửa gỗ tiểu thế giới bên trong. Trên bầu trời, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi thế giới. Tam nhãn thiếu niên tiền bối hai tay dâng một chén trà thơm, nhẹ nhàng nhấp một miếng, phát ra thở dài thỏa mãn tiếng. Lão gia ngươi hôm nay tâm tình không tệ, trong mắt quản gia lên tiếng hỏi. Hừm, nhìn thấy một cái chán ghét ra hỏa, bị bá tống tiểu hữu hung hăng đâm tâm, ta hiện tại tâm tình rất không tệ. Tam nhãn thiếu niên gật đầu trả lời. Cái kia độc cước long, rốt cục cũng thể nghiệm đến lúc trước hắn bị bá tống tiểu hữu đâm tâm thống khổ. Đương một cái người rơi tại trong hố mà đối thủ của hắn lại tại cái hố phía trên lúc, hắn sẽ rất nôn nóng bất an. Mà nếu như đối thủ của hắn cũng trượt chân rơi vào trong hố, cái kia vui vẻ loại tâm tình này liền sẽ không tự chủ được hiển hiện đi lên. Đâm hắn tâm, đem cái này độc cước long tâm đâm thành thủng trăm ngàn lỗ. Không muốn bởi vì hắn có cái xinh đẹp linh quỷ nữ nhi liền thương tiếc hắn. Tam nhãn thiếu niên mỉm cười cổ vũ. Cùng Ban Văn Long một dạng, Tống Thư Hàng Tống Phò đang ngưng tụ thời điểm, dung nhập thứ ba thần nhãn lực lượng. Sở dĩ, tam nhãn thiếu niên có thể thông qua thứ ba thần nhãn, lặng lẽ đem bản thân một chút xíu ý thức bám vào Tống Phò trên người, trở lại chốn cũ, đi yên lặng thưởng thức cửu u thế giới phong cảnh, cảm thụ đã lâu cửu u khí tức. Tại trở lại chốn cũ đồng thời, còn có thể nhìn thấy độc cước long bị đâm tâm. Đây quả thực là gấp đôi khoái hoạt. Nếu như có cơ hội, hắn còn có thể trong nháy mắt hướng Tống Thư Hàng xin đem tự thân lực lượng hình chiếu đến cửu u quyền lực, cho Ban Văn Long một cái vật lý bên trên trầm trọng đả kích. Không cách nào kết nối Long Lạc nữ sĩ điện thoại, Tống Thư Hàng chỉ có tạm thời từ bỏ. Hắn duỗi tay một nắm, cách đó không xa cây kia hơn 10 mét cao lớn quỷ đầu đao bá thần trụ ầm vang đánh nát. Biến mất không thấy gì nữa. Ban Văn Long đại lão gặp Tống Thư Hàng tựa hồ có chút thất lạc, liền lên tiếng an ủi, Trình Lâm A, bề ngoài thứ này chỉ là một loại hình thái, đao hình dáng bá thần trụ cùng trụ hình dáng bá thần trụ cũng không có khác nhau. Thậm chí, đao hình dáng bá thần trụ tại hình thái bên trên còn muốn càng tinh mỹ hơn một số, không phải sao? Tống Thư Hàng nhất thời không kịp phản ứng, tiền bối ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Ban Văn Long đại lão có chút dừng lại, trực tiếp kéo ra mới chủ đề, người có phải hay không đã từng tiếp thu qua hà chỉ ma đế truyền thừa, cũng từng chiếm được một số tinh thần ý chí truyền thừa loại hình vật phẩm. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút sau nói, hà chỉ ma đế truyền thừa ma thần trụ ngay tại trong tay của ta, trước đó không lâu vận khí tốt đã từng tiến vào cái này ma thần trụ trong truyền thừa. Mặt khác, liên quan tới ý chí vật truyền thừa, chủ tâm tính sao? Hà chỉ ma đế ma môn chủ tâm, liền bị Tống Thư Hàng thu hoạch được, tiêu hóa hấp thu. Chủ tâm, Ban Văn Long đại lão ngẩng đầu vọng thiên. Hẳn là, cũng được a. Mặc dù không phải chú ý hoặc đao ý loại hình đồ vật, nhưng chung quy tới nói là ma đế hà chỉ tinh thần ý chí truyền thừa. Tống Thư Hàng thu hoạch được cũng dung hợp chủ tâm, đối trưởng nắm ma đế hà chỉ ma thần trụ hẳn là sẽ có một ít thêm thành.
Ban Văn Long đại lão đang cố gắng vì chính mình có thể an tâm một số tìm lý do, tốt tiếp nhận Tống Thư Hàng trong nháy mắt nắm giữ bá thần trụ số một bí pháp sự thật. Hừm, cái này có lẽ chính là ngươi có thể nhanh chóng nắm giữ bá thần trụ một trong những nguyên nhân. Ban Văn Long đại lão lên tiếng nói. Thì ra là thế, Tống Thư Hàng rất tín nhiệm Ban Văn Long tiền bối phỏng đoán. Lúc này, Sở Các Chủ ngốc mau hỏi, lại nói, bá thần trụ bí pháp có số 1, cái kia còn có số 2 sao? Không sai, còn có cái bá thần trụ số 2, cần tại nắm giữ cơ sở bá thần trụ bí pháp về sau, mới có thể học tập tiến giai pháp thuật hình hào. Tống Thư Hàng gật đầu, đem bá thần trụ số 2 đơn giản miêu tả một lần. Sở Các Chủ ngốc mau nghe xong miêu tả về sau, đột nhiên ngốc mau dựng thẳng lên, hóa thành hình, nói, số 2 thân trụ, có thể dùng tà vọng hoặc là cùng loại tà vọng tồn tại thể, còn có linh thể hoặc năng lượng tụ tập thể vì nguyên vật liệu. Vậy chúng ta muốn hay không lập tức thử một chút? Dứt lời, Sở Các Chủ ngốc mau chỉ hướng Bạch Long tỷ tỷ vị trí, ngươi nhìn, một cái cường đại linh thể. Ngươi nhìn, nàng vẫn là năng lượng cường đại tụ hợp thể. Màu trắng khăn quàng cổ đạo hữu, phù hợp bá thần trụ số 2 nguyên vật liệu các loại điều kiện. Không bằng, để cho nàng hy sinh một chút bản thân, cống hiến thân thể, đi thử một chút có thể hay không hóa ra một cây bá thần trụ đi ra. Cây cổ tên gọi ta đều nghĩ kỹ liền gọi bá thần trụ chi kim long trụ. Dù sao màu trắng khăn quàng cổ tiên tử cùng công đức tiên tử một dạng, cho dù chết một lần, chỉ muốn Tô Thị A Thập Lục không có việc gì, qua một thời gian ngắn lại có thể trên người A Thập Lục trùng sinh. Ngốc mau tiên tử, nếu nói như vậy, ngươi không phải còn có cái sở phân thân sao? Người sở phân thân cũng rất thích hợp trở thành nguyên vật liệu đi. Bạch Long tỷ tỷ phản kích nói. Ta cảm giác công đức xà mỹ nhân cũng rất thích hợp trở thành nguyên vật liệu tới. Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Tâm ma xích tiêu kiếm. Hắn sáng suốt bảo trì trầm mặc. Bất quá, ta nghĩ tới rồi cái thứ càng tốt. Tống Thư Hàng dứt lời, duỗi tay từ hạch tâm thế giới lấy ra rất nhiều lân phiến côn vương lân phiến. Đây là lúc trước côn vương cùng bạch cốt tiên cơ đại chiến lúc. Bị bạch cốt tiên cơ huy động búa lớn nện xuống lân phiến. Sau khi chiến đấu kết thúc, công đức xà mỹ nhân đem những thứ này lân phiến thu hồi, xem như chiến lợi phẩm thu nhập đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong. Thân là trường sinh giả lân phiến, hắn tính được là cao năng lượng tụ hợp thể. Côn vương mỗi một phiến lân phiến bên trong đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, dù là còn không có đưa nó luyện chế thành pháp khí, chỉ là đơn giản huy động hắn, đều có thể sinh ra to lớn phá hư. Mà lại, côn vương bản thể biến thành côn vương chứng bây giờ còn đang cửu u thế giới, bạch tiền bối bảo khố vị trí. Điều động cửu u chúa tể quyền hạn, lấy côn vương lân phiến vì nguyên vật liệu, nói không chừng còn có thể dẫn xuất côn vương bản thể lực lượng, chuyển hóa ra một cây cường đại bá thần trụ đi ra. Cái đồ chơi này có thể sử dụng sao? Mặc dù nói cái này lân phiến xem như năng lượng tụ hợp thể, nhưng nó trên bản chất có lẽ vẫn là thực thể vật phẩm A. Sở Các Chủ ngốc mau không có cam lòng. Tiếp tục hướng Tống Thư Hàng tường nứt đề cử nói, ta cảm giác vẫn là dùng màu trắng khăn quàng cổ đạo hữu đi, dù sao nàng lại không chết được. Mà lại cảnh giới của nàng, nàng đạo, nàng phẩm chất đều xa xa cao hơn côn vương. Dùng nàng để ngưng tụ ra kim long trụ uy lực nhất định phi phàm. Bạch Long tỷ tỷ đối Sở Các Chủ ngốc mau lộ ra sắc bén răng, Thư Hàng, đem hạch tâm thế giới mở ra, ta phải vào hoạt tuyển đem cái này ngũ độc đều đủ ngốc mau bản thể lôi ra tới. Sở Các Chủ ngốc mau. Một lát sau, Sở Các Chủ đột nhiên liền túng, không còn tiếp tục khiêu khích Bạch Long. Cũng không phải nàng sợ Bạch Long. Nàng mặc dù tại năm ngoái mới chứng đạo trường sinh, nhưng trên thực tế tại viễn cổ thời đại, nàng liền đã ở vào tùy thời có thể lấy bước ra bản thân đại đạo trạng thái, chỉ là bởi vì tống đầu gỗ căn dặn, nàng một mực không có chứng đạo. Từ viễn cổ đến bây giờ, mặc dù không có bước ra một bước cuối cùng, nhưng nàng thực lực vẫn như cũ là vững bước tăng lên. Thật muốn đánh lời mà nói nàng thật đúng là không sợ uy tín lâu năm trường sinh giả Kim Long Thủy Tổ. Bất quá, trước mắt nàng thật sự không tiện từ hoạt tuyển bên trong đi ra. Nàng cũng muốn tiếp tục khiêu khích Bạch Long, nhưng trên thân thể không cho phép. Bạch Long tỷ tỷ gặp Sở Các Chủ ngốc mau đột nhiên liền túng về sau, chả có chút sửng sốt một lát, nhưng rất nhanh nàng liền nghĩ đến nguyên nhân. Thư Hàng. Người nói tại chán cùng xốp giòn hung về sau, là cái gì? Bạch Long tỷ tỷ vui tươi hớn hở mà hỏi thăm. Tống Thư Hàng cũng không quay đầu lại, vô ý thức trả lời, thất thải đại thận. Bạch Long tỷ tỷ.
Ngươi cái tên này làm sao không theo sáo lộ đến trả lời? Phối hợp điểm A, lúc này ngươi liền không thể phối hợp với trả lời ta một chút. Suy tâm ma xích tiêu kiếm nhịn không được bật cười. Mà tại Bạch Long tỷ tỷ và sở các chủ ngốc mao đấu võ mồm thời gian bên trong, Tống Thư Hàng đã đại khái nắm giữ bá thần trụ số 2 thi thuật thủ pháp. Đồng dạng, tại học bá hình thức cường hóa bên dưới, hắn trước tiên ở trong đầu đem bộ công pháp kia phân tích, lại não bổ mô phỏng mấy lần thi pháp quá trình. Một bước cuối cùng, Tống Thư Hàng hai tay đặt tại cái kia mấy mảnh côn vương lân phiến, bắt đầu thi pháp. Ra đi, bá thần trụ, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng. Cửu U Chúa Tể quyền hạn vận chuyển. Trong tay côn vương lân phiến cực nhanh bị phân giải, tại bá thần trụ số 2 công pháp hiệu quả bên dưới, côn vương lân phiến bắt đầu cất cao, mơ hồ bắt đầu chuyển hóa làm một cây tiếp cận 40 mét trụ lớn. Cùng trụi lùi bá vương trụ số 1 khác biệt, số 2 bá vương trụ phía trên hiện lên rất nhiều tinh xảo lân phiến. Trụ ngọn chỗ còn có một đầu cự côn pho tượng, côn miệng há to mở, phảng phất muốn thôn vệ vạn vật. Mà lại Tống Thư Hàng đoán không lầm, căn này bá thần trụ số 2 đang ngưng tụ thành hình đồng thời, bởi vì cửu U Chúa Tể quyền hạn nguyên nhân, thân trụ mơ hồ liên tiếp đến cái kia bị bạch tiền bối phong ấn côn vương chứng, muốn từ côn vương chứng bên trong rút ra bộ phận bản nguyên lực lượng. Đây là vật gì? Mơ tưởng từ trên người ta rút ra lực lượng của ta. Côn vương chứng bên trong truyền ra côn vương hoảng sợ tiếng kêu. Nhưng cửu U Chúa Tể quyền hạn, muốn làm gì thì làm. Côn vương chứng coi như lại thế nào phản kháng, cũng là phí công. Nó một chút côn thú bản nguyên lực lượng bị cửu U Chúa Tể quyền hạn rút ra đi ra, dung nhập vào Tống Thư Hàng bá thần trụ số 2 bên trong. Đến tận đây, trụ thành. Dung nhập côn vương lực lượng sau bá thần trụ, tựa như là được trao cho linh hồn, ngay ngắn cây cột phảng phất muốn sống tới. Càng quan trọng hơn là, hắn là trụ hình dáng, không có biến hình. Nhìn nó cái kia một thân tinh mỹ lại kiên cố lân phiến thân trụ, không giống trước đó bá thần trụ như thế sẽ tùy tiện vỡ vụn. Tên của ngươi, Côn Vương Trụ, Tống Thư Hàng hài lòng nói, hắn giơ cao tay phải lên, dùng sức nắm chặt nắm tay, bá thần trụ. Trường sinh trụ hệ liệt, Côn Vương Trụ. Côn Vương Trụ là cái thứ nhất bá thần trụ số 2, mà lại là trường sinh trụ cấp bậc, nhưng nó tuyệt đối không phải là cuối cùng một cây. Tống Thư Hàng quyết định. Đem số 2 bá trụ trụ chia làm trường sinh trụ, kiếp tiên trụ cùng huyền thánh trụ. Thấp hơn huyền thánh trụ cấp bậc, liền không có tư cách trở thành số 2 trụ nguyên vật liệu. Số 2 bá thần trụ, tương lai nhất định phải đi tinh phẩm lộ tuyến. Tống Thư Hàng hào khí vạn trượng nói. Da đen vũ nhu tử nhìn không được nhắc nhở, Tống tiền bối, người bành trướng. Tống Thư Hàng sững sờ, a, không ổn, vừa rồi có như vậy trong nháy mắt. Hắn tâm tính xác thực trong lúc vô tình bành trướng. Hắn chỉ là một cái thất phẩm tôn giả, lại còn muốn tập hợp đủ trường sinh trụ hệ liệt cùng kiếp tiên trụ hệ liệt. Lúc này, Ban Văn Long đại lão rốt cục lên tiếng, nói, tiểu cô nương không cần để ý, đây là hiện tượng bình thường. Không nghĩ hình hàng vừa rồi liên tục vận dụng cửu U Chúa Tể quyền hạn, không có khoảng cách, nhất định sẽ chịu đến cửu U ý chí ảnh hưởng. Cửu U Chúa Tể cũng không phải thiện lương đại danh từ. Hắn là tối ác, tối hung, tối phản diện đại biểu. Nói thật, Tống Thư Hàng tại liên tục vận dụng cửu U Chúa Tể quyền hạn về sau, vẻn vẹn chỉ là tâm tính biến bành trướng một số, đã rất vượt qua Ban Văn Long đại lão ngoài ý muốn. Rõ ràng chỉ tu luyện 8 tháng, nhưng không thể không thừa nhận, Tống Thư Hàng ý chí ngoan cường không thể tưởng tượng nổi. Cân nhắc đến Tống Thư Hàng cái kia cổ quái tiếp nhận thống khổ thể chất. Thống khổ khiến nam nhân trưởng thành, tựa hồ thật sự rất có đạo lý. Sử dụng cửu U Chúa Tể quyền hạn còn có dạng này mặt trái trạng thái. Tống Thư Hàng thu hồi nắm đấm, như thế đối với mình tâm cảnh cùng ý chí một loại tôi luyện. Da đen vũ nhu tử hơi suy nghĩ một chút về sau, khẽ gật đầu, ta tin tưởng Tống tiền bối ngươi rất nhanh liền có thể thích ứng. Tống Thư Hàng thích ứng năng lực, siêu tuyệt. Lúc trước da đen vũ nhu tử cùng tâm ma xích tiêu kiếm vừa trở thành Tống Thư Hàng vật trang sức thời điểm, hắn sẽ còn thỉnh thoảng chịu đến tâm ma ảnh hưởng. Thỉnh thoảng làm rõ ràng đại tử. Nhưng thời gian lâu dài về sau, Tống Thư Hàng liền thích ứng cái trạng thái này, hắn hiện tại có thể đang duy trì cẩn thận trạng thái thời điểm, lý trí làm đại tử. Sở dĩ da đen vũ nhu tử tin tưởng, cửu U quyền hạn đối Tống tiền bối ảnh hưởng, rất nhanh cũng sẽ bị Tống tiền bối vượt qua. Tạ ơn da đen vũ nhu tử tín nhiệm, Tống Thư Hàng mỉm cười, duỗi tay nhắm ngay bá thần trụ, côn vương trụ, lên.
rầm rầm. Côn Vương trụ thân trụ chấn động. Một lát sau, Côn Vương trụ đột nhiên rút lên, hướng phía Tống Thư Hàng một trụ đập tới. Tinh phẩm bá thần trụ khuyết điểm, thi thuật giả nếu là cảnh giới không đủ, không cách nào hàng phục thân trụ, lời mà nói thân trụ sẽ tạo phản. Tới tốt lắm, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, hai tay của hắn ma sát, lóe ra tà ác quang mang. Tống Thư Hàng hai tay bắt đầu ma sát lúc, treo ở sau thắt lưng tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, lập tức dục dịch ngóc đầu dậy. Nhưng là, vượt quá tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối dự kiến, đối mặt đối diện nện xuống trường sinh trụ Côn Vương trụ, Tống Thư Hàng cũng không có sử dụng dưỡng đao thuật. Hắn tay áo nhẹ nhàng quét qua, tụ lý càn khôn. Hoa! Gần dài 40 mét Côn Vương trụ, trong nháy mắt liền bị Tống Thư Hàng thu nhập trong tay áo. Cái này bức rốt cục vẫn là để cho ta trang ra đến rồi. Tống Thư Hàng nội tâm sảng khoái, liền như là ngày hè uống băng khoát nhạc. Vài ngày trước ngay trước mặt ba mẹ, hắn muốn soái khí bộc lộ tài năng, lại bị tạo hóa tiên tử đoạt tiên cơ, hắn một mực biệt khuất đến bây giờ, hiện tại rốt cục đem cái này một thanh biệt khuất chi khí phát tiết đi ra. Không gian thủ đoạn, mà lại lần này không có bằng mượn hách, là chính hắn gạt ra không gian thủ đoạn. Ban Văn Long đại lão trong lòng xác định nói. Mặc dù có câu nói gọi, xí biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn. Nhưng cái này ba ngày cũng quá chính xác a. Trầm tư một chút về sau, Ban Văn Long đại lão đột nhiên nói, cái này nhất định là cái kia luyến mắt đam mê ra hỏa nồi. Da đen vũ nhu tử nghi hoặc nhìn qua Văn tiền bối. Không có việc gì, ta liền theo miệng một mắng. Ban Văn Long đại lão đối da đen vũ nhu tử mỉm cười. Da đen vũ nhu tử khéo léo nhẹ gật đầu, nửa người chui vào đến Tống Thư Hàng cái bóng bên trong. Bên cạnh, Bạch Long tỷ tỷ đối Tống Thư Hàng nói, ngươi tụ lý càn khôn không chống được bao lâu đi, bước kế tiếp ngươi muốn làm thế nào? Côn Vương trụ là trường sinh trụ, trong thời gian ngắn sẽ bị tụ lý càn khôn trói buộc, nhưng cái này cho hắn một chút thời gian, chẳng mấy chốc sẽ tránh thoát. Đã rơi xuống tay áo của ta bên trong, nó kết cục liền đã nhất định. Tống Thư Hàng nói, hắn cố gắng duy trì tỉnh táo, nhưng lại không cách nào ngăn lại nội tâm bành trướng. Chỉ muốn đem hắn bắt lấy, vậy kế tiếp cũng chỉ có một quá trình có thể đi bàn hắn. Đang khi nói chuyện, hắn dùng niệm lực kéo rộng thùng thình ống tay áo, hai tay đặt tại tay áo bên trên, cách tay áo ngăn chặn Côn Vương trụ. Ngay sau đó, hai tay của hắn bên trên đã sớm vận sức chờ phát động dưỡng đao thuật quang mang nổ tung lên. Bởi vì Tống Pho là cửu u chúa tể đại diện, dưỡng đao thuật quang mang bị nhiễm lên đen kịt vẻ tà ác, biến thật hàng thật giá thật tà thuật. Xoát xoát xoát, mọi người thấy Tống Thư Hàng hai tay lấy tốc độ siêu âm tần suất, điên cuồng tại tay áo chỗ hoạt động. Hỏa tinh bốn bốc lên. Mỗi một giây liền có tiếp cận 100 phát dưỡng đao thuật từ Tống Thư Hàng bàn tay trượt ra, thẩm thấu nhập trong tay áo, tác dụng tại cây kia Côn Vương trụ phía trên. Căn này tân sinh bá thần trụ chưa từng trải qua tình hình như vậy. Phải biết, lúc trước Tống Thư Hàng hai tay một hơi 30 phát dưỡng đao thuật, liền có thể để đường đường trường sinh giả thần binh xích tiêu kiếm tiền bối bản thể hưởng thụ được vô thượng xoa bóp khoái hoạt. Loại kia kiếm thể trên dưới trong ngoài đều bị tôi luyện, xoa bóp khoái hoạt, là sinh vật hoàn toàn không cách nào thể nghiệm. 30 liên phát dưỡng đao thuật còn có bực này uy lực, 100 liên phát dưỡng đao thuật hiệu quả, càng là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đáng tiếc Tống Pho là cái đại quang đầu, không có cách nào thi triển biện pháp thuật. Nếu không, dưỡng đao thuật hiệu quả còn có thể tăng lên gấp 20 lần tả hữu. 4 giây qua đi. Oanh! Tống Thư Hàng ống tay áo nổ ra. Bộ y phục này cũng không phải pháp khí, căn bản không chịu nổi Tống Thư Hàng cùng tần số cao ma sát. Ống tay áo sau khi nổ tung, Tống Thư Hàng tụ lý càn khôn pháp thuật hiệu quả cũng nhận ảnh hưởng, tại mấy giây sau nổ tung. Dài 40 mét Côn Vương trụ rốt cục đào thoát Tống Pho ma chảo. Khổng lồ thân trụ rơi xuống đất, lại không có thể duy trì dựng đứng vương giả chi tư, mà là run rẩy ngã xuống đất, chậm rãi nhấp nhô hai vòng, xa vào đến cứng ngắc trạng thái. Tống Thư Hàng xoái khí lắc lắc hai tay, mặt không biểu tình, lạnh lùng đối Côn Vương trụ ra lệnh, Côn Vương trụ, lên. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, Côn Vương trụ lại lật lăn hai vòng, chậm chạp lại kiên định từ cát tinh trên mặt đất dựng đứng lên. Giờ khắc này Côn Vương hình trụ tượng, rất có thương chiến mảng lớn bên trong những cái kia thân chúng vài súng, nhưng tuyệt đối sẽ không ngã xuống đất nhân vật chính cái bóng. Coi như thân chúng vài súng, nhưng vẫn là có thể kiên định chậm rãi từ đứng lên,
kiếm lời đủ người xem nước mắt điểm. Tâm ma xích tiêu kiếm nói, ta khóc, các ngươi thì sao? Cảm động lòng người, một màn này là ta năm nay thấy qua nhất đâm nước mắt điểm hình ảnh. Bia đá đạo hữu nghiêm túc một chút bình nói. Tống Thư Hàng lạnh lùng nói, hai vị tiền bối chớ náo, các ngươi cũng phải dưỡng đao thuật lời mà nói ta một hồi đưa các ngươi một đợt. Bất quá đến làm cho ta chậm rãi, bàn tay có chút nóng lên, trước hạ nhiệt độ một chút. Ban Văn Long đại lão. Vì cái gì rõ ràng là kiếm tu hoặc đao tu nhóm cùng đao, kiếm bồi dưỡng tình cảm, vì có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất, đao nhân hợp nhất trạng thái phép thuật phụ trợ, nghe nhưng có loại biến vị cảm giác. Rất tốt, lên, Tống Thư Hàng giơ tay phải lên, trầm giọng nói. Siêu một chút, Côn Vương trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau một khắc, chói mắt đao quang lấp lóe mà lên, đao sắc bén quang mang lấy ý lạnh âm u, bao phủ mọi người tại đây. Tống Thư Hàng. Ở đâu ra đao quang, như thế trang bức, như thế lóa mắt. Mắt hắn híp lại nhìn lại, đã thấy. Một thanh hơn 40 mét, phong cách thô kệch cửu hoàn đại đao, trôi nổi tại trên bầu trời. Cái kia run sợ liệt đao khí, cái kia phong mang tất lộ vết đao, khắp nơi tản ra làm Tống Thư Hàng phong cách vẽ sụp đổ khí tức. Nguyên bản anh tuấn côn thú pho tượng, lúc này thành chuôi đao thủ đầu trang trí, quả thực là xinh đẹp. Tống Thư Hàng ánh mắt lại hướng xuống nhìn lại, liền nhìn thấy nguyên bản cái kia mọc đầy lân phiến Côn Vương trụ sắc ngoài, trả lưu tại nguyên địa nguyên lai đó cũng không phải thân trụ, chỉ là tàng đao đao hộp. Côn Vương trụ bản thể là trôi nổi tại trong hư không côn thú cửu hoàn đại đao. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối nắm lấy thời cơ, hung hăng đâm tâm nói, ngoài ý muốn không, kinh hỉ không. Ngươi cho rằng bá thần trụ số 2 chính là cây cột. Ngươi sai rồi, hắn vẫn là đao. Tống Thư Hàng trở tay chính là 100 phát dưỡng đao thuật, rơi vào tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối trên người, để nó im miệng. Hồi hộp, tiếp theo, Tống Thư Hàng duỗi tay vạch một cái. Côn thú cửu hoàn đại đao siêu một chút, đâm trở lại cái kia Côn Vương trụ bên trong. Tổng thể tới nói, còn có thể tiếp nhận, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Chỉ nếu không đem côn thú cửu hoàn đao cho rút ra, hắn chính là Côn Vương trụ. Mà ẩn tàng tại thân trụ bên trong cửu hoàn đao, ở lúc mấu chốt cũng có thể đưa đến âm người một thanh hiệu quả. Nói tóm lại, Tống Thư Hàng phi thường hài lòng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Côn Vương trụ xoáy chuyển. Dung nhập bên trong thân thể của hắn bá thần trụ số 1 là thuần năng lượng ngưng tụ cơ sở trụ, không cần tản mất liền tốt. Nhưng số 2 bá thần trụ khác biệt, hắn là dùng tài liệu quý hiếm ngưng tụ mà thành, tự nhiên không thể tùy tiện để nó tản ra biến mất, muốn lặp đi lặp lại thu về lợi dụng. Thu hồi Côn Vương trụ về sau, Tống Thư Hàng không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào Bạch Long tỷ tỷ trên người, cái này nhất định là cửu u chúa tể quyền hạn lực lượng, tại ảnh hưởng hắn. Bạch Long tỷ tỷ bị chằm chằm vào toàn thân run rẩy, ngươi nhìn cái gì, lại nhìn ta quất ngươi a. Tống Thư Hàng xấu hổ cười một tiếng, sau đó hắn ngẩng đầu, gan to bằng trời đem ánh mắt rơi vào Ban Văn Long đại lão trên người. Ban Văn Long đại lão. Ban Văn Long đại lão có thể cảm giác đến Tống Thư Hàng trong đầu cây kia tên là lý trí dây cung, đang đứng ở sắp đứt đoạn giai đoạn, lúc nào cũng có thể sẽ tiến vào không có thuốc nào cứu được hình thức. Biết trên thế giới cái thứ nhất linh quỷ sao? Ban Văn Long đại lão dùng một loại trầm thấp, giảng chuyện ma giọng nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, chính là Trình Lâm tiên tử, ta biết. Vậy ngươi biết chế tác linh quỷ lúc quá trình sao? Ban Văn Long đại lão tiếp tục nói. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, ta không muốn biết. Ban Văn Long đại lão. Chủ đề cưỡng chế kết thúc. Ban Văn Long đại lão râu rồng nhếch lên. Liền muốn hung hăng giúp Tống Thư Hàng một trận. Đợi đã tiền bối, ta bên này cắt tinh thế giới dưới đáy trận văn lập tức liền muốn xứng đôi hoàn thành. Tống Thư Hàng vội vàng duỗi tay đánh đoạn Ban Văn Long đại lão động tác. Dùng số liệu để hình dung lời mà nói lúc này hắn đồng bộ xứng đôi tiến độ đã đến 99.9%, lập tức liền phải hoàn thành. Không có lần sau, Ban Văn Long đại lão cảnh cáo nói. Nếu không ta nhất định phải để ngươi nếm thử linh hồn thiết cắt thống khổ. Đó là ta suy nghĩ linh quỷ chế tạo quá trình nghiên cứu ra được thủ pháp. Chân chính chế tác Trình Lâm chính là thiên đạo Ban Văn Long, mà sau đó, Ban Văn Long đại lão vì đem Trình Lâm mảnh vỡ dính trở lại cùng một chỗ, cũng đối linh quỷ chế tác tiến hành nghiên cứu. Cắt chém linh hồn, lại đem bọn chúng dính về, loại này thao tác Ban Văn Long đại lão phi thường thuần thục. Hắn có lòng tin đem một cái hồn cắt chém thành hạt nhỏ.
lại từng hạt dính trở về. Tống Thư Hàng không khỏi dùng mình một cái trên linh hồn thống khổ, sao nhục thân bên trên thống khổ càng thêm không cách nào chống cự, càng làm cho người ta tuyệt vọng. Hắn thống khổ kho số liệu bên trong, còn không có linh hồn thiết cát phương diện thống khổ. Sở dĩ. Phi phi phi, Tống Thư Hàng lắc đầu liên tục. Muốn chết cũng không phải dạng này tìm. Hơn 10 phút sau, Bạch Long tỷ tỷ có chút nhàm chán hỏi, đồng bộ chả không thành công sao? Một bước cuối cùng, nhưng bước cuối cùng này xứng đôi đặc biệt chậm. Tống Thư Hàng bất đắc dĩ nói. Lúc đầu đồng bộ tiến độ đã đạt đến 99.9%, nhưng cuối cùng này 0.1% nửa ngày chả không nhảy qua tới. Có phải hay không là ngươi sơ sót thứ gì? Cần kích hoạt mấu chốt đạo cụ loại hình. Sở các chủ ngốc mau suy đoán nói. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào cây kia ma thần trụ phía trên. Căn này ma thần trụ bên trên có hà chỉ tiền bối khí tức, hẳn là ma đế hà chỉ năm đó để lại bảo vật, bị ma tông môn đời đời truyền thừa, cuối cùng rơi vào đến vô cực ma tông trong tay. Tuyệt đối là đồ cổ, chỉ rất nhiều linh thạch. Có phải hay không là bởi vì căn này ma thần trụ nguyên nhân? Tống Thư Hàng suy đoán nói. Bạch Long tỷ tỷ phỏng đoán nói, có khả năng. Sở các chủ ngốc mau, bàn hắn. Ta thử một chút. Tống Thư Hàng quất ra tâm ma xích tiêu kiếm, đối với mình cánh tay phải chém xuống. Đao khí xẹt qua, Tống pho tay phải hủy đi rơi, nhưng mà miệng vết thương nhưng không có một tia máu tươi, tay phải cùng thân thể ở giữa chả duy trì ngẫu nứt tơ còn liền hiệu quả. Đi, Tống Thư Hàng niệm lực khẽ động, nâng lên tay phải của mình bay về phía hà chỉ ma đế ma thần trụ hắn hiện tại thân thể còn đứng ở trận nhãn vị trí, xứng đôi không có hoàn thành trước không thể động, khẽ động liền phí công nhọc sức. 3. Tống pho tay phải ấn ở ma thần trụ bên trên, đã sớm chuẩn bị xong dưỡng đao thuật quang huy lấp lóe mà lên. Ma thần trụ thân trụ không khỏi hơi chấn động một chút. Sau đó, căn này lão cổ đồng ma thần trụ, bản năng đem loại tin tức này truyền lại cho nó bản thể. Ở một cái ngay cả mình cũng không biết là cái gì vị diện tọa độ hà chỉ ma đế, đột nhiên sinh lòng cảm ứng. Là ta thật lâu trước lưu lại ma thần trụ, phản hồi tin tức tới. Hà chỉ ma đế cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Năm đó hắn lưu lại ma thần trụ nhiều đi, có chút sớm đã bị hắn bỏ qua. Qua nhiều năm như vậy, có ma thần trụ bị phá hư, có thỉnh thoảng sẽ bị kích hoạt, truyền lại một số tin tức trở về. Hà chỉ ma đế ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào lúc, sẽ chú ý một đợt, không hứng thú lời nói liền bỏ mặc không quan tâm, rất là thoải mái. Bất quá một lát sau, hà chỉ ma đế nhíu mày. Hôm nay căn này ma thần trụ bên trên truyền lại trở về tin tức có chút cổ quái tựa hồ là rất dễ chịu, rất hưởng thụ loại hình tin tức. Một cây ma thần trụ vậy mà lại dễ chịu cùng hưởng thụ, không phải là bởi vì một ít cơ duyên xảo hợp, tiến hóa ra linh tính tới. Nếu là thật sự tiến hóa ra linh tính, liền không thể bỏ mặc không quan tâm. Dù sao, có linh tính ma thần trụ lại bồi dưỡng một chút, một lần nữa rèn luyện một chút, liền có thể hóa thành có khí linh pháp khí. Nghĩ tới đây, hà chỉ ma đế duỗi tay tại mi tâm một điểm, phân hóa ra một tia tinh thần lực, trong nháy mắt vượt qua nghìn vạn lần vị diện không gian, giáng lâm đến cây kia ma thần trụ vị trí. À, là tại cửu u thế giới. Cũng đúng, ma thần trụ nếu như tại cửu u thế giới lời mà nói hấp thu cửu u thế giới tà năng, mới có tiến hóa ra linh tính khả năng. Nghĩ tới đây, hà chỉ ma đế cái này một sợi tinh thần lực, triệt để hạ xuống, thần sắp tại ma thần trụ bên trên. Tinh thần lực tản ra, quét hình bốn phía tràng cảnh. Một lát, căn này ma thần trụ vị trí, bên cạnh hoàn cảnh, bốn phía sinh vật, toàn bộ chiếu rọi đến hà chỉ ma đế trong tinh thần lực. Đây là một mảnh cát tinh tạo thành khu vực, loại địa hình này tại cửu u thế giới cũng không phổ biến a. Mặt khác, nơi này cửu u tà năng nồng độ tựa hồ rất cao. A, bên cạnh còn có người. Cái này tung bay ngủ tiểu cô nương khá quen. Còn có bên cạnh cái này đen hồ thủ cụt một tay đại quang đầu. Thảo. Bá Tống, là ngươi tiện nhân này, đừng tưởng rằng thay cái làn da màu đen ta cũng không nhận ra ngươi. Ma thần trụ bên trên truyền ra hà chỉ ma đế tức giận thanh âm. Cùng một thời gian, Tống Thư Hàng đặt tại ma thần ma bên trên tay phải, điên cuồng ma sát. Liên tiếp 10 phát dưỡng đao thuật rơi xuống. Ngươi, 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 hà chỉ ma đế thanh âm tức giận đều biến run rẩy lên. Nguyên lai ma thần trụ phản hồi đi qua dễ chịu số liệu, là nguyên nhân này.
hết thảy lại là bá Tống âm mưu, gia hỏa này còn muốn lấy hố hắn. A, à, Hà Chỉ tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Tống Thư Hàng cũng là sững sờ, hắn chỉ tay một cái, đình chỉ phóng thích dưỡng đao thuật tay phải. Vừa rồi Tống Thư Hàng có chút thất thần. Tại vì ma thần trụ soát dưỡng đao thuật thời điểm, hắn ý tưởng đột phát, có thể hay không đem ma thần trụ hóa thành nguyên vật liệu, chuyển hóa làm bá thần trụ. Kết quả vừa xuất thần ở giữa, Hà Chỉ ma đế cứ nhiên xuất hiện. Ma thần trụ bên trên, Hà Chỉ ma đế tinh thần lực một lần nữa thu liếm, hắn cảnh giác hỏi, ngươi lại muốn đối với ta làm cái gì? Không có chuyện, ta cái gì đều không muốn làm. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay, đây là ngoài ý muốn, ta chỉ là muốn soát quét một cái căn này ma thần trụ độ thiện cảm, để cho ta kẹp lấy xứng đôi tiến độ từ 99.9% hoàn thành một bước cuối cùng. Hà Chỉ ma đế, lộn xộn cái gì, hoàn toàn nghe không hiểu bá Tống muốn nói cái gì. À đúng, Hà Chỉ tiền bối, ta vẫn là có chuyện muốn đối ngươi làm. Tống Thư Hàng đột nhiên lại nhớ tới Long Lạc nữ sĩ nhắc nhở. Hà Chỉ ma đế tinh thần lập tức căng thẳng. Đến, Hà Chỉ tiền bối, ta cho ngươi xem một cái bảo bối. Tống Thư Hàng trước thu hồi tay phải của mình, sau đó hai tay bắt đầu ma sát. Cút, ta không nhìn, Hà Chỉ ma đế cả giận nói. Từ khi gặp gỡ bá Tống Huyền Huyền Thánh về sau, hắn liền không có đụng tới qua chuyện gì tốt. Tại Hắc Long thế giới bị chặt một đao về sau, không có 10 năm rưỡi căn bản khôi phục không được. Bá Tống tiện nhân kia, hố vô cùng. Sở dĩ, vô luận bá Tống Huyền Thánh muốn đối với hắn làm cái gì, hắn đều trực tiếp cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Hà Chỉ ma đế tinh thần lực bắt đầu rút lui, chuẩn bị rời đi cửu u thế giới không thể trêu vào, lão tư còn không trốn thoát. Ngươi muốn ta nhìn đồ vật, ta lại không nhìn, ta lại muốn đi. Thân là trường sinh giả bên trong người nổi bật, như Hà Chỉ ma đế nhất tâm muốn rời khỏi, trên đời này cơ hồ không ai có thể ngăn được hắn. Vị này từ thái cổ liền tồn tại ma đế, là trường sinh giả bên trong tư lịch già nhất một nhóm, lại đã từng kém chút chiếm lấy Hắc Long thế giới chúa tể vị trí, toàn thịnh thời kỳ lực chiến đấu của hắn, tuyệt đối là chư thiên vạn giới đứng đầu nhất cái kia một nắm. Hà Chỉ tiền bối xin dừng bước, nhìn một chút, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ lỡ. Nhìn một chút không cần trả tiền, nhìn một chút sẽ không lỗ. Tống Thư Hàng vội vàng lên tiếng nâng lưu ma đế. Nếu để cho Hà Chỉ tiền bối tinh thần lực rút lui, vậy hắn muốn hoàn thành Long Lạc nữ sĩ bạo lá gan sau bàn giao, liền phải một lần nữa mở nói chuyện riêng đi quấy rối ma đế, nhiều phiền phức. Sở dĩ, Hà Chỉ ma đế tinh thần lực không thể rời đi. Tống Thư Hàng vừa mới nói xong, Hà Chỉ ma đế đang tại rút lui tinh thần lực, đột nhiên liền bị cầm giữ. Không phải pháp thuật cấm cố hiệu quả, cũng không phải tinh thần áp chế, mà là một loại nào đó cùng loại với quyền hạn năng lực, tác dụng ở trên người hắn, liền như là pháp tắc một dạng đem hắn tinh thần lực cấm cố tại ma thần trụ bên trên. Hà Chỉ ma đế, chuyện gì xảy ra? Là bá Tống đã sớm trên ma thần trụ động tay chân. Không đúng, căn này ma thần trụ không có vấn đề. Có vấn đề là bá Tống trạng thái. Vừa rồi hắn câu nói kia bên trong, cứ nhiên mang theo môn xuất pháp tùy hiệu quả. Cả cái cửu u thế giới đều tại thi hành lấy bá Tống trong miệng phát ra ngôn ngữ mệnh lệnh. Loại cảm giác này, cực kỳ giống chúa tể. Hà Chỉ ma đế là kém chút chiếm cứ Hắc Long thế giới Long Lạc chúa tể tồn tại, đối loại này một lời ra, thế giới động ngôn ngữ hiệu quả, hết sức quen thuộc. Chẳng lẽ, bá Tống Huyền Thánh chiếm cứ cửu u chúa tể vị trí? Thiên đạo sụp đổ, mới thiên đạo không có thành hình, cửu u vô chủ. Có lẽ thật đúng là một cái cơ hội, Hà Chỉ ma đế trong đầu hiện lên như thế cái suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, cái này hoang đường suy nghĩ liền bị chính hắn bác bỏ. Cửu u chúa tể chi vị nếu như dễ dàng như vậy liền bị chiếm cứ, liền không gọi cửu u chúa tể. Đối diện, Tống Thư Hàng phía sau, da đen vũ nhu tử chui ra, trong tay nàng giơ một cái ma cải camera, bắt đầu thu trước mắt chàng diện. Tống Thư Hàng đối màn ảnh, phóng thích kỹ xảo của chính mình, lần nữa tiến vào chính đề, tại chúng ta trước mắt căn này là Hà Chỉ tiền bối ma thần trụ. Hôm nay, Hà Chỉ tiền bối giáng lâm tại thân trụ bên trên, thật sự là vận may của chúng ta. Niệm xong bắt đầu lời kịch về sau, hắn một lần nữa đối mặt ma thần trụ, nói, đến, Hà Chỉ tiền bối, ta cho ngươi xem một kiện bảo vật. Trước đó quên mở camera, sở dĩ câu này lời kịch muốn bổ sung. Hà Chỉ ma đế.
nhìn cái rắm. Ngươi đến cùng muốn chơi hoa dạng gì? Hà Chỉ Ma Đế cái này sợi tinh thần lực chạy đều chạy không được, bị cường cố tại ma thần trụ bên trên. Mà lại hắn liền quan bế tinh thần lực thăm dò đều làm không được, giống như là bị người buộc chặt tại trên ghế, mí mắt còn bị cưỡng ép chống ra, không cách nào khép kín, ép buộc quan sát. Thật chỉ là muốn cho tiền bối nhìn một kiện bảo vật, tuyệt đối sẽ không tổn thương tiền bối. Tống Thư Hàng cam đoan, duỗi tay bắt đầu xoa động bá thần trụ số một bí pháp. Hà Chỉ Ma Đế, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Bởi vì mới nắm giữ cái này cây cột bí pháp, Tống Thư Hàng sử dụng còn có chút không thuần thục, cứ nhiên liên tiếp không ra hai lần. Hai lần về sau, hắn mới rốt cục thành công đem bá thần trụ số một cho kích hoạt. Thật có lỗi, tiền bối, pháp thuật kia còn không quen, để cho ngươi chờ lâu. Ra đi, bá thần trụ, Tống Thư Hàng xoái khí vung tay lên. Số một cái này hậu tố tên, ở trong lòng gọi gọi liền tốt, từ trong miệng kêu đi ra sẽ giảm xuống bức cách. Hà Chỉ Ma Đế, bá thần trụ, cái này quỷ danh tự chỉ đem hắn ma thần trụ sửa lại một chữ, là có ý gì? Cọ hắn ma thần trụ công pháp nhiệt độ, lại hoặc là, Hà Chỉ Ma Đế trong lòng phun lên một loại bất an dự cảm. Rất nhanh, hắn dự cảm trở thành sự thật. Chỉ thấy trước mắt cái này đen xì đầu chọc bá tống, duỗi giơ tay lên. Một cây đen kịt thần trụ lăng không thành hình, ầm vang cắm vào cát tinh mặt đất. Bởi vì chỉ là cơ sở trụ. Thần trụ bên trên không có bất kỳ cái gì trang trí. Ma thần trụ, Hà Chỉ Ma Đế tinh thần lực chấn động kịch liệt. Tuyệt đối sẽ không sai, loại này thi pháp quá trình, còn có cái này cây cột kết cấu, cùng cái này mùi vị quen thuộc, là hắn ma thần trụ công pháp. Ở bề ngoài thoáng có khác nhau, nhưng thực chất bên trong hoàn toàn là ta ma thần trụ công pháp. Là ta ma thần trụ cải tiến phiên bản. Hắc hắc, Hà Chỉ tiền bối, nhìn xem đây là cái gì. Tống Thư Hàng bắt đầu đọc lên đã sớm nghĩ tốt tao lời nói lời kịch, hung hăng đâm Hà Chỉ tiền bối tâm linh. Ngươi làm như thế nào? Hà Chỉ Ma Đế thanh âm đều biến kẹt nhiều lần, lúc này hắn đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt mình lúc này nội tâm, phải biết ma thần trụ thế nhưng là hắn bản lĩnh giữ nhà. Đúng, tiền bối ngươi đoán không lầm, đây là một cây khả ái ma thần trụ, nhưng là hiện tại, hắn không gọi ma thần trụ, hắn gọi bá thần trụ. Số 1. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung số một cái này hậu tố, bởi vì muốn tiếp tục đâm Hà Chỉ Ma Đế tâm linh, cần để cho đối phương biết đây là một cái hệ liệt. Hà Chỉ Ma Đế, người đem ta ma thần trụ cho đổi thành đạo môn pháp thuật. Không chỉ như vậy, đệ đệ của nó bá thần trụ số 2 ta bên này cũng đã mân mê đi ra. Nghe được cái tên này tiền bối ngươi liền có thể đoán được, cái này bá thần trụ là một cái hệ liệt. Tương lai còn sẽ có bá thần trụ số 3 sẽ xuất thế, cùng đại gia gặp mặt. Tống Thư Hàng lần nữa duỗi tay vỗ. Oanh! Cao 40 mét trường sinh trụ. Côn vương trụ được phóng thích đi ra, cắm ở bá thần trụ số 1 bên cạnh. Đến lúc đó, phàm là bá thần trụ sở cắm chỗ, đều là ta bá tống quốc độ đát. Tống Thư Hàng duỗi tay xoái khí vuốt tóc. Kết quả chỉ vuốt đến tống pho cái kia bóng loáng sọ não, cùng cắm dễ tại đỉnh đầu tâm sở các chủ ngốc mao. Ba sở các chủ ngốc mau dùng sức đánh tại Tống Thư Hàng vuốt phát trên bàn tay, đem bàn tay heo ăn mặn đẩy ra. Tống Thư Hàng rút bàn tay về, một mặt lạnh lùng đối ma thần trụ nói, Hà Chỉ tiền bối, người bây giờ có cái gì cảm tưởng muốn nói không? Ta có thể nói thô tục sao? Hà Chỉ Ma Đế âm thanh lạnh lùng nói sửa lại hắn ma thần trụ bí pháp coi như xong, thậm chí ngay cả hắn kinh điển lời kịch cũng phải đoạt. Không có vấn đề a, càng bẩn, giờ càng tốt. Tống Thư Hàng nghiêm túc gật đầu nói. Hà Chỉ Ma Đế trạng thái càng táo bạo, Long Lạc nữ sĩ bên kia sẽ càng vui vẻ. Hà Chỉ Ma Đế ngược lại trầm mặc xuống, ngươi để cho ta nhìn đồ vật đã xem hết, ta có thể rời đi à? Không nói vài câu thô tục sao? Tống Thư Hàng hỏi. Ta không lời nào để nói. Ma Đế trả lời. Tống Thư Hàng. Dạng này hắn cũng không tốt hướng Long Lạc nữ sĩ giao nộp à? Quả nhiên. Vẫn là đem ma thần trụ cho luyện thành bá thần trụ số 2 đi, thừa dịp Hà Chỉ Ma Đế cái này sợi tinh thần lực trả trên ma thần trụ chi, không rời đi, một hơi đưa nó luyện hóa thành bá thần trụ. Trụ tên liền gọi trường sinh trụ, Hà Chỉ trụ. Ý nghĩ này khẽ phồng chạy lên não lúc, liền bị cửu u chúa tể lực lượng cho khuếch đại, kịch liệt hóa. Mặc dù lúc trước hắn nói qua sẽ không tổn thương Hà Chỉ tiền bối, nhưng cửu u chúa tể nói lời, có thể tin.
cho dù là cộng tác phiên bản cửu u chúa tể, cũng giống vậy. Thế là, một giây trước còn tại nói thật chỉ là cho tiền bối nhìn một vật, tuyệt đối sẽ không gì hại tiền bối Tống. Cộng tác phiên, yếu ớt, cũng không chút nào khách khí nâng xoa lên bá thần trụ số 2 thi pháp quá trình. Giờ khắc này, hắn đã là một vị hợp cách cửu u chúa tể. Vì thi pháp quá trình thuận lợi, Tống Thư Hằng còn không chút do dự kích hoạt cửu u chúa tể quyền hạn, để cửu u đều phối hợp hắn thi pháp. Cho nên lần này không có sai lầm, một hơi thuận lợi đem bá thần trụ số 2 luyện hóa pháp quyết đánh ra. Hà chỉ ma đế tinh thần lực. Trường sinh giả bản năng cùng trực giác nói cho hắn biết, bá Tống đang làm một kiện với hắn mà nói rất bất lợi sự tình. Ma đế điên cuồng thôi động chính mình cái này một sợi tinh thần lực, nhưng là đến từ cửu u thế giới cấm cố, một mực áp chế tinh thần lực của hắn, làm nó không thể động đậy. Ngươi muốn làm gì? Hà chỉ ma đế nói. Ta đến vì hà chỉ tiền bối lại biểu diễn một lượt bá thần trụ số 2 luyện hóa trình, quá trình này cùng thi triển bá thần trụ số 1 có sự bất đồng rất lớn chỗ, là từ ma thần trụ bên trong lột xác ra tới hoàn toàn mới đường đi. Tống Thư Hàng tay phải dùng sức nắm chặt nắm tay. Sau một khắc, ngay ngắn ma thần trụ cùng trên đó bám vào hà chỉ ma đế tinh thần lực, đều bị bá thần trụ số 2 lực lượng bao phủ, bắt đầu bị luyện hóa lên. Bá thần trụ thoát thai từ ma thần trụ, hà chỉ ma đế một chút cảm ứng về sau, liền phát hiện cái này đích xác là một loại hoàn toàn mới ma thần trụ đường đi, cùng hắn ma thần trụ ngưng tụ chi pháp khác biệt. Cái này đường đi là trực tiếp đem một chút năng lượng thể hoặc là linh thể chuyển hóa thành cây cột. Cái này đích xác là một cái không tệ ý nghĩ, là ma thần trụ một cái mới biến chủng. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hà chỉ ma đế thật đúng là nguyện ý tinh tế tiếp xúc cái này bá thần trụ số 2 toàn bộ hành trình, từ đó hấp thu linh cảm. Nhưng bây giờ, tinh thần lực của hắn đang bị luyện hóa. Ta liền biết, ngươi không có khả năng an cái gì hảo tâm. Hà chỉ ma đế đạo. Trước đó bá Tống Huyền Thánh nói sẽ không tổn thương hắn, ma đế là một cái dấu phẩy cũng không tin. Nhưng là nghĩ luyện hóa tinh thần lực của ta, người nghĩ không khỏi cũng quá đẹp một chút. Hà chỉ ma đế khinh thường nói, ngươi cho rằng chính mình là cửu u chúa tể. Dứt lời, hà chỉ ma đế tinh thần lực bắt đầu thu liếm, ngưng tụ làm một đoàn, áp xúc. Chuẩn bị tự bạo, tinh thần lực của hắn tự bạo về sau, tiện thể lấy còn có thể đem ma thần trụ cũng bạo chết. Cái gì cũng không biết để bá Tống đạt được. Khi hà chỉ ma đế tinh thần lực độ cao áp xúc về sau, tinh thần lực cảm ứng tăng cường, tại tinh thần lực của hắn cảm ứng bên trong, đột nhiên quét đến một tôn vô thượng thân ảnh. Hắn rốt cục nhìn thấy sau lưng bá Tống Huyền Thánh, nổi đầu kia trắng đen xen kẽ ban văn long một chân, hai đầu râu rồng linh hoạt cuốn lên, vô cùng kinh khủng. Nếu như nói nho ra thánh nhân chấn áp một thế, đem đương thời chư thiên vạn giới đỉnh tiêm trường sinh giả đè xuống đất ma sát, là bây giờ hơn phân nửa trường sinh giả trong lòng ác mộng, như vậy đầu này một chân ban văn long, chính là hà chỉ ma đế trong lòng ác mộng. Năm đó, hà chỉ ma đế tranh đoạt thiên đạo bất hủ chi vị một bước cuối cùng, đối mặt chính là ban văn long, kết quả đương nhiên không cần phải nói. Hắn hà chỉ ma đế bị người ta chân đè xuống đất ma sát, bị đánh ra bóng ma tâm lý. Cuối cùng trốn xa hiện thế, chạy tới Hắc Long thế giới. Là ngươi, hà chỉ ma đế sợ hãi kêu lên, không kiềm chế được nỗi lòng, thanh âm âm lượng tiêu thăng. Lúc đầu, trải qua vạn vạn ức ức năm, hà chỉ ma đế đối thái cổ sự tình đã sớm coi nhẹ. Dưới tình huống bình thường, hà chỉ ma đế coi như lại đối mặt ban văn long, cũng có thể bảo trì bình tĩnh, tuyệt đối sẽ không như thế mất khống chế. Nhưng là, khi ban văn long cộng bá Tống tổ hợp lại với nhau lúc, lực sát thương lại hoàn toàn khác biệt. Một cái là từng tại thái cổ thời kỳ cho hắn lớn nhất đả kích, đem hắn từ đỉnh phong đánh vào đến không đáy tỉnh ngộ tồn tại. Một cái là năm ngoái vừa cho hắn nhân sinh lớn thứ hai đả kích, đem hắn từ Hắc Long thế giới đánh nổ bá Tống. Hai cái này tổ hợp lại với nhau, đối hà chỉ ma đế đến nói, cái này một bằng một ức. Ha ha ha, người rốt cục nhìn thấy ta. Ban văn long đại lão cười ha ha, huy động râu rồng. Hướng phía hà chỉ ma đế vẫy gọi, đã lâu không gặp, hà chỉ. Đối với cái này đã từng chính mình tấn thăng thiên đạo, chứng đạo bất hủ trên đường cái cuối cùng đại địch, ban văn long đại lão vẫn có chút ký ức. Thái cổ trong lúc đó, nó cùng hà chỉ ma đế chứng đạo con đường tình huống, cùng nho gia thánh nhân lại có chỗ khác biệt. Nho gia thánh nhân là một người trực diện chư thiên vạn giới. Mà hắn cùng hà chỉ ma đế, năm đó là phân khu chiến đấu. Hai người tại cuối cùng chi trước khi chiến đấu,
đều không có gặp nhau. Một cái là đông bộ chư thiên vạn giới vương giả, một cái khác là tây bộ chư thiên vạn giới ma đế. Cả hai năm đó đều là chư thiên vạn giới người tu luyện trong mắt người mạnh nhất. Cả hai đều trở thành riêng phần mình khu vực mạnh nhất về sau, mới tiến hành sau cùng giao phong. Kết quả cũng tương đối ngoài dự liệu. Lúc đầu chư thiên vạn giới người tu luyện đều cảm giác sẽ là một trận khoáng thế chi chiến. Kết quả, Hà Chỉ Ma Đế vô cùng đơn giản liền bị Ban Văn Long bị đè xuống đất ma sát. Năm đó, cả hai vậy mà căn bản không phải một cái cấp bậc tuyển thủ. Nếu thiết lập lúc trước thái cổ thời kỳ thiên đạo những người dự bị bình quân sức chiến đấu vì 60 đến 90, cái kia Hà Chỉ Ma Đế sức chiến đấu liền tiếp cận mắc điểm 100, vững vàng áp chế tất cả cái khác thiên đạo người hậu tuyển. Nhưng Ban Văn Long sức chiến đấu, lại không nhận mắc điểm hạn chế, hắn tại mắc điểm đồng thời, còn có chán phân chí ít 50 phân thêm điểm ép đáy. Người thi 98 điểm, mà học bá thi, không nên cảm thấy ngươi đã cách học bá rất gần. Ngươi thi 98 điểm là bởi vì thực lực của ngươi là 98 điểm. Mà học bá thi là bởi vì bài thi chỉ có. Ta hiểu được, nguyên lai bá tống là ngươi chuyển thế. Hà Chỉ Ma Đế bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, hắn đường đường Hà Chỉ Ma Đế, vậy mà trên đường đi sẽ bị bá tống khắc chế. Khó trách, bá tống huyền thánh luôn tìm hắn gây phiền phức, cũng không có việc gì liền muốn đến quấy rối hắn. Bây giờ... Khi nhìn đến Tống Thư Hàng sau lưng nổi Ban Văn Long hư ảnh về sau, Hà Chỉ Ma Đế rốt cục nhìn thấu nhân quả. Cái gì, Ban Văn Long đại lão một mặt mộng bức. Tâm ma xích tiêu kiếm, xem ra, Hà Chỉ Ma Đế não mạch kín đã hỗn loạn. Hà Chỉ tiền bối ngươi đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải là Ban Văn Long đại lão chuyển thế, ta chính là ta. Tống Thư Hàng mỉm cười. Bạch Long tỷ tỷ, ngươi vẫn là Trình Lâm là Ban Văn Long tiền bối nữ nhi. Cho nên, ngươi là Ban Văn Long tiền bối nữ nhi. Đây chẳng qua là một cái đạo hiệu, ta chỉ là kế thừa cái này đạo hiệu, ta cũng không có ngay cả giới tính cũng kế thừa được không? Tống Thư Hàng phản bác. Hà Chỉ Ma Đế. Quý vòng thật loạn. Ngươi không cần cãi chày cãi cối. Hà Chỉ Ma Đế một chút cảm ứng trạng thái của mình đạo, nói, nếu như ngươi không phải Ban Văn Long gia hỏa này chuyển thế, ngươi sao có thể khống chế cửu u thế giới lực lượng? Ta trước đó liền cảm giác được không thích hợp, người rõ ràng có được cửu u bộ phận quyền hạn. Đó là bởi vì, ta là một cái cộng tác viên A. Tống Thư Hàng trả lời. Hà Chỉ Ma Đế. Đại lý cửu u chúa tể, hiểu rõ. Tống Thư Hàng hai tay vỗ tay. Hoa. Hà Chỉ Ma Đế tinh thần lực chỗ phụ ma thần trụ, rốt cục bị ngay ngắn chuyển hóa, biến thành bá thần trụ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trường sinh trụ hệ liệt. Hà Chỉ Trụ, da đen vũ nhu tử lớn tiếng tuyên bố. Tống Thư Hàng, thật vất vả tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân đều không tại cửu u thế giới Tống Phò bên cạnh, không nghĩ tới hắn lại còn là không giành được chính mình lời kịch. Nói câu lời kịch làm sao lại cùng đoạt hồng bao đồng dạng, như thế khó khăn. Nếu như ta lại không niệm vài câu lời kịch, tương lai ta cầu hôn làm sao bây giờ? Cũng phải từ trên người vật trang sức thay ta mở miệng sao? Tống Thư Hàng tổ truyền lớn lá gan bắt đầu trận trận huyễn đau. Tống tiền bối, video đập tới nơi này có thể kết thúc rồi à? Da đen vũ nhu tử ngượng ngùng hỏi, nàng cũng là lần thứ nhất thử đoạt một đoạt tống tiền bối lời kịch bởi vì tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân đều tại đoạt. Nếu như nàng không đoạt cái mấy lần, sẽ thoát ly tống tiền bối vật trang sức nữ đoàn tổ ba người, lộ ra rất không thích sống chung. Kết thúc video thu đi, một hồi đem video phát ta. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía trường sinh trụ, Hà Chỉ trụ. Hà Chỉ Ma Đế trụ độ cao tại 50 mét, so Côn Vương trụ cao hơn một chút. Bất quá tại uy lực phương diện cũng không so Côn Vương trụ mạnh hơn bao nhiêu. Dù sao Hà Chỉ trụ chỉ là dung hợp một cây ma thần trụ cộng một sợi Hà Chỉ Ma Đế tinh thần lực, mà Côn Vương trụ thì là dung nhập Côn Vương tiền bối bản nguyên lực lượng. Vật liệu đầu nhập phương diện, Côn Vương trụ càng hơn một bậc. Đúng rồi, Vũ Nhu Tử. Ngươi sẽ biên tập video sao? Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lên tiếng hỏi. Da đen vũ nhu tử nhẹ gật đầu, biết một chút, bởi vì bản thể học tập làm biểu lộ bao lúc, học qua phương diện này kiến thức. Cái kia một hồi hỗ trợ đem video biên tập một chút, bóp rơi một chút không cần thiết nội dung. Tỷ như ta trước đó thi pháp sai lầm phương diện liền cắt đứt, video tinh giản trọng yếu nhất, trọng điểm muốn đột xuất Hà Chỉ tiền bối bị đâm tâm tràng diện. Tống Thư Hàng dặn dò.
không có vấn đề, Tống tiền bối, bao trên người ta đi. Da đen Vũ Nhu Tử bảo đảm nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, da đen Vũ Nhu Tử cam đoan vẫn là rất đáng tin. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào xa xa trường sinh trụ. Hà chỉ trụ phía trên. Tại hà chỉ trụ bên trên, có tà ác ma đạo khí tức lan ra. Hà chỉ trụ cán so côn vương trụ muốn càng thêm hoa lệ, trên đó hiển hiện phức tạp phù hội đồ, là hà chỉ ma đế năm đó ma quốc đồ, ma thần trụ chỗ cắm chỗ, đều là hà chỉ ma quốc. Mà tại trụ mũi nhọn chỗ, có một cái dữ tợn đại ma pho tượng, đây là hà chỉ ma đế chân thân hình tượng. Xong rồi, Tống Thư Hàng nói khẽ, tại hắn đem căn này ma thần trụ chuyển hóa thành bá thần trụ nháy mắt, hắn cùng cắt tinh thế giới lòng đất trận pháp đường vân rốt cục hoàn thành đồng bộ, xứng đôi độ đến 100%. Đến lúc đó, chỉ chờ vô cực ma tông đem phiến khu vực này mở vì ma hải thế giới, Tống Thư Hàng liền có thể ngay lập tức kích hoạt lòng đất tất cả trận pháp đường vân cùng mấy trăm loại chuẩn bị ở sau, nháy mắt liền có thể đem ma hải thế giới nắm nhập trong lòng bàn tay, trở thành chính mình vật riêng tư. Mà bây giờ, hắn cần làm chính là đem căn này trường sinh trụ. Hà chỉ trụ hàng phục, sau đó để nó tiếp tục cắm ở mảnh này cát tinh trên thế giới, xung làm vô cực ma tông tọa độ. Tới đi, hà chỉ trụ, Tống Thư Hàng phóng khoáng đạo, có côn vương trụ vết xe đổ, hắn đối hàng phục bá thần trụ số 2 đã có kinh nghiệm. Dưỡng đao thuật chính là hàng phục bá thần trụ số 2 thủ đoạn tốt nhất. Chỉ cần một giây 100 phát dưỡng đao thuật quét xuống, lại thẳng thắn cương nghị bá thần trụ cũng phải hóa thành bá thần đao. Nhưng vượt quá Tống Thư Hàng dự kiến chính là, hà chỉ trụ vậy mà không có phản kháng. Nó đang sinh ra một khắc này, liền lựa chọn thuận theo. Có lẽ, là tại nó bị luyện hóa thành hà chỉ trụ trước, Tống Thư Hàng cho nó soát rất nhiều phát dưỡng đao thuật, đã sớm thành lập hảo cảm. Cũng có thể là hà chỉ ma đế tinh thần lực giáng lâm về sau, Tống Thư Hàng cộng ban văn long đại lão tổ hợp, mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Lại hoặc là, nó là trước tạm thời làm bộ thần phục, tùy thời mà động. Lên, Tống Thư Hàng ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, căn này hà chỉ trụ siêu một chút hướng hắn bay tới, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trước mặt hắn. Tống Thư Hàng bất chấp tất cả, duỗi ra hai tay đặt tại hà chỉ trụ bên trên, dưỡng đao thuật điên cuồng thi triển. Một giây hơn 100 phát dưỡng đao thuật, Tống Thư Hàng một hơi liền kéo dài gần 2 phút, trước sau vì hà chỉ trụ cung cấp hơn 10000 phát dưỡng đao thuật xoa bóp. Bên hông hắn treo tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối thấy thế, đều ghen tị khóc. Hơn 10000 phát dưỡng đao thuật kết thúc về sau, căn này hà chỉ trụ bên trên bắt đầu hiển hiện nhàn nhạt thất thải thần khí bảo quang. Bất quá rất nhanh, cái này thất thải bảo quang lại từ từ tán đi. Nhìn thấy tầng này thất thải thần khí bảo quang về sau, ban văn long tiền bối cảm giác chính mình tam quan đều đang sụp đổ. Từ xưa đến nay, kiếm tu, đao tu nhóm tại đối với mình bảo kiếm, danh đao thi triển đủ loại dưỡng kiếm thuật hoặc dưỡng đao thuật lúc, cái nào không phải quán chú tự thân sở hữu tình cảm, dùng yêu phương thức nhẹ nhàng vuốt ve bảo kiếm hoặc danh đao. Các môn các phái dưỡng đao thuật thủ pháp khác biệt, nhưng trong xương ý nghĩa đều không kém. Mỗi một lần dưỡng đao thuật hoặc dưỡng kiếm thuật đều giống như một loại tu luyện, một loại nhân kiếm hợp nhất, đao nhân hợp nhất quá trình. Dưới tình huống bình thường, một lần dưỡng kiếm thuật nghi thức nguyên bộ xuống tới, đều cần nửa canh giờ phía trên thời gian. Mà tu sĩ trừ dưỡng đao bên ngoài, còn cần bình thường tu luyện, minh tưởng, chế tạo pháp khí, luyện chế đan dược, cho nên một ngày có thể sử dụng tại dưỡng đao hoặc dưỡng kiếm bên trên thời gian là có hạn. Muốn đem chính mình bảo đao hoặc là danh kiếm nuôi ra thất thải bảo quang, đều cần thời gian dài dằng dặc. Mà giống Tống Thư Hàng đây coi là cái gì? Một giây gần 100 lần dưỡng đao thuật quang mang, tàn bạo vô cùng, đều nhanh muốn sáng mù nó long nhãn. Dạng này dưỡng đao thuật là không có linh hồn. Mà lại, một giây 100 phát dưỡng đao thuật muốn làm sao đầu nhập tình cảm. Người một giây đồng hồ liền đầu nhập hơn 100 lần tình cảm. Cặn bã nam. Nhưng hết lần này tới lần khác Tống Thư Hàng loại này tàn bạo dưỡng đao thuật thủ đoạn, lại còn có hiệu lực, nó cứ như vậy nhìn tận mắt hà chỉ trụ bị nuôi thành thất thải thần khí bảo quang. Mặc dù cái này thất thải bảo quang rất nhanh lại tán đi, nhưng xuất hiện chính là xuất hiện. Nếu như Tống Thư Hàng tiếp tục kéo dài, soát nó cái một ngày một đêm, cái này thất thải bảo quang nói không chừng liền sẽ ổn định lại. Tạm thời trước dạng này, chờ có rảnh, ta liền nhiều đến soát. Tống Thư Hàng hài lòng nói, hắn đưa tay bắn ra, khống chế hà chỉ trụ lập trở lại cát tinh thế giới trung ương, thay thế ma thần trụ,
xung làm vô cực ma tông ma hải thế giới kế hoạch tọa độ. Lại nói, hắn hạch tâm thế giới còn có cây phong ấn trụ, bên trong phong ấn nho ra thánh nhân nho điển, được mau chóng đem bảo vật này cho soát ra mới được. Người dạng này dưỡng đao thuật là không có linh hồn, Ban Văn Long đại lão vẫn là không nhịn được nhả rãnh. Tống Thư Hàng trả lời, chất lượng không đủ, số lượng đến góp. Mà lại, chỉ cần hữu hiệu quả là được, tỉ như Xích Tiêu kiếm tiền bối, hắn cũng không thèm để ý ta dưỡng đao thuật có hay không linh hồn, chỉ là một loại xoa bóp mà thôi. Hưởng thụ xoa bóp quá trình, lại không nhất định phải yêu thợ đấm bóp, không phải sao? Là đạo lý này, tâm ma Xích Tiêu kiếm trả lời. Ban Văn Long đại lão, Long tinh thế giới tọa độ giải quyết, vậy kế tiếp, chúng ta đi xử lý một chút ngay tại tiến công hiện thế cùng cửu u thông đạo cái đám kia cửu u tà ma. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía Ban Văn Long tiền bối, lộ ra thỉnh giáo ánh mắt. Loại sự tình này đơn giản, người dùng cửu u chúa tể quyền hành trước triệu hoán mấy cái cường đại cửu u tà ma tới, cho chúng nó an bài một cái cửu u chúa tể người mang tin tức thân phận. Sau đó cho bọn hắn viết một đạo mệnh lệnh, để bọn hắn tiến về cửu u cùng hiện thế thông đạo, thay người hướng những cái kia cửu u tà ma tuyên cáo người ý chỉ là đủ. Ban Văn Long đại lão đề nghị, tuyên truyền ta ý chỉ. Như vậy xuất khí. Như vậy xuất khí ảo tưởng họa phong, luôn cảm giác cùng mình có chút không đáp sát. Bất quá, hắn thích. Bia đá đạo hữu, Tống Thư Hàng đưa tay chộp một cái, đem bia đá đạo hữu nắm trong tay. Một đạo dưỡng đao thuật xuống dưới về sau, song phương đồng bộ suất tăng lên, Tống Thư Hàng mở ra cửu u chúa tể quyền hạn giao diện, ở phía trên nhanh chóng bắt đầu huy động. Vạch đến quyền hạn liệt biểu thứ 82 điều lệ biểu về sau, hắn rốt cuộc tìm được triệu hoán tà ma quyền hạn công năng. Chư thiên vạn giới, đang bị cửu u tà ma công kích thông đạo số lượng có bao nhiêu? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hiện thế, địa cầu có 7 cái lối đi, ở vào các nơi trên thế giới. Địa cầu tinh vực phụ cận là trọng tai khu, mỗi một đầu cùng cửu u tương liên thông đạo đều có một nhóm cửu u tà ma chiếm cứ. Cái khác chư thiên vạn giới cùng cửu u tương liên vị trí, thống kê sơ lược chỉ ít gần vạn cái thông đạo, có cửu u tà ma tại tiến công dấu hiệu. Bia đá đạo hữu thống kê nói, cửu u cùng chư thiên vạn giới thông đạo số lượng, xa xa không chỉ vạn cái. Bất quá trừ địa cầu bên ngoài, vị diện khác cùng cửu u thế giới đông đảo thông đạo bên trong, chỉ có số ít thông đạo có cửu u tà ma tại ngo ngoe muốn động. Đây đều là hiện tượng bình thường. Chắc chắn sẽ có nhàn rỗi nhất cả chứng cửu u tà ma, sẽ muốn đi hiện thế du lịch, thuận tiện tại hiện thế giày vò một phen. Giết chóc hoặc là bị giết, phá hư, tử vong, hỗn loạn là cửu u tà ma bản chất, đây là không cách nào cải biến đồ vật, tựa như người bình thường còn sống liền muốn hô hấp, ăn cơm là một cái đạo lý. Mà địa cầu 7 cái lối đi toàn mãn, là bởi vì có vô cực ma tông tại phía sau màn thao tác. Hướng dẫn cũng kích thích cửu u tà ma bạo động, công kích thông đạo, hấp dẫn địa cầu người tu luyện chú ý, vì vô cực ma tông kế hoạch lớn mở đường. Tống Thư Hàng đề nghị, vậy chúng ta không bằng triệu hoán 1 vạn con cao cấp tà ma, đi tuyên cáo ý chỉ. Thời gian rất gấp bách, trước mắt cũng không biết vô cực ma tông kế hoạch lớn đã chấp hành đến một bước nào. Cho nên, có một số việc tốt nhất một hơi giải quyết. Đã có hơn 1 vạn cái thông đạo. Vậy liền trực tiếp phái hơn 1 vạn con cao cấp tà ma quá khứ, tuyên cáo hắn ý chỉ. Ta đến giúp ngươi một tay đi, nếu không dựa vào ngươi cái này cộng tác viên, nhiều nhất triệu hoán 1 vạn con không chính hiệu tà ma tới. Ban Văn Long đại lão lên tiếng nói. Dứt lời, Ban Văn Long đại lão phía bên phải râu rồng kéo dài, quấn ở tống pho trên tay phải. Cùng một thời gian, tại tán tài vương tỏa cửa gỗ nhỏ thế giới bên trong. Tam nhãn tiền bối ngay tại trong bụi hoa tu bổ nhánh mầm, hắn đưa tay nhẹ nhàng vê vê một nhánh đóa hoa màu xanh lam, khuất thân nhẹ ngửi, khóe miệng mỉm cười, khí chất xuất trần. Sau cơn mưa rừng cây, mỉm cười mỹ thiếu niên, nở rộ đóa hoa. Một màn này, đẹp như họa, bất thắng thu. Lão gia, ngài ngồi xổm ở trong bụi hoa là muốn đi ị sao? Chúng ta có thể chế tạo chuyên môn phòng vệ sinh, a. Lần này, trong mắt quản gia lời còn chưa nói hết. Liền bị một chi tu bổ nhánh hoa cái kéo lớn đâm thấu, ầm vang đổ xuống, máu chảy một chỗ. Tam nhãn thiếu niên phủi tay từ trong bụi hoa đứng lên, độc cước long đều xuất thủ, ta lại có thể nào yếu thế. Nghĩ tới đây, tam nhãn thiếu niên cũng kích hoạt mình lực lượng, thông qua thứ 3 thần nhãn, âm thầm lặng lẽ phụ trợ Tống Thư Hàng một tay chi lực.
da đen Vũ Nhu Tử lần nữa may nhờ có camera, bắt đầu mới thu. Triệu hoán tà ma, phán định đẳng cấp lục phẩm trở lên, số lượng là 1 vạn trở lên. Tống Thư Hàng mở ra cửu U Chúa Tể quyền hạn giao diện, ở phía trên thâu chỗ chính mình cần số liệu. Cửu U thế giới vô cùng to lớn, đối ứng mênh mông chư thiên vạn giới. 1 vạn số lượng phía trên lục phẩm tà ma, đối cửu U thế giới đến nói, như chín châu mất sợi lông. Chờ Tống Thư Hàng ấn xong chỉ lệnh về sau, Ban Văn Long Đại Lão bắt đầu phát lực, kèm theo mệnh lệnh, dự định 4 tôn phía trên cửu phẩm tà ma, dự định 100 số lượng bát phẩm tà ma. Đem phán định lục phẩm phía trên tà ma đẳng cấp đề thăng làm 7 phẩm trở lên. Tuyên truyền cửu U Chúa Tể tự mình hạ đạt chỉ lệnh, lục phẩm đẳng cấp tà ma đẳng cấp quá thấp, thậm chí thất phẩm tà ma tư cách cũng chỉ có thể tính miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Tại Ban Văn Long Đại Lão phát lực hoàn tất về sau, Tam Nhãn Thiếu Niên cũng âm thầm ra tay, đem triệu hoán cửu phẩm cấp bậc tà ma số lượng cường hóa đến 7 con, thỏa mãn hiện thế. Địa cầu 7 đầu thông đạo số lượng, cũng đem bát phẩm tà ma số lượng tăng lên gấp đôi. Chỉ lệnh hạ đạt, Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại thao tác giao diện bên trên, điểm kích xác định nút bấm. Ông, tại cửu U Chúa Tể quyền hạn pháp tắc phía dưới, đạo này triệu hoán chỉ lệnh bị đưa đạt tới cửu U thế giới mỗi một góc. Toàn bộ cửu U thế giới bắt đầu chấn động. Tất cả 7 phẩm cửu U tà ma, thu sạch đến từ cửu U Chúa Tể triệu hoán mệnh lệnh. Đại lượng bát phẩm tà ma cùng 7 con cửu phẩm tà ma, trong đầu cũng hiện lên cửu U Chúa Tể triệu hoán. Mệnh lệnh xác định sau sát na, khoảng cách Tống Thư Hàng gần nhất thất phẩm cửu U tà ma nhanh chóng đứng dậy. Bọn chúng buông xuống trong tay mình tất cả việc cần phải làm, liều mạng hướng Tống Thư Hàng vị trí băng băng mà tới. Dưới tình huống bình thường, thất phẩm cấp cửu U tà ma cả đời đều khó mà nhìn thấy cửu U Chúa Tể một mặt. Hiện tại, có 1 vạn cái triệu kiến cửu U Chúa Tể danh ngạch, thất phẩm tà ma nhóm tự nhiên không chịu từ bỏ. Bọn chúng đem hết toàn lực thi triển độn pháp, bí thuật, cướp đoạt cái này 1 vạn cái danh ngạch coi như không giành được danh ngạch, chỉ cần có cơ hội có thể xa xa gặp một lần cửu U Chúa Tể, đối cửu U tà ma đến nói cũng là thu hoạch khổng lồ. Cửu U Chúa Tể là cửu U thế giới pháp tắc trung tâm, cửu U thế giới vây quanh Chúa Tể vận chuyển. Chỉ là xa xa nhìn một chút, nếu là có thể có chỗ lĩnh ngộ, liền có thể chống đỡ lên cửu U tà ma nhiều năm giết chóc tiến hóa. Cơ hội như vậy không có tà ma chịu từ bỏ. Đồng dạng, khoảng cách Tống Thư Hàng khoảng cách gần nhất bát phẩm tà ma cũng nhanh chóng khởi hành bát phẩm tà ma muốn tấn thăng cửu phẩm, độ khó so hiện thế người tu luyện tấn thăng cửu phẩm còn muốn khó khăn. Nếu là có thể hoàn thành cửu U Chúa Tể nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được Chúa Tể chúc phúc cùng ban thưởng, nói không chừng liền có thể làm chúng nó đột phá bát phẩm cảnh giới, nhìn trộm cửu phẩm. Cuối cùng, tổng cộng có 7 con cửu phẩm tà ma, chính xác tiếp thu được chỉ lệnh. Tại một mảnh từ vô số thi cốt xếp thành cốt vực bên trong, một tôn kim cương quang trạch cửu phẩm cốt long từ chìm tỉnh bên trong thức tỉnh, đây là một con thọ nguyên dài rằng rạc vô cùng, thậm chí đột phá cửu phẩm tà ma thọ nguyên hạn chế cổ vật, nó từ thái cổ liền tồn tại thời kỳ viễn cổ liền tiến vào ngủ say, mãi cho đến hôm nay mới bị tỉnh lại. Kim cương cốt long ngửa đầu phát ra một tiếng sói tru. Nó mở ra không gian chi môn, một đầu chui vào. Tại béo cầu đại lão vốn riêng tiền bảo khố bên trong, một tòa hình rồng pho tượng đột nhiên hoạt hóa, hóa thành một con sắt thép cự long. Sắt thép cự long hoạt động thân xương, giữ im lặng mở ra không gian chi môn, linh hoạt nhảy vào. Đồng dạng tình hình, tại cửu U thế giới lần lượt phát sinh. Một con giống con rết có rất nhiều chân quái long, một con tại cửu U thế giới rất hiếm thấy cầu vòng đường vân Mỹ long. Từ trong ngủ mê thức tỉnh, nhận lệnh gọi vượt không ở giữa mà tới. Cái này 4 tôn cửu phẩm long thú chính là Ban Văn Long Đại Lão hiệp trợ Tống Thư Hàng, triệu hoán mà tới. Kế 4 tôn cửu phẩm long thú tà ma về sau, cửu U thế giới lại có 3 khu địa phương bắt đầu phun trào. Tam Nhãn tiền bối âm thầm phụ trợ bắt đầu phát lực. Tại cửu U thế giới một chỗ trong thâm uyên, nơi này sinh tồn lấy một loại nhỏ yếu nhãn ma, loại này nhãn ma phần lớn chỉ có nhất. Nhị phẩm thực lực, bọn chúng số lượng vô cùng to lớn, sinh sôi cực nhanh. Nhỏ yếu cộng cường đại sức sinh sản cộng tụ đôi sinh tồn, khiến cho bọn chúng thành phụ cận một số tam, tứ phẩm phổ thông cửu U tà ma khẩu phần lương thực. Mỗi ngày đều sẽ có đại lượng tam, tứ phẩm cửu U tà ma canh giữ ở thâm uyên bên cạnh, nuốt những thứ này đê dai nhãn ma.